sợ là có khác sở đồ, hoặc là nói, hôm nay hắn Cơ gia cùng Cửu Lê tộc liên hôn quan trọng nhất, không nghĩ làm giảo hoàng, cho nên mới nói ra này một phen tạm thời thoái nhượng nói đi. Lần này lời nói nghe tựa hồ là Cơ Phát thoái nhượng, kỳ thật ở Dương Nghị Vân nghe tới, lại là tràn ngập 10 phần uy hát yêu ta. Hoặc là nói là ẩn nhẫn ở bên trong. Nhưng với hắn mà nói, hắn là chịu uy hát yêu ta người sao? Dương Mỗ Nhân trước nay liền không chịu bất luận cái gì uy hát yêu ta. Ta nếu là không không đâu, hắn cười lạnh nói. Lời này một chỗ, Cơ Phát đôi mắt nheo lại, vô hình bên trong trong không khí độ ấm đều đang không ngừng giảm xuống. Hắn nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân, chậm rãi mở miệng nói, kia hôm nay liền diệt sát ngươi. Đích xác cùng Cửu Lê tộc lần này liên hôn, đối với Cơ gia tới nói rất quan trọng, bởi vì Cửu Lê tộc vị này thiếu chủ, chính là trả giá một kiện làm Cơ gia vô pháp cự tuyệt chí bảo. Cái này chí bảo chính là làm Cơ gia lại ra một vị hợp đạo chí cường. Người này không phải người khác, đúng là hắn Cơ Phát chính mình. Toàn bộ Cơ gia hợp đạo cường giả chỉ có một, bên kia là Cơ gia lão tổ, mà hắn Cơ Phát còn lại là thiên đạo quy tắc năm trọng đại viên mãn, khoảng cách bước vào hợp đạo cấp bậc liền kém một đường. Nhưng chính là này một đường, đó là hắn thiên trảm hồng câu, suốt một cái kỷ nguyên thời gian đều không thể đột phá đến hợp đạo cảnh giới. Nhưng mà Cửu Lê tộc thiếu chủ xuất hiện, lại là cho hắn một phần hy vọng. Việc này lại nói tiếp cũng là trùng hợp. Đều nhân một nữ tử dựng lên. Nữ tử này đó là Cơ Tím Hà. Chính là Cơ gia chi nhánh hạ giới đệ tử, năm đó Dương Nghị Vân phi thăng thần giới hết sức, phá phi thăng đài, thế cho nên hạ giới phi thăng đến cái chắn biến mất, cho hạ giới tu luyện giả phi thăng cơ hội, những năm gần đây, có rất nhiều hạ giới phi thăng giả phi thăng tiên giới. Cơ gia tại hạ giới con cháu cũng phi thăng không ít, Cơ Tím Hà đó là một trong số đó. Đương nhiên mới đầu hắn cũng không biết có Cơ Tím Hà này hào người, là hạ giới Cơ gia lão tổ đem Cơ Tím Hà đưa tới thần giới gia tộc. Kết quả lại là phát hiện Cơ Tím Hà thiên phú dị bẩm, dần dần xuất hiện ở thần giới Cơ gia cao tầng tầm mắt, hơn nữa Cơ Tím Hà trực tiếp bị lão tổ cấp thấy được trong mắt. Bởi vì Cơ gia tu lôi pháp chi đạo, Cơ Tím Hà bày ra ra ở lôi pháp thượng chắc tuyệt thiên phú, bị lão tổ tự mình dạy dỗ, chính là tiện sát rất nhiều Cơ gia tử đệ. Cũng là ở kia một năm 10 đại gia tộc hạch tâm đệ tử chi gian tổ chức đạo pháp giao lưu đại hội, Cơ Tím Hà tự nhiên xưng là Cơ gia hạch tâm đệ tử xuất hiện ở đại hội thượng. Như thế lại là bị Cửu Lê tộc thiếu chủ liếc mắt một cái nhìn chúng, lúc này mới có hôm nay chi liên hôn. Đương nhiên mới đầu Cơ Tím Hà là không muốn, lão tổ cũng yêu thích vị này phía sau lưng, không có đồng ý Cửu Lê tộc cầu hôn, nhưng là Cửu Lê tộc thiếu chủ thật đúng là thích Cơ Tím Hà, không tiếc lấy ra giống nhau làm hắn tâm động chí bảo làm xính lễ. Cái này chí bảo có rất lớn hy vọng, làm hắn Cơ Phát bước vào hợp đạo cảnh giới, như thế dưới tình huống, Cơ Phát nội tâm lửa nóng lên, vô luận như thế nào cũng muốn thúc đẩy hai nhà liên hôn. Tự mình ra mặt đánh nhịp, định rồi việc hôn nhân này. Hơn nữa tìm Cơ gia lão tổ, đối với Cơ gia có thể lại ra một vị hợp đạo cảnh giới cường giả, đây chính là thiên đại chuyện này, so sánh với dưới, Cơ Tím Hà thích cùng không ở lão tổ trong mắt liền quan trọng, việc này lão tổ cam chịu. Như thế mới có hôm nay Cửu Lê tộc tiến đến cầu hôn. Hơn nữa là Cửu Lê tộc thiếu chủ đích thân đến, mang theo nào kiện làm Cơ Phát trông mòn con mắt chí bảo, hôm nay chỉ cần kết thúc buổi lễ, Cửu Lê tộc thiếu chủ liền sẽ dâng lên nào kiện chí bảo. Nhưng không nghĩ tới Dương Nghị Vân cư nhiên sát thượng Cơ gia. Đối với Dương Nghị Vân cùng Cơ Tím Hà chi gian quan hệ, từ trước chút thời gian nói thành Cơ gia phân bộ truyền đến tin tức, Cơ Phát đã biết, cũng biết Dương Nghị Vân ở nói thành đại đạo điện việc. Nhưng những việc này nhi, đối Cơ Phát tới nói, đều không phải cái gì đại sự, hắn trong mắt đại sự, đó là hôm nay làm Cửu Lê tộc thiếu chủ đón dâu thành công, mà hắn được đến Cửu Lê tộc chí bảo, từ nay về sau hắn liền có hy vọng bước vào hợp đạo cảnh giới. Đối với một tôn thần linh tới nói, bước vào hợp đạo liền đại biểu cho về sau có hy vọng vấn đỉnh thánh đạo tư cách. Đây là vô thượng dụ hoặc, Cơ Phát ngăn cản không được. Hắn hiện tại chỉ nghĩ hoàn thành cùng Cửu Lê tộc liên hôn lễ, làm Cửu Lê tộc thiếu chủ đón dâu mang đi Cơ Tím Hà, mà hắn có thể như nguyện được đến Cửu Lê tộc xính lễ. Chuyện này ở Cơ Phát trong lòng so thiên còn đại, bởi vì hắn quá tưởng đột phá. Thiên đạo quy tắc năm trọng đại viên mãn, bình cảnh suốt một cái kỷ nguyên. Hiện giờ có đột phá hy vọng, kia đó là hắn lớn nhất chấp niệm. Ai ngăn cản hắn, hắn làm ai xuống địa ngục. Thúc đẩy cửa này liên hôn, hiện tại đối Cơ Phát tới nói so thiên đại, mặt khác là đều có thể thoái nhượng, duy độc chuyện này không được. Cũng cho nên,
cho dù là Dương Nghị Vân xuất hiện giết hắn Cơ gia tam đại thiên đạo cường giả, hắn cũng chịu đựng khí nói Dương Nghị Vân thối lui có thể không so đo, đương nhiên cái này không so đo tiềm thức là, quay đầu lại tính sổ, tạm thời đừng quấy rầy ta làm việc. Nhưng thoạt nhìn Dương Nghị Vân cũng không nể tình. Này liền làm Cơ Phát động sát tâm. Mà đối với Dương Nghị Vân tới nói, hắn ý tưởng cùng Cơ Phát vừa lúc tương phản. Giờ phút này ở trong lòng hắn, tiểu sư tỷ Cơ Tím Hà chính là hết thảy, ai đương hắn diệt ai. Dương Nghị Vân nghe được Cơ Phát nói chuyện, hắn cười. Giết ta, hảo a, vậy làm ta nhìn xem Cơ gia gia chủ thực lực có đủ hay không tư cách. Đối mặt tầng tầng vây quanh cao thủ cường giả, Dương Nghị Vân không có biểu hiện ra chút nào sợ hãi, thậm chí toàn thân đều chiến ý tăng vọt, sát ý tràn ngập. Hắn xem như đã nhìn ra, Cơ gia tuyệt đối là ở cưỡng bách tiểu sư tỷ, đây là làm hắn nội tâm lửa giận tận trời. Hắn chính là Dương Nghị Vân. Lúc này, đứng ở Cơ dậy thì biên cửu lê tộc thanh niên mở miệng hỏi Cơ Phát. Người này đúng là lần này sự kiện vai chính chi nhất, cửu lê tộc thiếu chủ, cửu lê huyền dương, cũng là giữa sân trừ bỏ Cơ Phát ở ngoài duy nhất một cái thiên đạo quy tắc năm trọng tồn tại. Chính là hắn, Cơ Phát nói. Như thế Cơ sư bá, liền trước giải quyết hắn đi, bị chậm trễ thời gian mới là. Cửu lê huyền dương mang theo ý cười nói chuyện, ở làm tư trung đều không có con mắt xem qua Dương Nghị Vân liếc mắt một cái, hoàn toàn xích quả coi rẻ. Bất quá này cũng không kỳ quái, ở cửu lê huyền dương trong lòng, Dương Nghị Vân một cái hạ giới phi thăng mà đến sinh linh chỉ là đi rồi cứt chó vận được đến càn khôn thần tôn truyền thừa mà thôi, mới có hôm nay. Nhưng cho dù là càn khôn thần tôn trên đời, ở hắn cửu lê tộc trong mắt, cũng liền như vậy hồi sự. Cửu lê tộc ở thần giới 10 đại cổ trong thần tộc chính là thực lực đệ nhất tồn tại. Thật đúng là khinh thường Dương Nghị Vân. Tới nha, giết hắn. Cơ Phát lập tức hạ lệnh. Tức khắc bốn phía Cơ gia thiên đạo đối Dương Nghị Vân ra tay. Đây chính là ngươi bức ta. Dương Nghị Vân lạnh giọng, hắn xem ở tiểu sư tỷ mặt mũi thượng, bổn không nghĩ ở Cơ gia đại khai sát giới, nhưng hiện tại lại là không chỗ nào cố kỵ. Đối mặt Cơ gia đông đảo cao thủ, Dương Nghị Vân không có một chút ít sợ hãi. Không có hợp đạo xuất hiện, hắn thật đúng là không để bụng thiên đạo quy tắc, cho dù là thiên đạo quy tắc năm trọng đại viên mãn Cơ gia gia chủ Cơ Phát. Đông, hỗn độn chung trực tiếp xuất hiện nơi tay. Một tiếng chuông vang vọng thiên địa. Sau lưng phong vân cánh chim triển khai. Khí thế cường đại khuếch tán đi ra ngoài, Dương Nghị Vân hoàn toàn bạo tẩu. Nhìn như thiên đạo quy tắc tam trọng cảnh giới, kỳ thật bày ra ra tới hơi thở đâu chỉ. Đứng ở đại điện bậc thang Cơ Phát đồng tử một trận co rút lại, Dương Nghị Vân hơi thở hắn cảm nhận được, cư nhiên chút nào không thể so hắn nhược. Tiểu tử này nhìn qua chỉ là thiên đạo quy tắc tam trọng, nhưng chân chính thực lực không thua gì hắn, này còn chỉ là hơi thở triển lộ, so sánh với còn có thủ đoạn át chủ bài, như thế xem ra nhưng thật ra cái kình địch. Cơ Phát biết hắn khả năng coi khinh Dương Nghị Vân. Bất quá hiện tại là tên đã trên dây không thể không phát. Không có bất luận kẻ nào có thể tổ chức trận này liên hôn, hắn cần thiết được đến cửu lê tộc xính lễ chí bảo. Dương Nghị Vân thoạt nhìn là quyết tâm, muốn phá hư, đây là hắn không thể chịu đựng. Ra lệnh một tiếng, sở hữu cơ gia thiên đạo đều nhào hướng Dương Nghị Vân. Mà Dương Nghị Vân cũng ở thời điểm này hơi thở toàn lực bùng nổ. Sát! Mười mấy danh thiên đạo, bên ngoài càng là có thượng vạn cơ gia thần linh. Thùng nước giống nhau vây quanh. Dưới loại tình huống này, cho dù là hợp đạo cấp bậc, cũng sẽ không nhẹ nhàng. Dương Nghị Vân sắc mặt không nên. Đối mặt bốn phía công kích, thổ lộ, phong vân lĩnh vực. Sau lưng phong vân cánh chim thần quang đại tác phẩm, tức khắc màu trắng ngà sương mù lan tràn mở ra. Trong nháy mắt toàn bộ quảng trường đều tới rồi hắn phong vân trong lĩnh vực. Hắn cũng không phải tự đại hạng người, đối mặt cơ gia này đó thần linh, mở ra phong vân lĩnh vực mơ hồ tầm mắt, ngăn cách bọn họ thần thức. Làm cơ gia biến thành chính mình sân nhà, tự nhiên chiếm cứ ưu thế. Liền như vậy nháy mắt. Thật lớn cơ gia quảng trường biến mất, thay thế chính là vô tận mây mù che đậy cái gì đều nhìn không tới. Bao gồm toàn bộ cơ gia đại điện cũng cắn nuốt ở trong đó, Cơ Phát cùng cửu lê tộc thiếu chủ đám người cũng đang ở trong đó. Bất quá đối với thiên đạo quy tắc cấp bậc thần linh tới nói, bọn họ có được quy tắc khí tràng, ảnh hưởng không lớn. Nhưng quy tắc một chút. Liền thành trong mộng chi ba ba. Dương Nghị Vân muốn chính là cái này hiệu quả, hắn đầu tiên sẽ thanh tràng, đem bốn phía những người khác rửa sạch rớt, không cho chính mình bất luận cái gì trở ngại. Đến nỗi thiên đạo quy tắc cấp bậc vậy là tốt rồi làm.
Cơ gia cách làm đã hoàn toàn chọc giận hắn. Các ngươi muốn chiến, bên kia chiến đấu đi. Ngay lập tức công phu từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Dương Nghị Vân ở chính mình phong vân lĩnh vực trong vòng, làm được không chỗ không ở hóa thân, nơi đi qua, thiên cảnh giới dưới tất cả đều hóa thành cho tàn. Đừng nói người cơ gia có thượng vạn thần linh, cho dù là có 10 vạn trăm vạn, với hắn mà nói cũng có thể cho ngươi chém giết sạch sẽ. Từng tiếng kêu thảm thiết ở biển mây trong vòng không ngừng vang lên. Mà cơ gia gia chủ Cơ Phát lúc này sắc mặt thành xanh mét sắc. Hắn ở Dương Nghị Vân phong vân lĩnh vực xuất hiện thời điểm, liền cảm nhận được trong đó nguy hiểm, cái này lĩnh vực nhằm vào chính là thiên đạo quy tắc dưới thần linh. Thiên đạo quy tắc có quy tắc khí tràng, chịu ảnh hưởng không lớn. Nhưng quảng trường phía trên mấy vạn cơ gia tử đệ, bắt đầu bị Dương Nghị Vân chém giết, Cơ Phát ra nóng nảy. Dương Nghị Vân tiểu nhi ngươi dám. Một tiếng giận dữ, Cơ Phát lại một dậm chân, dưới chân một đạo khắc văn xuất hiện, hơn nữa lấy hắn vì trung tâm lan tràn đi ra ngoài. Cơ Phát rất rõ ràng muốn phá Dương Nghị Vân cái này lĩnh vực, nếu không thượng vạn cơ gia đệ tử sẽ bị hắn giết quang. Tình huống hiện tại là, Dương Nghị Vân có lĩnh vực lúc sau. Hắn cơ gia đệ tử chính là bản thượng thịt cá, ở hắn phong vân trong lĩnh vực chính là bản thượng thịt cá, mà Dương Nghị Vân sẽ chúa tể hết thảy. Cần thiết phá cái này lĩnh vực. Đối với thiên đạo quy tắc năm trọng đại viên mãn cơ gia gia chủ Cơ Phát tới nói, tự nhiên không thành vấn đề. Cái này thật lớn quảng trường chính là có khắc văn đại trận tồn tại, đây là cơ gia tiền bối dùng để ứng đối khốn cảnh, trận này mịt mờ, rất ít sử dụng, xem như cơ gia một chương át chủ bài, không nghĩ tới hiện tại liền phải dùng tới. Cơ Phát một dậm chân, toàn bộ quảng trường khắc văn đại trận kim quang lộng lẫy dựng lên, thượng vạn đạo khắc văn giống như mạng nhện giống nhau liên tiếp ở bên nhau, bộc phát ra lộng lẫy kim quang. Khởi! Cơ Phát một tiếng giống to. Ngay sau đó, cái này trên quảng trường xuất hiện khắc văn hội tụ thành một chương kim sắc đại võng, bỗng nhiên bùng nổ dâng lên, xông thẳng phía chân trời mà đi. Oanh! Liền như vậy một chút. Dương Nghị Vân phong vân lĩnh vực bị ngạnh sinh sinh cắt mở ra. Ngay sau đó tan thành mây khói. Phong vân lĩnh vực phá. Đáng tiếc, mới diệt sát một nửa. Dương Nghị Vân thân ảnh xuất hiện ở quảng trường tự nói. Hắn là biết thiên đạo quy tắc năm trọng cường giả thủ đoạn, biết chính mình phong vân lĩnh vực sớm hay muộn sẽ bị phá vỡ, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Trước sau cũng liền không đến 10 tức thời gian. Hiện tại vừa thấy dưới chân từng đạo khắc văn liền biết là khắc văn đại trận, hơn nữa là Cơ Phát tự mình thao tác, cũng khó trách sẽ phá. Nhưng cũng không kém, hắn xử lý trên quảng trường mấy nhà một nửa thần linh, trong đó còn bao gồm này đó nhằm phía hắn thiên đạo cảnh giới. Đáng tiếc chính là tu vi đạt tới thiên đạo quy tắc cơ gia thần linh không có tới đến cấp ra tay. T. Cơ Phát cùng dư lại 7-8 danh thiên đạo quy tắc hít hà một hơi. Toàn bộ quảng trường huyết khí tận trời, tàn chi đoạn tí trồng chất thành sơn, thượng vạn cơ gia tử đệ bị Dương Nghị Vân chém giết giống nhau. Quả thực là tu la chàng. Giờ phút này cho dù là Cửu Lê Huyền Dương, này ta Cửu Lê tộc thiếu chủ cũng là đồng tử co rút lại một chút, hắn không nghĩ tới Dương Nghị Vân thực lực như thế chi cường. Vượt qua hắn tưởng tượng, cứ việc Dương Nghị Vân chém giết chính là một ít ở hắn xem ra cấp thấp thần linh, nhưng ở ngắn ngủn không đến 10 tức liền giết chết cơ gia một nửa đệ tử, hơn nữa trong đó còn có rất nhiều thiên đạo cảnh giới thần linh, bực này thực lực thật sự không thể coi thường. Ong! Một tiếng nổ vang. Lại là Cơ Phát phung tay lên. Đem trên quảng trường dư lại một nửa cơ gia tử đệ đưa ra quảng trường, lại lưu lại sẽ bị Dương Nghị Vân giết sạch. Tiểu nhi ngươi, đáng chết. Cơ Phát nhìn Dương Nghị Vân tức giận đến cả người phát run. Liền như vậy một chút, cơ gia đệ tử tổn thất một nửa. Đã bao nhiêu năm, cơ gia tử đệ còn chưa từng có nếu tổn thất quá, trọng điểm là vẫn là ở nhà mình hang ổ. Không nói đến mặt khác, hôm nay việc, chỉ cần truyền ra đi, hắn cơ gia chính là toàn bộ thần giới chê cười. Mặt mũi rất hết. Hôm nay không đem ngươi nghiền xương thành cho, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Cơ Phát nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân, toàn thân hơi thở không ngừng leo lên. Ha ha, làm ta sợ a. Nếu là ta kia muốn xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh, ta nói, không đem ta tiểu sư tỷ giao ra đây, ta diệt cơ ra. Dương Nghị Vân tranh phong tương đối, chút nào không thèm để ý Cơ Phát uy hát yêu ta. Hắn cầm trong tay hỗn độn chung. Sau lưng phong vân cánh chim chớp động, bảy màu long lân huyền phù ở bên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chết đi! Ngay sau đó Cơ Phát biến mất tại chỗ, hắn tự mình ra tay. Vốn tưởng rằng không cần chính mình ra tay,
hiện tại xem ra là không được. Theo Cơ Phát biến mất tại chỗ, dư giả 7-8 danh thiên đạo quy tắc toàn bộ mà động. Lúc này Cửu Lê tộc thiếu chủ Cửu Lê Huyền Dương đối bên người hai gã thiên đạo bốn trọng lão giả mở miệng nói, nhị vị tộc lão các ngươi cũng đi hỗ trợ, mau chóng chém giết Dương Nghị Vân, đừng làm cho hắn chậm trễ ta đón dâu đại sự. Là, thiếu chủ. Hai tôn Cửu Lê tộc thiên đạo quy tắc bốn trọng tộc lão cũng nhằm phía Dương Nghị Vân mà đi. Tất cả đều là thiên đạo quy tắc cấp bậc chiến đấu, Dương Nghị Vân đang ở vây quanh chung, lại là nheo lại hai mắt. Hơn nữa Cửu Lê tộc hai đại thiên đạo quy tắc bốn trọng tộc lão, Dương Nghị Vân một người đối mặt chín đại thiên đạo quy tắc cường giả. Đông! Hỗn độn vang lên, trực tiếp bao phủ ở trên người hắn, như thế đó là mạnh nhất phòng ngự. Đối mặt chín đại thiên đạo quy tắc cao thủ, hắn tự nhiên sẽ không đại ý. Huống chi Cơ gia gia chủ tự mình ra tay, thiên đạo quy tắc năm trọng đại viên mãn thực lực không phải trò đùa. Đồng thời ra tay công kích hắn, phòng ngự phải làm đến đệ nhất mới là. Oanh! Đông! Dẫn đầu mà đến chính là Cơ Phát, một quyền oanh kích ở hỗn độn trung thượng. Hỗn độn trung phát ra một tiếng nổ vang. Dương Nghị Vân đang ở trong đó đều cảm nhận được thật lớn chấn động. Hỗn độn trung thượng khắc văn đều vì này ảm đạm không ít. Dương Nghị Vân âm thầm nói, quy tắc đại viên mãn thực lực quả nhiên không giống người thường. Nếu không phải hắn thần nguyên lực cường đại, hơn nữa hỗn độn trung chính là hỗn nguyên thánh đạo cấp bậc chí bảo, lần này khả năng sẽ bị Cơ Phát phá vỡ phòng ngự. Bất quá hắn biết nhiều tới vài cái, hỗn độn trung phòng ngự cũng kiên trì không được bao lâu, huống chi còn có những người khác công kích ở. Ầm ầm ầm, mới vừa nghĩ như vậy thời điểm, quả nhiên mặt khác thiên đạo quy tắc công kích đồng thời phát huy dừng ở hỗn độn trung thượng. Dương Nghị Vân nháy mắt thúc sục hỗn độn trung chín hạ ngăn cản. Thịch thịch thịch, liên tiếp chín vang, hỗn độn trung khắc văn kim quang đại tác, nơi đi qua, lại là thuần dương kim quang bùng nổ, một chút khuếch tán đi ra ngoài. Lúc này đây cũng là ngăn cản không ít. Khá vậy ở đồng thời, hỗn độn trung uy lực yếu bớt đi xuống, phòng ngự tan đi. Nháy mắt khôi phục tới rồi lớn bằng bàn tay. Này ở Dương Nghị Vân đoán trước bên trong. Hắn chính là thử xem những người này sở bộc phát ra tới thực lực, hắn có thể ứng đối nhiều ít. Hiện tại xem ra rất cường đại, nhưng cũng chịu nổi. Này không phải hắn toàn bộ thực lực. Đường hỗn độn trung thu hồi nháy mắt, Dương Nghị Vân bắt đầu phản kích. Bảy màu long lân xoát một chút đất lở không gian mà đi. Cái thứ nhất mục tiêu bên trái một người thiên đạo quy tắc một trọng. Phốc, kêu thảm thiết đều không có phát ra tới một thân, đầu người bay lên thiên. Tiểu nhi tìm chết, nháy mắt công phu một người thiên đạo quy tắc ngã xuống, Cơ Phát đôi mắt đều đỏ. Hỗn nguyên chi lôi, cho ta chết. Cơ Phát ở giống to chung, trong tay lại là xuất hiện một cây khắc họa mãn khắc văn quyền trượng, chỉ thiên dựng lên. Ầm ầm ầm, răng rắc. Phía chân trời phía trên một đạo tím lôi đáp xuống ở Cơ Phát quyền trượng phía trên, Cơ Phát đối với Dương Nghị Vân chính là vung lên. Ngay lập tức chi gian Cơ Phát quyền trượng phía trên một đạo gần chỉ có ngón út thật nhỏ màu tím lôi điện vèo một chút trực tiếp dừng ở Dương Nghị Vân trên người. Phốc! Dương Nghị Vân tức khắc cả người chấn động, một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược đi ra ngoài. Hắn không nghĩ tới Cơ Phát quyền trượng phía trên triệu hoán mà ra tím lôi như thế cường đại. Thực mau, mau tới rồi hắn phản ứng không kịp, trực tiếp dừng ở trên người hắn. Có hại! Một búng máu dịch phun ra. Hơn nữa lôi điện trực tiếp tiến vào trong cơ thể bắt đầu ở trong cơ thể tùy ý du tẩu, thẳng đến thần hạch mà đi, đây là muốn phá hư thần hạch. Nói thụ khởi, Dương Nghị Vân ăn một mệt, nhưng còn chưa tới không động đậy nông nỗi, trong lòng vừa động trực tiếp thúc giục thần hạch nói thụ chi lực. Mười đại thuộc tính nói thụ, lôi đình chi thụ giờ phút này cầm đầu, bạo phát uy lực. Hắn làm này một đạo tím lôi trực tiếp tiến vào thần hạch trong vòng. Ngay sau đó lôi đình nói thụ lập lòe dưới cắn nuốt này một đạo tím lôi. Người Cơ Phát có thể triệu hoán lôi đình, ta Dương Nghị Vân cũng là có lôi đình nói thụ. Nháy mắt liền hấp thu rớt này một đạo tím lôi. Dương Nghị Vân đứng dậy. Mười đại đạo thụ chi lực vờn quanh trong người. Sao có thể, Cơ Phát lúc này trừng lớn đôi mắt. Hắn Cơ gia huyết mạch thiên phú đó là tu lôi đình chi đạo, đây là cường đại nhất công kích. Vừa rồi hắn một đạo tím lôi công kích Dương Nghị Vân trực tiếp tiến vào trong thân thể hắn. Tím lôi nhập thể, cho dù là thiên đạo quy tắc năm trọng tồn tại, Cơ Phát cũng có tin tưởng, liền tính bất tử, cũng muốn làm đối phương thoát một tầng ra. Nhưng hiện tại hắn lại là cảm nhận được,
chính mình kia một đạo tím lôi trực tiếp biến mất ở Dương Nghị Vân trong cơ thể, mất đi cảm ứng. Sao có thể? Cơ Phát ra tự nhiên không biết Dương Nghị Vân trong cơ thể có lôi đình nói thụ tồn tại, lại là nhịn không được ra tiếng. Sát! Dương Nghị Vân phản kích, lúc này đây trong tay hắn xuất hiện hắc ám quy tắc phù. Sau lưng Phong Vân cánh chim chấp động, đồng thời thúc giục trong tay hắc ám quy tắc phù. Mười đại đạo thụ hợp nhất. Một tiếng bạo giống, toàn thân hơi thở lần thứ hai tăng nhiều gấp đôi. Tiểu tâm! Cơ Phát nhìn đến Dương Nghị Vân trong tay hắc ám quy tắc phù bùng nổ hắc khí, tức khắc kinh hãi, bực này thần phù hắn gặp qua một lần, Cơ gia lão tổ trong tay liền có một quả lôi phù. Chính là đồng dạng hơi thở, nhớ rõ lão tổ nói qua, quy tắc thần phù đều là xuất từ thánh đạo tay, lão tổ trong tay kia một quả chính là Cơ gia đời thứ nhất tổ tiên lưu lại lôi phù. Uy lực không phải thiên đạo quy tắc cấp bậc có thể ngăn cản. Cơ Phát không nghĩ tới Dương Nghị Vân tiểu tử này trong tay cư nhiên có một quả hắc ám quy tắc phù. Lớn tiếng hô lên tới thời điểm, hắn thấy được Dương Nghị Vân trên người hắc khí bùng nổ, cuốn tịch mà đến, trong lòng không lý do kinh hoàng, không chút nào do dự ở trong tay quyền trượng phía trên phun ra một ngụm tinh huyết. Phốc! Răng rắc sát! Tức khắc trong tay hắn quyền trượng tím lôi đền bù, bao vây hắn toàn thân. Cơ Phát rõ ràng quy tắc thần phù lợi hại, hắn nhớ rõ lão tổ nói qua, này chờ thần phù cho dù là thiên đạo quy tắc năm trọng cũng rất khó ngăn cản. Liền ở trước tiên mở ra hắn cường đại lôi đình quyền trượng phòng ngự, trong tay lôi đình quyền trượng chính là Cơ gia truyền thừa chí bảo, là Hỗn Nguyên Thánh Đạo chi vật. Giờ phút này hắn biết chỉ có lôi đình quyền trượng có lẽ có thể ngăn trở Dương Nghị Vân trong tay hắc ám quy tắc chi lực. Mà Dương Nghị Vân lại là vẻ mặt tàn nhẫn, thúc giục hắc ám quy tắc phù, hắc ám chi lực hướng về Cơ Phát đám người cuốn tịch mà đi. Đánh lâu như vậy, hắn chính là đang chờ đợi giờ khắc này. Chờ đợi một cái thúc giục hắc ám quy tắc phù cơ hội, Cơ Phát động dùng quyền trượng công kích hắn thời điểm, hắn có hại, khá vậy tìm được rồi thời cơ. Không chút do dự ra tay, cũng không dám có tư tàng. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được Cơ Phát trong tay quyền trượng không phải phàm vật, nhiều tới vài lần, chẳng sợ trong thân thể hắn có lôi đình nói thụ, cũng chịu không nổi. Hắc ám quy tắc phù uy lực hắn là rõ ràng. Điều động 10 đại đạo thụ hợp lực, hắn toàn bộ bùng nổ thúc dục, lần này không cho những người này chết, cũng muốn làm cho bọn họ rớt tầng ra. Chỉ cần bị hắc ám chi lực bao phủ đi vào, cũng đừng muốn chạy trốn rớt. Hắc ám buông xuống, hơn phân nửa cái quảng trường đều bị bao phủ đi vào. Nhị lão mau lui. Một tiếng kinh hãi. Lại là nơi xa Cửu Lê tộc thiếu chủ Cửu Lê Huyền Dương cũng đối hắn Cửu Lê tộc hai đại tộc lão kêu gọi. Thực hiển nhiên Cửu Lê Huyền Dương cũng nhìn ra Dương Nghị Vân trong tay hắc ám quy tắc phù. Nhưng là nơi nào tới kịp. Nháy mắt bao gồm Cơ Phát đều bị cuốn tịch vào trong bóng đêm. Mà Cửu Lê tộc thiếu chủ còn lại là cự khá xa, trước tiên bay nhanh rời khỏi quảng trường, thả nhìn phía dưới lòng còn sợ hãi. Song quyền siết chặt, nghiến răng nghiến lợi, bởi vì hắn biết hai đại tộc lão bị hắc ám cắn nuốt hậu quả đó là ngã xuống, thân là Cửu Lê tộc thiếu chủ hắn kiến thức tự nhiên không yếu. Bởi vì phụ thân hắn Cửu Lê tộc tộc trưởng trong tay liền có bực này quy tắc phù, hắn kiến thức quá uy lực. A! À, trong bóng đêm từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hơn nữa cùng với lôi đình tiếng động, người sau là Cơ Phát toàn lực thúc giục lôi đình quyền trượng ngăn cản hắc ám chi lực. Dương Nghị Vân đứng ở hắc ám bên cạnh, khóe miệng có ý cười. Quả nhiên hắc ám quy tắc phù không làm hắn thất vọng, hắn rõ ràng đến cảm nhận được, phổ biến hắc ám chi lực đang ở cắn nuốt những người này sinh cơ. Mười tức trong vòng chỗ Cơ Phát những người khác hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khá vậy chính là vào giờ phút này, một đạo thùng nước thô tráng lôi đình từ trên trời giáng xuống. Hơn nữa cùng với một đạo nhiên hắn trong lòng cú sốc hơi thở xuất hiện. Chí cường giả. Siêu Việt thiên đạo quy tắc cấp bậc cường tắc xuất hiện. Oanh. Kinh thiên động địa tiếng sấm vang lên. Thô tráng màu tím lôi đình bổ vào hắn thi triển ra trong bóng đêm. Phốc. Một kích dưới. Hắc ám tiêu tán. Mà hắn còn lại là bị phản phệ, phun ra một mồm to máu, cả người phát run lùi lại mấy bước. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lại là thấy được một người dung mạo bình thường áo xám lão giả xuất hiện ở trên quảng trường không. Tiểu hữu hà tất đuổi tận giết tuyệt đâu. Tên này lão giả cầm trong tay quải trượng, đi bước một bước vào rừng ở trên quảng trường. Dương Nghị Vân sắc mặt trắng bệch, toàn thân bị cường đại uy áp bao phủ, có chút không thở nổi. Trong đầu toát ra một câu, trong truyền thuyết Cơ gia lão tổ xuất hiện. Cảm giác trung khí tức so với hắn cường đại quá nhiều,
không hề nghi ngờ Cơ gia vị này lão tổ chính là một tôn hợp đạo cấp bậc cường giả, đến nỗi là hợp đạo mấy trọng. Hắn còn nhìn không ra tới. Một câu tiểu hữu hà tất đuổi tận giết tuyệt, ngữ khí tuy rằng đạm nhiên, nhưng lại đằng đằng sát khí. Đối này Dương Nghị Vân trả lời là, nếu là các ngươi Cơ gia giảng đạo lý, ta đâu chỉ như thế. Ta tiến đến mục đích Cơ gia gia chủ đã sớm rõ ràng, lại là ngược lại đối ta hạ lệnh tru sát, xin hỏi lão tiền bối, ta làm ra phản kích chẳng lẽ sai rồi. Cũng hoặc là ta chờ bị các ngươi Cơ gia chém giết kia mới là hẳn là không thành. Ta tiến đến Cơ gia không khác, chỉ là muốn gặp sư tỷ của ta Cơ Tím Hà, nàng là ta thân nhân, chẳng sợ nàng là ngươi Cơ gia tử đệ, nhưng nàng cũng có tự do đi, vì sao không cho ta thấy nàng. Hơn nữa ta nghe nói là các ngươi Cơ gia vì ích lợi cưỡng bách sư tỷ của ta cùng cửu lê tộc liên hôn, chẳng lẽ trong truyền thuyết thần giới 10 đại cổ thần gia tộc như thế nghèo túng, đều tới rồi muốn dựa một cái hạ giới phi thăng mà đến Cơ gia dòng bên nữ tử liên hôn mới có thể duy trì nông nỗi. Làm càn, Dương Nghị Vân tiểu nhi, ta Cơ gia lão tổ ở phía trước, còn không tới phiên ngươi đối Cơ gia khoa tay múa chân, thức thời thúc thủ chịu trói cho ngươi cái thống khoái, ta lão tổ chính là hợp đạo tồn tại, giết ngươi như ngắt chết một con kiến. Liền vào giờ phút này bị Cơ gia lão tổ cứu Cơ gia gia chủ Cơ Phát ra thanh quát lớn Dương Nghị Vân. Không riêng gì Cơ Phát, vừa rồi bị Dương Nghị Vân cuốn vào hắc ám những người khác cũng đều còn sống, bị Cơ gia lão tổ cứu. Thực may mắn, nếu là Cơ gia lão tổ ở đến chậm một bước, những người này đều phải bị Dương Nghị Vân làm chết. Đã có thể chính là lần này, làm những người này đều ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, một đám bị cứu lúc sau, sụi lơ tới rồi trên mặt đất. Liền tính là Cơ Phát trong tay có lôi đình quyền trượng cũng lúc này cũng là há mồm thở dốc, cái trán đổ mồ hôi lạnh, hắn tự mình cảm thụ một chút vừa rồi vô biên hắc ám chi lực, mang theo thực chất hóa cắn nuốt, lại cũng là thật sự đáng sợ khẩn, lòng còn sợ hãi. Mà Dương Nghị Vân một phen nói ra tới, đối diện Cơ gia lão tổ, nhìn như vẩn đục hai mắt, lại là bỗng nhiên nhìn về phía Dương Nghị Vân, tinh quang lộng lẫy, cường đại áp bách càng thêm cường thịnh. Nhìn về phía Dương Nghị Vân nói, tiểu Hoa Nhi, việc này liền tính là ta Cơ gia có sai, nhưng ngươi cũng giết Cơ gia tam đại thiên đạo quy tắc, sự tình triệt tiêu đi, đến nỗi ngươi nói Cơ Tím Hà việc, kia lại là ta Cơ gia việc, liền tính là nàng là Cơ gia hạ giới dòng bên, cũng là Cơ gia tử đệ, không có Cơ gia liền không có Cơ Tím Hà. Nàng quy túc như thế nào, đó là ta Cơ gia việc, liền tính ngươi là hắn sư đệ, kia cũng cùng ngươi không quan hệ, lão phu hôm nay ra tới, không nghĩ lạc một cái khi dễ hậu bối bêu danh. Ngươi giết ta Cơ theo thầy học ngàn cấp thấp con cháu việc, xem ở càn khôn thần thần tôn trên mặt, không cùng ngươi so đo, ngươi thiết đi thôi, sau này không cần bước vào Cơ gia nửa bước, nếu không đừng trách lão phu không nói tình cảm. Cơ gấp quá nói, lão tổ không thể phóng hắn rời đi, hắn giết ta Cơ gia như vậy nhiều đệ tử, tắc có thể làm hắn rời đi. Việc này liền như vậy làm, yêu cầu lại nói, Cơ gia lão tổ một dừng tay, đánh gãy Cơ Phát. Cơ Phát tuy có không cam lòng, khá vậy không dám ở làm trái lão tổ. Nhưng mà, Dương Nghị Vân lại nở nụ cười. Ha ha, ta nói, ta đem ta tiểu sư tỷ giao ra đây, nàng ra tới ta mang nàng đi, sẽ tự rời đi ngươi Cơ gia, nếu không kia liền một trận chiến lại như thế nào. Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm Cơ gia lão tổ, ánh mắt kiên định. Đích xác Cơ gia lão tổ tu vi cường đại, hắn trong lòng không đế, khá vậy không phải không sức phản kháng, lại nói hắn không thấy được tiểu thế kiệt. Liền như vậy rời đi. Kia không phải hắn Dương Nghị Vân phong cách. Mặc dù ngươi là hợp đạo tồn tại lại như thế nào? Mặc dù đáp thượng tánh mạng lại như thế nào? Ta sao lại sợ? Dương Nghị Vân lời này một chỗ, Cơ Phát trong lòng mừng rỡ, tiểu tử ngươi là thành tâm tìm chết, kia không còn gì tốt hơn, hy vọng lão tổ giết tiểu tử này. Cửu Lê tộc thiếu chủ Cửu Lê Huyền Dương nhưng thật ra đối Dương Nghị Vân nhìn nhiều liếc mắt một cái. Hắn không nghĩ tới Dương Nghị Vân tiểu tử này cư nhiên không sợ Cơ gia lão tổ. Dũng khí đáng khen. Thật không biết là ngốc. Vẫn là nói hắn có cái gì át chủ bài. Có trò hay nhìn. Lúc này Cơ gia lão tổ, nghe được Dương Nghị Vân lời này, bỗng nhiên ánh mắt dừng ở Dương Nghị Vân trên người, sát ý tràn ngập nói, tiểu bối ngươi thật sự cho rằng lão phu không dám giết ngươi sao. Ầm ầm ầm. Răng rắc. Theo Cơ gia lão tổ dứt lời. Phía chân trời phía trên phong vân biến sắc, có tiếng sấm từng trận vang lên, lôi điện vần quanh ở Cơ gia lão tổ quanh thân, trong sân tràn ngập túc sát chi khí. Ta nói không thấy được sư tỷ của ta, ta sẽ không rời đi. Dương Nghị Vân nói chuyện chung, 10 đại đạo thụ chi lực thêm thân, hắc ám yêu hoàng chiến giáp xuất hiện trong người, hơi thở điều chỉnh tới rồi đỉnh,
hắn đi hảo một hồi tử chiến chuẩn bị. Hôm nay hắn nếu là rút đi, trong lòng tất nhiên rơi xuống một đạo vết rách, không nói đến đối tu vi vô ích, nội tâm càng là sẽ không an bình, tuyệt đối không thể làm tiểu sư tỷ trở thành Cơ gia cùng Cửu Lê tộc liên hôn vật hy sinh. Thật can đảm, nếu ngươi tìm chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Cơ gia lão tổ trong tay quải trượng chậm rãi giơ lên, liền phải đối Dương Nghị Vân động thủ. Đã có thể vào giờ phút này, một tiếng Dương Nghị Vân quen thuộc thanh âm vang lên. Cầu lão tổ thủ hạ lưu tình. Lại là một đạo thần quang xuất hiện ở đây chung, hóa thân một cái bóng hình xinh đẹp. Dương Nghị Vân cả người chấn động, xem qua đi, không phải chính mình tiểu sư tỷ Cơ Tím Hà là ai. Sư tỷ Dương Nghị Vân mang theo kích động âm dung hô một câu. Mà Cơ Tím Hà hai tròng mắt chung đỏ bừng, sắc mặt cũng là hiện lên ý tứ khẩn trương cùng lo âu, ngay sau đó lại là vẻ mặt lạnh băng nói, Dương Nghị Vân ngươi đi đi, từ hôm nay trở đi ta và ngươi ở không có quan hệ, ta gả cho Cửu Lê tộc chính là tự nguyện, ngươi đi đi, lập tức đi. Nghe Cơ Tím Hà những lời này ra tới, Dương Nghị Vân mang theo kích động gương mặt tươi cười, tức khắc trắng bệch, như bị sét đánh, sững sờ ở đương trường. Dương Nghị Vân trăm triệu không nghĩ tới tiểu sư tỷ đột nhiên xuất hiện nhìn thấy chính mình mở miệng nói ra nói sẽ như thế chát tâm. Hắn còn chuẩn bị tốt rất nhiều nghĩ sẵn trong đầu, phải đối nàng nói. Nhưng hiện tại bị nàng một tịch lạnh như băng nói, cấp trực tiếp sặc chết ở trong bụng. Cứ việc như thế, Dương Nghị Vân vẫn là hít sâu một hơi nói, sư tỷ. Ngươi thật sự như thế tưởng, bọn họ không bức bách ngươi, không có quan hệ, ngươi đúng sự thật nói. Ta hôm nay tất nhiên có thể mang ngươi rời đi. Nhưng mà lại là Cơ Tím Hà lạnh giọng ngắt lời nói, đừng nói nữa, ngươi lăn, lúc trước ta một lòng hướng ngươi, nhưng ngươi luôn là trốn tránh ta, vốn định tới rồi thần giới ngươi ta gặp mặt, ngươi sẽ có điều chuyển biến, nhưng ngươi lại là đối ta một bộ người sống mặc gần bộ dáng. Dương Nghị Vân từ giờ trở đi, chuyện của ta không cần ngươi quản, nơi này là gia tộc của ta, ta hết thảy gia tộc làm chủ, biết sao, ta phải gả chính là Cửu Lê tộc thiếu chủ. Là 10 đại cổ thần đệ nhất gia tộc, người cút đi. Lan, Cơ Tím Hà cơ hồ là giống giận ra tới, nói xong lời này, nàng chuyển qua thân đi, tựa hồ thật không nghĩ đang xem hắn liếc mắt một cái. Chẳng qua ai cũng không thấy được, nàng xoay người trong nháy mắt hai tròng mắt chung hai hàng thanh lệ tràn mi mà ra. Dương Nghị Vân cả người đều đang run rẩy. Ta đôi tay gắt gao nhéo vào cùng nhau, máu tươi ứa ra, lại là vô cùng trầm thấp mang theo khàn khàn nói, hảo, ta đi. Xoay người Dương Nghị Vân thân thể lắc lư, đi bước một hướng ra phía ngoài đi đến. Mỗi một bước đều rất chậm, đều vô cùng trầm trọng, hắn tưởng mau, nhưng lại là hai chân như rót chỉ giống nhau. Dương Nghị Vân tâm bị đao chát giống nhau. Mãn đầu óc đều là tiểu sư tỷ lời nói mới rồi, mỗi một câu một chữ đều như là dao nhỏ chát ở hắn trong lòng. Hắn có rất nhiều lời nói tưởng đối nàng nói, chính là hiện tại xem ra nàng không cho chính mình cơ hội, hoặc là nói không cơ hội. Tưởng đền bù đều không được. Tâm rất đau. Nàng thật sự từ bỏ ta sao? Dương Nghị Vân đi bước một mà đi, bóng dáng nói không nên lời cô đơn. Một khắc trước sức chiến đấu, biến mất không còn một mảnh, thay thế chính là vô hạn cô đơn. Nếu là chưa thấy được nàng, hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng này hết thảy đều là thật sự, nhưng hiện tại là nàng chính miệng nói ra. Trừ bỏ chát tâm, vẫn là chát tâm. Dương Nghị Vân xoay người đi bước một rời đi. Cơ gia lão tổ hai tròng mắt lại khôi phục tới rồi phía trước cái loại này vẫn đục, từ Cơ Tím Hà sau khi xuất hiện, hắn không còn có nói qua một câu, tựa hồ cam chịu Cơ Tím Hà hành động. Chính là thân là Cơ gia gia chủ Cơ Phát nhìn Dương Nghị Vân đi bước một rời đi, trong lòng thật sự là không cam lòng, đối với hắn tới nói muốn suy xét rất nhiều phương diện. Thân là gia chủ có đôi khi cũng có bất đắc dĩ, Cơ Phát biết nếu là Dương Nghị Vân hôm nay liền như vậy rời đi, hắn Cơ gia sở hữu mặt mũi liền tang hết. Trọng điểm là Dương Nghị Vân một hơi giết Cơ theo thầy học ngàn con cháu, trong đó càng có vài tên thiên đạo quy tắc cùng thiên đạo cảnh giới cao thủ. Bực này tổn thất bất luận cái gì một cái thế lực đều khó có thể thừa nhận. Đừng nói thiên đạo quy tắc cường giả, cho dù là thiên đạo cảnh giới, đều là trăm triệu trung thần linh mới có thể xuất hiện một cái gia tộc muốn bồi dưỡng một quyển thiên đạo ra tới, không nói tiêu phí vô số thiên tài địa bảo, liền tính là thời gian đều là một cái dài lâu quá trình. Nhưng hiện tại cứ như vậy bị Dương Nghị Vân cấp giết, cái này làm cho hắn nếu có thể tiếp thu. Hôm nay Dương Nghị Vân lông tóc vô thương từ Cơ gia rời đi, Cơ Phát đều có thể tưởng tượng đến thế lực khác sẽ như thế nào đối đãi Cơ gia, 10 phần chê cười.
này sẽ làm vốn là ở 10 đại cổ thần trong gia tộc xếp hạng dựa sau Cơ gia, càng thêm bước đi gian nan. Càng muốn trong lòng càng là không qua được, Cơ Phát tới đến lão tổ bên người khẽ cắn môi nói, lão tổ không thể khiến cho Dương Nghị Vân như vậy rời đi a, nếu là như thế, ta Cơ gia mặt mũi quét rác, ngày sau còn như thế nào ở thần giới dừng chân a. Ngươi thật sự cho rằng Dương Nghị Vân như vậy dễ giết sao? Cơ gia lão tổ nhìn Dương Nghị Vân rời đi bóng dáng sâu kín nói. Lão tổ hắn căng chết cũng liền thiên đạo quy tắc năm trọng thực lực, ngài nếu là muốn lưu lại hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Cơ Phát khó hiểu nói. Cơ gia lão tổ đem ánh mắt thu lại đây, nhìn Cơ Phát nói, ta không phải nói Dương Nghị Vân, sát một cái Dương Nghị Vân tự nhiên với ta mà nói dễ như trở bàn tay, ta nói chính là hắn sau lưng hiểu không? Hắn sau lưng, Cơ Phát có chút khó hiểu, mở miệng nói, Dương Nghị Vân sau lưng còn có thể có người nào? Càn Khôn Thần Tôn đã sớm ở trước kỷ nguyên ngã xuống, toàn bộ Càn Khôn Thần Điện đều không có hợp đạo tồn tại, chẳng lẽ còn có thể có người nào tồn tại? Cơ gia lão tổ trầm ngâm nói, mặt khác thượng không biết, nhưng có hai người, là đứng ở Dương Nghị Vân sau lưng, ta hôm nay nếu là giết hắn, bước vào kia hai người tất nhiên sát thượng ta Cơ gia, đến lúc đó ta chưa chắc lập tức, cho đến lúc này, ta Cơ gia liền không phải tổn thất hôm nay này đó đệ tử vấn đề, mà là diệt tộc họa. Thôi, phóng hắn rời đi đi, hôm nay ngươi chỉ cần thuận lợi thúc đẩy Cơ Tím Hà cùng Cửu Lê tộc liên hôn, được đến Cửu Lê tộc chí bảo, vạn tái lúc sau ngươi tất nhiên bước vào hợp đạo chi cảnh giới. So sánh với người thành tựu hợp đạo, ta Cơ gia xuất hiện cái thứ hai hợp đạo. Hôm nay tổn thất liền không tính cái gì. Nghe lão tổ nói chuyện, Cơ Phát trong lòng nhìn không được cả kinh, theo bản năng hỏi, kia Dương Nghị Vân sau lưng đứng chính là người nào? Cơ gia lão tổ trầm ngâm một chút, vẫn là mở miệng nói cho Cơ Phát nói, một cái là năm đó đi theo Càn Khôn Thần Thần Tôn Hỗn Nguyên Thỏ, cũng là Càn Khôn Thần Điện Lôi Đình Tôn Giả, thiên phú dị bẩm đó là Lôi Đình Chi Đạo. Tuy rằng cùng ta Cơ gia đồng dạng là tu Lôi Đình chi đạo, nhưng kia con thỏ dùng lôi pháp so với ta Cơ gia cường đại. Người khả năng biết hắn ở phía trước chút năm trở về, tuy rằng tu vi không có khôi phục đến điên đảo, nhưng như cũng không thể coi khinh, khôi phục đỉnh chỉ là vấn đề thời gian, kia con thỏ đỉnh tu vi, kỳ thật sớm tại trước kỷ nguyên đó là hợp đạo cường giả, thậm chí còn so với Càn Khôn Thần Tôn còn phải cường đại một bậc. Nghe nói hắn đi chúng thần vực, suy nghĩ một chút đi. Chúng thần vực mở ra là có cố định thời gian, nhưng kia con thỏ lại là ở chúng thần vực không có mở ra thời gian có thể tiến vào chúng thần vực, này bản thân đã nói lên vấn đề. Lão con thỏ ở trước kỷ nguyên cùng Càn Khôn Thần Tôn quan hệ minh làm bạn sinh thần thú quan hệ, kỳ thật thân như huynh đệ, Dương Nghị Vân chính là Càn Khôn Thần Tôn truyền nhân, nếu là giết Dương Nghị Vân kia con thỏ tất nhiên phát huy, không thể coi thường. Bản thân ở trước kỷ nguyên thời điểm. 33 thiên điện thiên tộc cùng Càn Khôn Thần Điện phi thăng nhất tộc chi gian đại chiến, 10 đại cổ thần tộc, hoặc là nói chúng ta 5 đại cổ thần tộc bảo trì trung lập, không có hỗ trợ, kia con thỏ trong lòng liền có khí, nếu là ở giết Càn Khôn Thần Tôn truyền nhân, đến lúc đó lão con thỏ phát vì phát huy đã có thể không hảo thu thập. Cơ gia lão tổ nói nơi này sau dừng một chút tiếp tục nói, một người khác đó là người hoàng đảo Phục Hy Thần Hoàng, người nọ cũng là từ hạ giới phi thăng mà đến. Ở vào cổ thần tộc cùng đương kim phi thăng nhất tộc chi gian, Càn Khôn Thần Tôn sinh thời chỉ điểm quá hắn tu vi, tính lên có nửa sư tri ân, từ Dương Nghị Vân phi thăng thần giới bắt đầu, Phục Hy Thần Hoàng liền đang âm thầm trợ giúp Dương Nghị Vân. Hai người chi gian có thể coi như là nửa cái sư huynh đệ quan hệ, Phục Hy là thần giới nhân tài mới xuất hiện, thiên phú dị bẩm, tu vi thượng đã sớm là hợp đạo cấp bậc, gần so đế tôn kém một đường, mà ta chỉ là hợp đạo một tầng đỉnh, còn không có bước vào hợp đạo hai tầng. Thử hỏi, nếu là này hai người sát thượng ta Cơ gia như thế nào ngăn cản? Lời này ra tới, Cơ Phát trong lòng lạnh nửa thanh, cũng bình tĩnh xuống dưới, dựa theo lão tổ lời nói, Dương Nghị Vân thật đúng là không thể giết, cứ việc trong lòng không cam lòng, lại là không ở nhiều lời. Chỉ có thể trơ mắt nhìn theo Dương Nghị Vân đi bước một rời đi. Cơ Phát nghe xong lão tổ buổi nói chuyện, xem như đối Dương Nghị Vân hết hy vọng, dựa theo lão tổ cách nói. Dương Nghị Vân có thể không trêu chọc liền không trêu chọc đi. Trung tâm vấn đề vẫn là hôm nay thúc đẩy Cơ Tím Hà cùng Cửu Lê tộc việc hôn nhân, sau đó hắn được đến Cửu Lê tộc chí bảo, tương lai đánh sâu vào hợp đạo cảnh giới, làm Cơ gia nhiều ra một cái hợp đạo mới là lẽ phải. Mà Cơ Tím Hà còn lại là cúi đầu tại chỗ nước mắt xoát xoát đi xuống lạc, nàng là thật sự đối tiểu sư đệ thiệt tình như thế sao? Chưa chắc, nàng sợ suy xét, như cũ là tiểu sư đệ. Năm đó bị hạ giới yêu thương hắn Cơ gia lão tổ nhận được thần giới Cơ gia, nói nơi này mới là các nàng Cơ gia khởi nguyên,
ở chỗ này tu vi nhất định tiến triển cực nhanh, cũng có thể tu đạo chính tông cơ gia lôi đỉnh phương pháp. Nàng năm đó ở Càn Khôn Thần Điện thế giới nhìn thấy tiểu sư đệ Dương Nghị Vân thời điểm, thật là bị Dương Nghị Vân trên người kia sợi người sống mạc gần hơi thở cấp thương tới rồi. Vừa lúc gia tộc triệu hoán, hắn đi theo đi tới thần giới cơ gia tổng bộ, vốn tưởng rằng ở chỗ này có thể tĩnh tâm theo đuổi đại đạo, quên cùng tiểu sư đệ chi gian đủ loại. Đã tới chuyện sau đó, hết thảy đều vượt qua nàng tưởng tượng. Đích xác mới đầu, thần giới cơ gia thí nghiệm nàng tu luyện thiên phú lúc sau, cho nàng tốt nhất tu luyện tài nguyên, làm nàng ở ngắn ngủn không đến 2 vạn năm thời gian nội, tu vi tiến triển cực nhanh tăng nhiều, hiện giờ đã bước vào cấp bậc pháp thần. Hết thảy đều là thần giới cơ gia lão tổ tự mình dạy dỗ nàng, nhiên nàng trở thành thần giới cơ gia nhân tài mới xuất hiện. Nhưng mà hết thảy ở mấy trăm năm tiền 10 đại cổ thần gia tộc thanh niên đồng lứa đại hội thượng đã xảy ra thay đổi. Cửu Lê tộc thiếu chủ Cửu Lê Huyền Dương cư nhiên đối nàng vừa gặp đã thương, xong việc Cửu Lê tộc cầu hôn, làm nàng gả cho Cửu Lê Huyền Dương, cơ gia cùng Cửu Lê tộc liên hôn. Làm nàng không nghĩ tới chính là, cơ gia gia chủ cư nhiên đồng ý, hơn nữa từ trước đến nay đều yêu thương nàng cơ gia lão tổ cũng cam chịu cửa này liên hôn. Đối nàng tới nói trong lòng sớm đã có một người, tự nhiên sẽ không đồng ý, đi tìm cơ gia lão tổ, ai biết lão tổ liền một câu, gia tộc bồi dưỡng ngươi. Ngươi tự nhiên phải vì gia tộc trả giá, thân là cơ gia tử tôn, đây là nên làm, cơ gia liên hôn Cửu Lê tộc này đối gia tộc tới nói ý nghĩa trọng đại, lấy đại cục làm trọng. Cơ gia lão tổ một câu quyết định vận mệnh của nàng, phản kháng không có hiệu quả. Như thế ở dày vò chung, chờ tới rồi Cửu Lê tộc tiến đến đón dâu, nhưng nàng lại không nghĩ rằng tiểu sư đệ cư nhiên trực tiếp đánh thượng cơ gia tới. Như thế làm nàng lại hỉ lại kinh. Thì chính là... Này thuyết minh xú sư đệ trong lòng như cũ có nàng, vì nàng không tiếc sát thượng cơ gia. Kinh chính là, tiểu sư đệ ở cơ gia đại khai sát giới, cuối cùng cơ gia lão tổ ra mặt. Nàng tiến vào cơ gia sau vẫn luôn đi theo ở cơ gia lão tổ bên người tu hành, không có người so nàng rõ ràng cơ gia lão tổ tu vi khủng bố, hợp đạo cấp bậc cường giả, ở toàn bộ thần giới đều không có nhiều ít tồn tại. Nhưng tiểu sư đệ liền tính là ở cường đại, tu vi cũng không có bước vào hợp đạo đi. Nàng rõ ràng hơn toàn bộ cơ gia thân là cổ thần gia tộc là cỡ nào quái vật khổng lồ, so với Càn Khôn Thần Điện cường đại quá nhiều, ít nhất hắn năm đó rời đi thời điểm, liền biết Càn Khôn Thần Điện thế giới thiên đạo cường giả không có cơ gia nhiều, cũng không có cơ gia cường. Thậm chí còn nàng trong lòng rõ ràng, hôm nay tiểu sư đệ một khi sát đi xuống, không chỉ có là đắc tội cơ gia còn sẽ có Cửu Lê tộc, mà Cửu Lê tộc so với cơ gia còn phải cường đại, ở 10 đại cổ thần trong gia tộc Cửu Lê tộc đều là được xưng đệ nhất tồn tại. Nàng tuy rằng không nghĩ gả Cửu Lê tộc, nhưng càng không hy vọng tiểu sư đệ vì hắn cùng cơ gia, Cửu Lê tộc là địch, thậm chí là cuối cùng bị cơ gia lão tổ chém giết. Một khi cơ gia lão tổ ra tay, tiểu sư đệ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên nàng mới có thể trong lòng nhỏ nước mắt đối tiểu sư đệ Dương Nghị Vân giống ra vừa rồi kia phiên lời nói. Nàng đã trong lòng ám hạ quyết tâm, chờ hôm nay đón dâu đi Cửu Lê tộc sau, nàng sẽ lựa chọn tự sát. Từ trước đến nay hiếu thắng kiêu ngạo nàng tuyệt đối sẽ không tiếp thu cơ gia như thế an bài vận mệnh của nàng. Nàng rất rõ ràng lấy tiểu sư đệ tính cách nếu là không như vậy đối hắn, hắn là sẽ không rời đi, mà không rời đi hậu quả, đó là cùng cơ gia lão tổ đối thượng. Nói vậy, ở hợp đạo cảnh giới cơ gia lão tổ trước mặt, tiểu sư đệ liền không đường lui. Nhưng nói đi ra ngoài, nàng tâm lại như đao cắt giống nhau thịt, trong lòng yên lặng nói một câu tiểu sư đệ thực xin lỗi. Nàng không dám quay đầu lại đi xem tiểu sư đệ. Tím Hà ngươi làm không tồi, hảo hài tử lại đây đi, đi đại điện hoàn thành đón dâu nghi thức, đi theo Cửu Lê thiếu chủ đi thôi. Cơ gia lão tổ nhìn cơ Tím Hà chậm rãi nói. Nhanh lên đi, đừng chậm trễ canh giờ. Cơ gia gia chủ cơ phát lại là có chút không kiên nhẫn, với hắn mà nói, cơ gia tử đệ đều là phải vì gia chủ trả giá, là nên làm, đến nỗi nàng cảm thụ, kia không phải hắn quan tâm. Hắn sở quan tâm chỉ có đột phá đến hợp đạo, chỉ có Cửu Lê tộc chí bảo. Hảo. Cơ Tím Hà trầm thấp trả lời một câu, trong lòng đối cơ phát là vô cùng chán ghét, đối toàn bộ cơ gia đều chán ghét vô cùng. Nếu có lựa chọn, hắn năm đó tuyệt đối sẽ không tới cơ gia. Nhưng trên đời không thuốc hối hận, cho dù là thần linh cũng không được. Giờ phút này một bên Cửu Lê tộc thiếu chủ Cửu Lê Huyền Dương nhìn đến cơ Tím Hà thời điểm đôi mắt đều ở sáng lên. Hắn là thật sự thích cái này hạ giới phi thăng mà đến nữ tử, chẳng những là thích nàng thiên nhiên mỹ mạo, càng thích nàng ngạo kiều tính cách, thế cho nên hắn không tiếc cầu phụ thân lấy ra Cửu Lê tộc chí bảo cầu thân.
nay hết thảy hắn đều nguyện ý. Ở Cửu Lê Huyền Dương trong lòng nghĩ đến, Cơ Tím Hà chính là hắn kiếp trước ái nhân, đối nàng là thuộc về nhất kiến trung tình. Mở miệng nói, Tím Hà ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối với ngươi vĩnh thế yêu thương, ở Cửu Lê tộc sẽ không làm ngươi chịu bất luận cái gì ủy khuất. Ngươi cũng xứng. Liền ở Cửu Lê Huyền Dương dứt lời thời điểm, một tiếng lỗi thời thanh âm, mang theo không hề tình cảm chi âm hưởng khởi. Mấy người bỗng nhiên quay đầu lại nhìn lại, lại là phát hiện Dương Nghị Vân đi mà quay lại, cư nhiên có đi vòng trở lại. Cơ Tím Hà cả người bỗng nhiên quay đầu lại, đôi mắt xoát một chút hồng thấu. Nhìn đi mà quay lại tiểu sư đệ, nàng hơi há mồm, lại là nói không ra lời. Nhưng Dương Nghị Vân lại là gần từng chữ, Cơ Tím Hà ngươi là của ta, thế gian người bất luận cái gì đều đoạt không đi, ai dám động ngươi ta giết hắn toàn tộc, hôm nay ta muốn mang ngươi về nhà, nhà của ngươi ở Vân Môn Thần Cảnh, ngươi thân nhân ở Vân Môn Thần Cảnh, là sư phụ, sư nương, đại sư huynh, nhị sư huynh còn có ta. Dương Nghị Vân từ đây nói chuyện khẳng khen hữu lực, tự như chuông lớn vang vọng toàn bộ Cơ gia quảng trường. Hắn tiếp tục nói, kỳ thật đi, ngươi muốn chọc giận ta rời đi, ngươi không nghĩ làm ta bị thương tổn, có thể trực tiếp nói rõ a, cần gì phải dùng sức sẹo trở mặt kịch bản đâu. Ha ha, bất quá còn đừng nói, ngay từ đầu ta thật đúng là bị ngươi lừa tới rồi, nhưng là đi rồi vài bước ngẫm lại, này không đúng a, này căn bản không phải ta nhận thức tiểu sư tỷ của ta, không sợ trời không sợ đất, dám đâm thủng thiên, chỉ có ở gặp được ta cái này không tiền đồ sư để an ủi thời điểm, nàng mới có thể tiếng lòng rối loạn, nàng mới có thể thỏa hiệp, nàng mới có thể nhận thua. Nàng trước sau như một bao che cho con, trước kia ở tiên giới thời điểm, như thế, hiện tại xem ra như cũ như thế, vẫn là có điểm ngốc a, sư tỷ ngươi thật làm ta đau đầu a, ngươi nói một chút ngươi, có thể hay không đừng luôn là che chở ta a, ta hiện tại tu vi so ngươi cường đại vô số lần, ngươi còn muốn che chở ta. Dương Nghị Vân ngay từ đầu cười nói, mặt sau nói liền khóc. Đã bao nhiêu năm, hắn không như vậy chảy qua nước mắt, nhưng là hôm nay hắn khóc, bực này tâm tình cũng như năm đó hắn tưởng Liễu Lanh Canh. Dương Nghị Vân đích xác ngay từ đầu bị tiểu sư tỷ nói chát đến tâm, hoảng hốt xoay người rời đi, chính là đương hắn đi đến quảng trường bên cạnh thời điểm, lại là càng nghĩ càng không thích hợp. Hắn nhớ tới tiểu sư tỷ tuy rằng giống mắng hắn, nhưng là ánh mắt của nàng là hồng, cũng ở ngay từ đầu hiện lên một tia sầu lo thần sắc. Nghĩ lại trước kia ở tiên giới cùng tiểu sư tỷ ở bên nhau thời điểm, nàng kia kiêu ngạo vô lễ không sợ trời không sợ đất tính cách, ở hắn gặp được nguy hiểm thời điểm, bao che cho con thời điểm đủ loại biểu hiện. Đột nhiên làm hắn suy nghĩ cẩn thận, không phải tiểu sư tỷ thay đổi, mà là ở hôm nay bực này trường hợp, xuất hiện hợp đạo cấp bậc Cơ gia lão tổ sau, nàng là ở bảo hộ hắn. Như thế mới giống mắng làm hắn rời đi. Dương Nghị Vân phục hồi tinh thần lại sau, trong lòng càng thêm đau lòng cùng áy náy, bất luận cái gì thời điểm sư tỷ vẫn là sư tỷ, như cũ ở vì hắn suy nghĩ, nghĩ bảo hộ hắn. Bởi vì ở trong lòng nàng tất nhiên là cho rằng đối mặt hợp đạo cấp bậc Cơ gia lão tổ, chính mình không phải đối thủ, nếu là tiếp tục cùng Cơ gia giằng co, cùng Cơ gia lão tổ động thủ, chính mình tất nhiên sẽ bị Cơ gia lão tổ chém giết. Như thế dưới tình huống, sư tỷ đứng ra, giống hắn đi, cùng hắn phủi sạch quan hệ, hướng Cơ gia lão tổ thỏa hiệp, hết thảy đều là vì hắn a. Nghĩ thông suốt lúc sau Dương Nghị Vân tự nhiên là đi mà quay lại. Vừa vặn nghe được Cửu Lê Huyền Dương đối tiểu sư tỷ kia một phen buồn nôn thổ lộ, hắn hỏa khí cọ một chút đi lên chính là một câu, ngươi xứng sao? Đều là Cửu Lê Huyền Dương cái này vương bát đản gặp phải chuyện này. Dương Nghị Vân tự nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Đi tới làm cho tiểu sư tỷ mặt, nói ra trong lòng lời nói, nhìn nàng, Dương Nghị Vân hồi tưởng trước kia, nhớ tới tiểu sư tỷ đối hắn bao che cho con. Đang ngẫm lại hôm nay nàng như cũ như thế, rốt cuộc nhìn không được hốc mắt đã ươn ướt. Cái này ngốc sư tỷ a. Nàng càng là như thế, hắn liền trong lòng càng thêm đau lòng nàng. Không hề nghi ngờ nàng ở Cơ gia chịu ủy khuất. Nhưng hắn giờ phút này nội tâm vô cùng kiên định, hôm nay liền tính là thiên sập xuống, cũng muốn mang đi tiểu sư tỷ. Mà giờ phút này Cơ Tím Hà nghe Dương Nghị Vân từng câu lời nói xuất khẩu, nàng rảo phá môi, sợ chính mình nhìn không được. Cả người không ngừng đang run rẩy. Chính là nhìn xem bốn phía người, nàng hít sâu một hơi đối với Dương Nghị Vân nói, ngươi. Ngươi đừng tự mình đa tình, suy nghĩ nhiều ngươi, nơi này là Cơ gia, thỉnh ngươi rời đi. Dương Nghị Vân đem tiểu sư tỷ Cơ Tím Hà ánh mắt nàng không ngừng ở phát run bộ dáng đều xem ở trong mắt, giờ phút này lại là càng thêm xác định, đối nàng chút lời nói, chỉ là ha hả cười nói,
ngươi liền tính là nói Toạc Thiên ta cũng sẽ không đi, ta nói hôm nay cần thiết mang ngươi về nhà, sư tỷ đừng kích tướng, ta đều minh bạch, ngươi đơn giản là sợ Cơ gia lão tổ đối ta động thủ. Ta còn liền nói cho ngươi, giết ta ta cũng sẽ không ngươi rời đi, mặt khác sư đệ ta nói cho ngươi, hôm nay sư đệ không phải ngươi năm đó bất cứ giá nào phải bảo vệ cái kia sư đệ, hôm nay sư đệ là Dương Nghị Vân, là thần giới Càn Khôn thần tôn truyền nhân, là vân môn thần cảnh chi chủ, là 40 vạn vân môn thần cảnh đệ tử chi chủ, càng là 20-30 danh thiên đạo cường giả chi chủ, có thực lực bảo hộ ngươi, không thực lực cũng có bản thạch giống nhau tâm, bảo hộ ngươi, ngươi là của ta, là ta Dương Nghị Vân nữ nhân. Bất luận kẻ nào đều không thể tả hữu vận mệnh của ngươi, ai làm ngươi chịu ủy khuất ta giết ai. Dương Nghị Vân lời này ra tới, Cơ Tím Hà nội tâm phòng tuyến rốt cuộc tan vỡ. Nàng từ Dương Nghị Vân trong ánh mắt thấy được sắt thép giống nhau kiên định, từ hắn lời nói xuôi tai ra không bỏ qua kiên định. Lấy nàng đối hắn hiểu biết, nàng biết hắn tính tình chính là nói đến làm được cái loại này. Cơ Tím Hà nước mắt tràn mi mà ra, nàng khóc nhưng cũng cười. Số sư đệ, ngươi không sợ chết sao? Cơ Tím Hà hỏi. Dương Nghị Vân hơi hơi mỉm cười, sợ, nhưng hôm nay vì ta cái kia ngốc sư tỷ, đừng nói hợp đạo, đừng nói một cái Cơ gia, cho dù là khắp cả thần giới là địch, ta cũng muốn một trận chiến, chết thì đã sao? Chém đinh chặt sắt nói từ Dương Nghị Vân trong miệng ra tới, vang vọng phía chân trời. Đồng thời hắn toàn thân hơi thở bùng nổ, một bước bước ra đứng ở Cơ Tím Hà bên người, duỗi tay cầm chặt tay nàng, nhẹ giọng nói. Sư tỷ hôm nay khiến cho ta vì ngươi hộ một hồi con bê, trước kia là ta không tốt, nhưng ta tưởng đền bù, cũng không nghĩ cho chính mình lưu tiếc nuối, như vậy tiếc nuối ta đã từng có một hồi, không nghĩ có lần thứ hai. Giờ này khắc này, Dương Nghị Vân cùng Cơ Tím Hà trình diễn một hồi tú ân ái. Nhưng lại là khí tạc giữa sân những người khác. Quả thực chính là không coi ai ra gì điển phạm. Cơ gia gia chủ sắc mặt xanh mét nói, cuồng vọng, tiểu tử ngươi thành tâm tìm chết không thành. Hắn nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân, lại là trong lòng tràn ngập hưng phấn, bởi vì hắn cảm nhận được, lần này lão tổ thật nổi giận, phía trước lão tổ là cố kỵ Dương Nghị Vân sau lưng hai đại hợp đạo, nhưng đó là ở sự tình có thể tiếp thu phạm vi. Nhưng không đại biểu đường đường Cơ gia lão tổ hợp đạo cường giả, liền thật sự không cần mặt mũi, tùy ý Dương Nghị Vân như vậy một cái tiểu bối không ngừng dẫm đạp điểm mấu chốt, không hề nghi ngờ lần này Dương Nghị Vân không biết sống chết, lão tổ sẽ hạ sát thủ. Dương Nghị Vân giết hắn Cơ gia như vậy đều con cháu, làm Cơ gia gia chủ tự nhiên là hy vọng lão tổ chém giết Dương Nghị Vân. Hắn Cơ phát thực lực không đủ, lão tổ ra tay, còn không phải nghiền áp Dương Nghị Vân. Đến nỗi Cửu Lê Huyền Dương, lúc này nội tâm đều tạc. Hắn cuối cùng là thỉnh minh bạch, Thích Cơ Tím Hà cư nhiên cùng Dương Nghị Vân tiểu tử này mới là chân ái, phía trước hắn còn tưởng rằng hai người chi gian liền thật là sư huynh muội quan hệ, hiện tại xem ra hắn sai rồi a. Song quyền nắm chặt, trong lòng sinh ra vô hạn oán hận, đương nhiên là nhằm vào Dương Nghị Vân, hận không thể hiện tại liền đem Dương Nghị Vân đại tá tám khối. Đến nỗi Cơ gia lão tổ. Lúc này nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân cùng Cơ Tím Hà, hắn sinh ra sát ý, chân chính nội tâm phát ra sát ý. Phía trước hắn thật là cố kỵ Dương Nghị Vân sau lưng thỏ ra cùng Phục Hy Thần Hoàng, nhưng hiện tại. Hắn biết hôm nay không giết Dương Nghị Vân, hắn Cơ gia cùng Cửu Lê tộc liên hôn liền thổi. Như thế Cơ gia tướng sẽ thiếu một tôn hợp đạo. So sánh với lo lắng Dương Nghị Vân sau lưng hai tôn hợp đạo trả thù, Cơ gia trung tâm ích lợi mới là trọng điểm, hơn nữa hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, liền tính là giết Dương Nghị Vân, ngày nào đó Hỗn Nguyên Thỏ cùng Phục Hy Thần Hoàng tìm tới môn tới, chẳng lẽ hắn đường đường hợp đạo liền thật sợ sao? Tại đây nói thần giới 10 đại cổ thần gia tộc lẫn nhau chi gian liên lụy rất sâu, có đôi khi chính là ích lợi thể cộng đồng, hôm nay cùng Cửu Lê tộc liên hôn thành công, đến lúc đó Cửu Lê tộc tự nhiên sẽ hỗ trợ, Cửu Lê tộc hợp đạo nhưng đừng hắn cường đại nhiều, lại còn có không ngừng một vị. Nghĩ vậy chút sau, Cơ gia lão tổ nhìn Dương Nghị Vân mở miệng nói, tiểu bối lại cho ngươi một lần cơ hội, hiện tại rời đi, lão phu coi như ngươi hôm nay không có tới quá, nếu không phải giết ngươi. Một câu đằng đằng sát khí, làm cho cả quảng trường độ ấm đều kịch liệt giảm xuống. Dương Nghị Vân đối mặt Cơ gia lão tổ nói, lại là trầm giọng nói, rời đi có thể. Ta mang đi sư tỷ của ta, nếu không muốn chiến liền chiến ít nói nhảm. Nếu tìm chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Cơ gia lão tổ động sát tâm. Dứt lời bỗng nhiên động thủ, một trường đối với Dương Nghị Vân đánh đi, lôi điện vần quanh, kỳ thật bức người, vô tận uy áp tất cả đều đè ở Dương Nghị Vân trên người mà đi. Dương Nghị Vân một tay đem tiểu sư tỷ Cơ Tím Hà đẩy ra,
hắn tại đây một khắc trực tiếp đón nhận Cơ Gia lão tổ công kích. Ầm ầm ầm, rắc. Cơ Gia lão tổ động sát tâm, một trường mà đến tràn ngập sắc bén, lôi điện vần quanh ở trường thượng, khí thế bức người mà đến. Dương Nghị Vân còn lại là tại đây một khắc, không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp là 10 đại đạo thụ chi lực hợp nhất, thúc dục toàn bộ thần lực một quyền mà đi. Nói thật, lấy Dương Nghị Vân hiện tại thực lực, chỉ cần hắn toàn bộ tự thân thần lực đều đủ để cùng thiên đạo năm trọng chống lại, nếu là vận dụng 10 đại đạo thụ hợp lực lực lượng, chân chính công kích thực lực, đủ để siêu việt thiên đạo năm trọng tới hợp đạo cấp bậc. Cho nên đây cũng là hắn dám nghênh chiến nguyên nhân. Hôm nay khẩu khí này, hắn cần thiết tranh. Một cái Cơ Gia lão tổ còn dọa không đến hắn. Liên tính là không địch lại cũng có một trận chiến chi tâm, có đôi khi thường thường dũng khí muốn lớn hơn lực lượng. Hắn này một quyền không chỉ có 10 đạo nói thụ chi lực cùng thần lực càng có thân thể chi lực, toàn lực nghênh chiến, chút nào không dám đại ý. Trước đánh lại nói, hắn trong lòng mong muốn quá, Cơ Gia lão tổ tu vi khả năng cũng chính là hợp đạo một tầng trình tự, dựa theo chính hắn đối tự thân thực lực tính ra, là có ứng chiến chi lực. Cơ Gia lão tổ muốn giết hắn, cũng có phải hay không dễ dàng như vậy. Hắn là toàn lực nghênh chiến. Đây cũng là một lần thực lực thử, đây là hắn lần đầu tiên đối chiến hợp đạo cấp bậc. Tuy rằng trong lòng dự phán thực lực của hắn có thể hòa hợp nói cường giả chiến đấu, nhưng chung quy là hắn trong lòng một cái dự phán mà thôi. Chung quy hợp đạo cấp bậc cường giả thực lực như thế nào, đánh quá mới biết được. Đồng thời hắn cũng rõ ràng đại cảnh giới thượng thực lực chênh lệch, cũng không phải gần kém một đường chi cách liền không sai biệt nhiều, đại cảnh giới thượng chênh lệch, thường thường một đường chi cách, bên kia là thiên trảm chi biệt. Cho nên cứ việc Dương Nghị Vân có tin tưởng, nhưng chân chính là cái dạng gì, hắn là không đế. Bất quá lúc này đây đối với Cơ Gia lão tổ cái này hợp đạo, cũng là hắn trong lòng sở chờ đợi, bởi vì hắn biết sớm hay muộn muốn hòa hợp nói cấp bậc đối thượng. Đặc biệt là từ 33 thiên điện tới nói, ngày này hắn trong lòng có cảm cũng không sẽ quá xa. Có thể cùng Cơ Gia lão tổ hôm nay một trận chiến, với hắn mà nói cũng là một lần mài giũa. Nhưng là chung quy kết quả sẽ thế nào, hắn là không biết. Hai người khoảnh khắc chi gian liền va chạm ở cùng nhau. Ầm vang. Một tiếng kinh thiên động địa thanh âm vang lên. Răng rắc. Tiếng sấm chấn động. Toàn bộ quảng trường đều tại đây một khắc đại động. Dương Nghị Vân cùng Cơ Gia lão tổ lần này đối chạm vào, thần lực nổ mạnh. Lấy bọn họ vì trung tâm, tức khắc bạo phát đủ mọi màu sắc thần quang. Cơ Tím Hà cùng Cơ Phát những người này trong mắt chỉ có thể nhìn đến một cái đường kính vài trăm thước chói mắt năng lượng thể xuất hiện, giống như một đóa từ trên mặt đất toát ra tới mây nấm giống nhau. Tại đây đóa mây nấm ở ngoài, bốn phía trên quảng trường từng khối bạch ngọc gạch, răng rắc sát dập nát vỡ ra, mạng nhện giống nhau cái khe nháy mắt mở rộng tới rồi toàn bộ quảng trường. Hai người bùng nổ một kích, sở sinh ra uy lực, làm ở đây người một đám tất cả đều nội tâm vô cùng khiếp sợ. Không hề nghi ngờ, loại này cấp bậc năng lượng nổ tung, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Sư đệ, Cơ Tím Hà đầu tiên kinh hô ra tới, nàng tự nhiên là lo lắng Dương Nghị Vân, hơn nữa ở nàng nội tâm cho rằng thực lực là không thắng nổi Cơ Gia lão tổ, không hề nghi ngờ, lần này va chạm là sư đệ sẽ có hại. Nàng ở ngây người lúc sau, trước tiên không quan tâm trực tiếp nhằm phía giữa sân. Oanh! Phốc! Lại là tại hạ một khắc Cơ Tím Hà vọt vào giữa sân 100 mét đường kính thần quang hết sức. Nàng bị bỗng nhiên bắn ngược trở về, trực tiếp bay ngược, ở giữa không trung hộc ra một búng máu dịch. Cơ Tím Hà bay ngược 5 đến 60 mét, sắp rơi xuống đất muốn tới một lần trọng quăng ngã hết sức, một bên Cửu Lê Huyền Dương vội vàng vung tay lên đánh ra một đạo pháp lực, đem nàng tiếp được. Tím Hà cô nương không có việc gì đi. Còn đừng nói Cửu Lê Huyền Dương tiểu tử này là thiệt tình thích Cơ Tím Hà. Đương nhiên, tiểu sư tỷ thật là có đáng yêu chỗ, có người thích không kỳ quái. Đối với Cửu Lê Huyền Dương quan tâm, Cơ Tím Hà hừ lạnh một tiếng, ai cần ngươi lo. Ở Cơ Tím Hà trong lòng, kỳ thật đối Cửu Lê Huyền Dương tiểu tử này từ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, là không có gì ác cảm, bởi vì 10 đại cổ thần gia tộc đại hội thượng, Cửu Lê Huyền Dương cho nàng ấn tượng cũng không có như vậy chán ghét, đại gia cũng đều là lần đầu tiên nhận thức, lẫn nhau đều bảo trì giả khoảng cách. Nói chuyện phiếm đề tài cũng đều ở luận đạo thượng, Cửu Lê Huyền Dương cho nàng giải thích nghi hoặc rất nhiều vấn đề. Như thế Cơ Tím Hà mới đầu là đem hắn trở thành một cái bằng hữu bình thường đối đãi. Nhưng thẳng đến tiểu tử này đưa ra liên hôn lúc sau, Cơ Tím Hà đối hắn như vậy một chút bằng hữu chi nghị, liền tiêu tán, đặc biệt là hiện tại, nàng chính là chán ghét Cửu Lê Huyền Dương,
đều là bởi vì tiểu tử này, mới làm sư đệ lâm vào hiểm cảnh. Đối với Cơ Tím Hà hừ lạnh, Cửu Lê Huyền Dương cũng là bất đắc dĩ, hắn biết Cơ Tím Hà đối hắn không thấy hảo cảm, nhưng hắn thích nàng, thích một người không sai, là tự do, nàng chán ghét liền chán ghét đi. Nhưng trái lại, Cửu Lê Huyền Dương lại là hận thượng Dương Nghị Vân, hắn thậm chí ghen ghét Dương Nghị Vân, cư nhiên có thể được Cơ Tím Hà như thế kính yêu. Trong lòng ước gì Cơ gia lão tổ giết Dương Nghị Vân. Bất quá nhìn Cơ Tím Hà còn muốn tiến lên, hắn vội vàng nói, Tím Hà cô nương đừng xúc động, hợp đạo cấp bậc khí chàng hình thành, liền tính là ta cái này thiên đạo quy tắc năm trọng cũng khó có thể vọt vào đi, ngươi như vậy tiến lên sẽ chỉ làm chính mình có hại, làm không hảo còn sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Hừ, Cơ Tím Hà hừ lạnh một tiếng, lại là không có tiến lên, nàng cũng sợ đúng như Cửu Lê Huyền Dương lời nói, ngược lại sẽ ấn tượng sư đệ làm trở ngại chứ không giúp gì. Càng là rõ ràng thực lực của nàng, căn bản không làm nên chuyện gì, bất quá nàng trong lòng đã làm ra quyết định, nếu là sư đệ hôm nay có việc, nàng cũng sẽ không sống một mình. Đúng lúc này giữa sân chói mắt thần quang dần dần tan đi. Cơ Tím Hà ánh mắt vô cùng khẩn trương vô cùng vội vàng xem qua đi. Chỉ thấy giữa sân dần dần xuất hiện Dương Nghị Vân cùng Cơ gia lão tổ thân ảnh. Chính là vừa thấy dưới, nàng nước mắt xoát một chút liền xuống dưới. Bởi vì giờ phút này nàng thấy được, Dương Nghị Vân cùng Cơ gia lão tổ đấu pháp như cũ không có dừng lại. Tiểu sư đệ thất khiếu đều ở đổ máu, trong tay một ngụm đại trung tản ra kim quang, một khác đầu là Cơ gia lão tổ lòng bàn tay chi lôi điện ở tiểu sư đệ đại trung thượng. Thực hiển nhiên hai người đấu pháp rằng co chung. Nhưng rõ ràng là tiểu sư đệ rơi xuống hạ phong, hắn thất khiếu đều đổ máu, mà Cơ gia lão tổ nhìn qua lông tóc không tổn hao gì. Lấy hai người vì trung tâm trăm mét trong vòng khí chàng cường đại, căn bản khó có thể tới gần. Chỉ nghe lúc này Cơ gia lão tổ mở miệng nói, tiểu bối nhận mệnh đi, ngươi tuy tu vi không kém, chính là lão phu hợp đạo một tầng đỉnh, đại cảnh giới chênh lệch ngươi ở lão phu trước mặt chịu đựng không nổi, không thể không thừa nhận, hợp đạo dưới ngươi đương vì đệ nhất nhân. Nhưng hôm nay như cũng ngươi sẽ chết, lão phu đã cho ngươi cơ hội, nếu chấp mê bất ngộ, lão phu liền thành toàn ngươi. Cơ gia lão tổ dứt lời, trong tay lôi đình bỗng nhiên đại tác phẩm, một cái tay khác chung quải trượng giơ thẳng lên trời vung lên, tức khắc trên 9 tầng trời một đạo thùng nước thô màu tím lôi đình nhanh chóng mà xuống, thẳng đến Dương Nghị Vân. Lúc này đây thoạt nhìn muốn trực tiếp chu sát Dương Nghị Vân. Thật là đủ vô sỉ đủ không biết xấu hổ. Đường đường hợp đạo cư nhiên đối một cái hậu bối ra tay, vô sỉ đến cực điểm. Cũng liền ở ngay lúc này phía chân trời vang lên một tiếng mắng, lại là một nữ nhân thanh âm, đồng thời quảng trường phía chân trời thất thải quang mang đại tác phẩm dựng lên, hóa thành một đạo bảy màu cầu vồng trực tiếp va chạm ở Cơ gia lão tổ triệu hoán mà ra lôi đình thượng. Thanh âm này vang lên nháy mắt, giữa sân tất cả mọi người đại kinh thất sắc. Đương nhiên là có hai người ngoại lệ. Cái thứ nhất đương nhiên là Dương Nghị Vân. Hắn nghe được thanh âm này vang lên thời điểm, trong lòng rốt cuộc tặng khẩu khí thầm nghĩ, nương nương đại lão ngươi nhưng xem như tới a. Dương mỗ nhân sở dĩ dám đi cùng Cơ gia lão tổ dỗi, trừ bỏ hắn bản thân có như vậy điểm tự tin ở ngoài, trọng điểm là sau lưng có mẫu thần nương nương vị này đại lão tồn tại. Phía trước hắn đi vòng vèo trở về thời điểm, cũng đã làm ra muốn chém giết chuẩn bị, chính là cũng tưởng cho chính mình thêm một đạo bảo hiểm. Cho nên liền cấp nương nương đại lão đã phát đưa tin. Đương nhiên mầu thần nương nương không có hồi hắn. Chẳng qua hắn chính là đánh cuộc một phen. Hiện tại xem ra hắn đánh cuộc chính xác. Bất quá nói trở về, lấy hắn đối mầu thần nương nương vị này đại lão hiểu biết, nàng kỳ thật là cái loại này ngoài miệng nói không, nhưng thật muốn gặp gỡ sự thời điểm, mặc kệ người, thuộc về điển hình miệng dao găm tâm đậu hủ. Này không, nàng ở thời điểm mấu chốt vẫn là xuất hiện. Đánh cuộc một phen, đánh cuộc chính xác. Cứ việc mầu thần nương nương, luôn là ở trước mặt hắn nói cái gì, nàng tu vi ở thời kỳ dưỡng bệnh, không thể ra tay, cũng sẽ không ra tay, hơn nữa nàng còn có kẻ thù, vạn nhất nàng ra tay liền sẽ đưa tới kẻ thù, chuyện này cũng không biết nói bao nhiêu lần. Nhưng Dương Nghị Vân nghĩ đến, mặc kệ mầu thần nương nương lại nói như thế nào, nàng đều là một tôn thánh đạo, là chân chính đại lão. Cho dù là nàng tu vi không có khôi phục đến đỉnh chi cảnh. Chính là đối phó hợp đạo cấp bậc Cơ gia lão tổ vẫn là không có vấn đề đi. Trong lòng nghĩ nếu là mầu thần nương nương hôm nay tiến đến, vậy đủ để thuyết minh, nàng tu vi liền tính là không có khôi phục đến đỉnh thời kỳ thánh đạo, ít nhất hợp đạo là khôi phục. Nếu thật là như vậy, hôm nay Cơ gia hành trình, liền ổn thỏa. Đưa tin lúc sau, hắn kỳ thật cũng là phi thường thấp thỏm,
không chắc vị này đại lão có thể hay không tới. Dù sao vẫn luôn đều không có cho hắn hồi phục. Mà hắn cùng Cơ Gia lão tổ chiến đấu, cũng là làm hắn trong lòng đã chịu đả kích. Hắn vốn tưởng rằng liền lấy chính mình hiện tại thực lực, liền tính là không phải hợp đạo cấp bậc Cơ Gia lão tổ đối thủ, khá vậy chỉ là không nên sẽ bị nghiền áp đi. Kết quả một kích đối chạm vào dưới, mới biết được chính mình tưởng sai rồi. Liền tính không có bị nghiền áp, cũng không sai biệt nhiều. Cũng cho hắn biết hợp đạo tồn tại khủng bố, thật đúng là không phải nói thần lực cường đại, có được 10 đạo nói thụ lực lượng liền có thể chiến thắng, thậm chí nói có được một trận chiến chi lực. Vừa rồi đối chạm vào dưới, hắn sở hữu lực lượng bị Cơ Gia lão tổ toàn phương vị áp chế đi xuống, thế cho nên hắn bị phản phệ, trong cơ thể sông cuộn biển gầm, thất khiếu đổ máu. Tình huống một đoàn tao. Nếu không phải hắn thúc giục hỗn độn trung bực này hỗn nguyên thánh đạo cấp bậc chí bảo đứng vững, không có làm Cơ Gia lão tổ pháp lực toàn bộ áp xuống tới, khả năng hắn kết cục bất tử cũng là tàn. Hắn thúc giục hỗn độn trung ngăn cản đấu pháp, nhưng cũng biết căn bản đương không dưới bao lâu thời gian. Càng không nghĩ tới chính là, Cơ Gia lão tổ ở cùng hắn rằng có đấu pháp thời điểm, còn có thể đằng ra tay tới, triệu hoán lôi đỉnh công kích. Liền ở Cơ Gia lão tổ triệu hoán lôi đỉnh xuất hiện thời điểm, hắn đều tưởng hảo, không tiếc bại lộ càn khôn hồ, muốn trốn vào càn khôn hồ đi, bởi vì hắn cảm nhận được tử vong hơi thở, xưa nay chưa từng có rõ ràng. Cũng may, cũng chính là lúc này mầu thần nương nương thanh âm vang lên, hắn rốt cuộc tùng khẩu. Nội tâm nói thầm một câu, nương nương đại lão rốt cuộc tới. Trừ bỏ Dương Nghị Vân ở ngoài, Cơ Tím Hà phản ứng cũng không chậm, nàng biết lúc này xuất hiện thanh âm, mắng đó là Cơ Gia lão tổ, thực hiển nhiên là tiểu sư đệ viện binh tới rồi, hơn nữa thoạt nhìn là một tôn cường giả, được cứu rồi. Những người khác đã có thể khó chịu. Đặc biệt là Cơ Gia lão tổ, hắn đã cảm nhận được phía chân trời phía trên theo 7 màu thần quang sau khi xuất hiện cường đại uy áp, cư nhiên so với hắn cường một mảng lớn. Này như thế nào làm hắn không kinh hãi? Trọng điểm là tới cư nhiên là cái nữ nhân, thực hiển nhiên không phải Dương Nghị Vân sau lưng hỗn nguyên thỏ cũng hoặc là Phục Hy thần hoàng. Cái này Cơ Gia lão tổ nội tâm đại chấn, không nghĩ tới Dương Nghị Vân sau lưng trừ bỏ hỗn nguyên thỏ cùng Phục Hy thần hoàng ở ngoài, cư nhiên còn có một tôn cường giả. Này thực sự vượt qua hắn đoán trước ở ngoài, hơn nữa vẫn là không hề dấu hiệu xuất hiện, phải biết rằng đây là Cơ Gia đại bản doanh, nếu là có người tiến đến, hắn tự nhiên trước tiên phát hiện mới đúng, có biết nhân gia nói chuyện hết sức, hắn mới phát hiện. Như thế tình huống chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, đối phương tu vi không chỉ có ở hắn phía trên, hơn nữa viễn siêu một mảng lớn, cho dù là hợp đạo 3 tầng cường giả tiến đến hắn đều có thể cảm nhận được, nhưng đối với cái này cường giả hắn căn bản là không có bất luận cái gì phát hiện, này. Liền khủng bố. Dương Nghị Vân tiểu tử này sau lưng rốt cuộc đứng ở nhiều người a. Giờ phút này Cơ Gia lão tổ trong lòng có loại hộc máu xúc động, hơn nữa có một cổ dự cảm bất hảo, sớm biết rằng liền không cam chịu cùng Cửu Lê tộc như vậy việc hôn nhân. Vốn dĩ tưởng chính là cùng Cửu Lê tộc liên hôn, làm cơ phát được đến Cửu Lê tộc chí bảo, do đó ngày sau có hy vọng tiến giai hợp đạo, tăng mạnh Cơ Gia thực lực. Nhưng hiện tại xem ra, lợi dụng Cơ Tím Hà nha đầu này là cái lớn nhất sai lầm. Đương nhiên bản chất tới nói, như cũ là ta coi thường Dương Nghị Vân tiểu tử này. Sớm biết rằng khiến cho Cơ Tím Hà rời đi, hiện tại tiến thoái lưỡng nan không nói, làm không hảo còn làm Cơ Gia sẽ lâm vào hiểm địa. Đồng dạng buồn bực hoảng sợ còn có Cơ Gia gia chủ Cơ Phát cùng Cửu Lê tộc thiếu chủ Cửu Lê Huyền Dương. Ở bọn họ hai cái trong lòng, là hy vọng Dương Nghị Vân bị Cơ Gia lão tổ xử lý, nhưng còn bây giờ thì sao? Đột nhiên xuất hiện cường giả, thực hiển nhiên là tới giải cứu Dương Nghị Vân. Liền tại như vậy trong nháy mắt, phía chân trời phía trên, 7 màu thần quang giống nhau cầu vồng thẳng đánh Cơ Gia lão tổ lôi đình. Ong! Không có trong tưởng tượng kinh thiên động địa tiếng động, liền một tiếng ong thanh âm lúc sau, Cơ Gia lão tổ này một đạo cầu vồng biến mất không còn một mảnh. Mà kia một đạo từ trên trời giáng xuống cầu vồng còn lại là như sao băng giống nhau, dự uy không giảm chút nào, ngay lập tức thẳng đến Cơ Gia lão tổ mà đi. Giờ khắc này Dương Nghị Vân khóe miệng lưu trữ huyết, nhưng lại nhếch miệng cười. Đối diện Cơ Gia lão tổ lại là sau lưng mồ hôi lạnh đại mạo, quyết đoán từ bỏ cùng Dương Nghị Vân đấu pháp rằng co, sắc mặt tái nhợt bạo giống một thân huy động trong tay quải trượng, giống to, lôi đình tuyệt địa. Đối mặt từ trên trời giáng xuống này một đạo cầu vồng, Cơ Gia lão tổ bạo phát toàn lực ngăn cản, huy động trong tay quải trượng, lôi điện vần quanh toàn thân, hội tụ ở quải trượng phía trên, cơ hồ là tím lôi tia chớp phát ra tới nướng bạch,
chói mắt như đại ngày liệt dương ánh sáng, hóa thành một chương lôi điện chi võng đón nhận cầu vồng. Ầm vang, răng rắc sát, lúc này đây kinh thiên động địa. Toàn bộ trên quảng trường bảy màu thần quang cùng lôi điện ánh sáng đại tác phẩm. A, à, nhưng chung quy vang lên một thân kêu thảm thiết. Ngay lập tức hết thảy tắt. Ngay sau đó mọi người lần thứ hai mở hai mắt thời điểm, đang xem đi thời điểm, chỉ thấy Cơ Gia lão tổ lại là sắc mặt tham trắng bệch vô cùng nằm trên mặt đất, khóe miệng vết máu chảy xuôi tới rồi ngực, nhiễm hồng ngực. Dương Nghị Vân cảm giác chung Cơ Gia lão tổ không chết, nhưng cũng dư lại nửa cái mạng. Liền như vậy một kích mà thôi. Một tôn hợp đạo một tầng đỉnh cường giả ngã xuống trên mặt đất chết ngất qua đi. Cho dù là Dương Nghị Vân biết màu thần nương nương cường đại, còn là kinh ngạc đến hắn, vị này nương nương không hổ là đại lão. Một đạo cầu vồng một người hợp đạo trực tiếp nửa cái mạng. Phốc! Dương Nghị Vân nhìn đến Cơ Gia lão tổ ngã xuống trên mặt đất chết ngất qua đi, trong lòng căng chặt kia căn huyền rốt cuộc nhịn không được thả lỏng lại, một búng máu dịch phun ra, thân thể lung lay liền phải sụi lơ trên mặt đất. Thực sự hắn lần này là kiến thức đã đến hợp đạo cường giả lợi hại, hắn biết chính mình hiện tại thiên đạo quy tắc tam trọng tu vi, có thể xử lý thiên đạo quy tắc năm trọng, nhưng lại ngăn cản không được kém một đường hợp đạo một tầng. Đụng phải vẫn là sẽ bị nghiền áp. Muốn hòa hợp nói một tầng cường giả một trận chiến, cần thiết muốn đột phá đến thiên đạo bốn trọng mới có thể một trận chiến, hoặc là nói tu vi đạt tới thiên đạo năm trọng mới có thể thế lực ngang nhau chiến đấu. Đại cảnh giới thiên trảm, ở tu luyện hậu kỳ càng thêm rõ ràng. Sư đệ, Cơ Tím Hà như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng lắc mình tới rồi Dương Nghị Vân bên người đem hắn đỡ lấy, đôi mắt đều hồng thấu, nước mắt xoát 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 đi xuống rớt. Nàng đều có thể cảm nhận được tiểu sư đệ giờ phút này thực thê thảm. Khụ khụ, Dương Nghị Vân cười ho khan nhưng trong miệng đều là máu, sư tỷ không có việc gì, không chết được, hắc hắc. Ngươi, còn cười được, Cơ Tím Hà mang lên khóc nức nở. Thật không có việc gì, chính là phun điểm huyết mà thôi, không quan trọng. Dương Nghị Vân an ủi nàng. Đúng lúc này, trước người thất thải hà quang một thân, một bóng người xuất hiện. Đúng là màu thần nương nương. Từ nàng xuất hiện, đến ra tay đối phó Cơ Gia lão tổ đều không có nhìn đến nàng người, một kích kết thúc lúc này mới xuất hiện ở Dương Nghị Vân trước người, thật sự là có chí cường giả phong phạm. Hắn xử lý như thế nào? Màu thần nương nương chỉ vào một bên nằm trên mặt đất Cơ Gia lão tổ hỏi Dương Nghị Vân, còn chưa có chết, nhưng nàng ý tứ thực rõ ràng, muốn hay không giết chết. Dương Nghị Vân buột miệng thốt ra, tất cả đều giết. Cơ người nhà thật sự làm hắn hỏa đại, áp chế tiểu sư tỷ không thể tha thứ. Hơn nữa đối hắn hạ sát thủ, này đều xé rách mặt, hắn cũng không có gì cố kỵ. Đặc biệt là Cơ Gia gia chủ Cơ Phát cùng Cửu Lê tộc thiếu chủ Cửu Lê Huyền Dương, cư nhiên cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, đánh tiểu sư tỷ chủ ý, đáng chết. Dương Nghị Vân một câu toàn giết, chính là làm Cơ Phát cùng Cửu Lê Huyền Dương đám người sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn họ tận mắt nhìn thấy tới rồi vừa rồi vị này nữ cường giả, một kích đánh bại Cơ Gia lão tổ, hợp đạo một tầng Cơ Gia lão tổ đều ở trên tay nàng bất kham một kích, nếu là vị này đại lão muốn giết bọn hắn, tuyệt đối nháy mắt hạ gục. Dương Nghị Vân một câu chính là làm cho bọn họ trong lòng run sợ. Cũng may lúc này chỉ nghe nữ cường giả nói, ha ha, ta cũng không phải là Cơ Gia lão tổ bực này không biết xấu hổ người, đối mấy cái phía sau lưng ra tay, truyền ra đi không bị người chê cười chết. Nhiều nhất giúp ngươi giết chết Cơ Gia lão tổ, những người khác muốn giết ngươi sát, lão nương ta muốn thể diện. Khụ khụ, Dương Nghị Vân xấu hổ vô cùng, như vậy một khụ, lại hộc máu, đích xác hắn biết lấy màu thần nương nương bực này đại lão thân phận, nếu là sát hậu bối thật là khi dễ người, truyền ra đi không tốt, cường giả đều có cường giả nguyên tắc cùng thể diện. Đành phải nói, hành đi, giúp ta xử lý Cơ Gia lão tổ. Nhiên giờ phút này hắn động thủ, đó là tuyệt không khả năng, bị thương quá nặng. Căn bản không động đậy bất luận cái gì pháp lực. Màu thần nương nương nói, làm Cơ Phát đám người trong lòng đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng cũng lo lắng lão tổ, nếu là vị này nữ cường giả thật giết lão tổ, hắn Cơ Gia liền xong rồi, lòng nóng như lửa đốt, cũng bất chấp mặt khác, không biết xấu hổ trực tiếp bùm một chút quỳ gối Cơ Tím Hà trước mặt nói, Tím Hà cầu xin ngươi cầu cầu tình, gia tộc lão tổ không thể chết được a, nếu là lão tổ đã chết, chúng ta Cơ Gia liền xong rồi. Khổng lồ Cơ Gia chi nhánh vô số, sở dĩ có thể truyền thừa đi xuống, chính là bởi vì chúng ta có lão tổ phù hộ. Nhưng lão tổ nếu ngã xuống, các nơi Cơ Gia mấy chục vạn con cháu chắc chắn hủy diệt, ngươi cũng là Cơ Gia đệ tử, cầu xin ngươi cầu xin cầu tình đi, lần này việc hoàn toàn sai ở ta,
là ta tham dục lợi dụng ngươi liên hôn, muốn giết cứ giết ta đi, lão tổ không thể chết được a, tím hà cầu ngươi. Cơ gia gia chủ Cơ Phát lúc này lại là bầy gia gia nhất tộc gia chủ đảm đương, vì gia tộc chẳng sợ đối một cái hậu bối con cháu tiền chiết khấu thậm chí là vứt bỏ tánh mạng cũng không tiếc. Mà Cơ Tím Hà lúc này thần sắc một trận phức tạp, đích xác ở nàng đối cơ gia thất vọng rồi, nhưng nói đến cùng đích xác nàng trong máu chảy xuôi chính là cơ gia huyết mạch, thật muốn là nhìn toàn bộ cơ gia tiêu vong, nàng cũng là không muốn. Càng biết Cơ Phát lời nói không giả, nếu là thần giới cơ gia lão tổ ngã xuống, chắc chắn ảnh hưởng đến hạ giới cơ gia chi nhánh. Hắn đối thần giới cơ gia thất vọng không có cảm tình, chính là đối tiên giới xuất thân cơ gia lại là có cảm tình, đó là nàng gia. Như thế dưới tình huống, Cơ Tím Hà nhìn về phía tiểu sư đệ Dương Nghị Vân nói, tiểu sư đệ có thể hay không buông tha hắn. Nghe ngươi, Dương Nghị Vân không có chút nào do dự liền đáp ứng rồi, ở trong lòng hắn tiểu sư tỷ thắng qua hết thảy, cũng biết này trong đó nhân quả, hắn không nghĩ tiểu sư tỷ khó xử. Cảm ơn, Cơ Tím Hà mang theo xin lỗi nói lời cảm tạ lúc sau, xoay người đối Cơ Phát nói, từ hôm nay trở đi, ta cùng với cơ gia lại vô liên quan. Nếu là ngày nào đó cơ gia cùng vân môn thần cảnh là địch, ta so sát chi. Đa tạ, Cơ Phát nói lời cảm tạ, hắn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lão tổ cuối cùng là ôm lấy, chỉ cần lão tổ còn sống cơ gia liền suy sụp không được, thương thế tất nhiên có thể khôi phục. Đến nỗi Cơ Tím Hà trong miệng với Dương Nghị Vân là địch việc, kinh này một chuyện, hắn không dám, cũng không cần thiết, Dương Nghị Vân sau lưng cường giả quá nhiều, cơ gia không thể trêu vào. Tiểu sư đệ chúng ta đi thôi, Cơ Tím Hà nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, hảo. Hắn hiện tại cũng thực suy yếu bị thương thực trọng, cũng yêu cầu đi chữa thương. Nhìn về phía Mầu Thần nương nương nói, nương nương chúng ta đi thôi. Xác định không giết, Mầu Thần nương nương mang theo ý cười hỏi. Không giết, Dương Nghị Vân lắc đầu. Cũng thế, dù sao cơ gia lão tổ mấy vạn năm trong vòng đừng nghĩ tìm ngươi phiền toái, ha ha, không nghĩ tới a. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra cái si tình loại, đi rồi. Mầu Thần nương nương dứt lời vung tay lên, bảy màu thần quang chợt lóe, ngay sau đó Dương Nghị Vân cùng Cơ Tím Hà đều biến mất không thấy. Hô! Cơ gia trên quảng trường, Cửu Lê Huyền Dương hộc ra một ngụm chọc khí, hắn cũng là kinh hồn táng đảm, ở vị kia nữ cường giả sau khi xuất hiện, hắn tâm liền dẫn theo, cũng may chung quy là trí cường giả, không có nghe Dương Nghị Vân kia tiểu tử nói, động thủ giết bọn hắn. Mà Dương Nghị Vân kia tiểu tử bị thương thực trọng, nếu không hôm nay tất nhiên đối bọn họ động thủ. Dương Nghị Vân ta nhớ kỹ, ngày nào đó đừng dừng ở ta Cửu Lê tộc trên tay. Cửu Lê Huyền Dương nhìn phía chân trời trong lòng âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta đi. Ngay sau đó Cửu Lê Huyền Dương mang theo hận ý rời đi cơ gia, hôm nay việc, với hắn mà nói chính là sỉ nhục, hận chết Dương Nghị Vân. Chờ Cửu Lê Huyền Dương mang theo thủ hạ rời đi sau. Cơ Phát bế lên lão tổ đi hướng đại điện, hơn nữa mở miệng lớn tiếng nói, ngay trong ngày khởi ta cơ gia phong sơn, nói cho các đại dòng bên con cháu, bất luận kẻ nào không được cùng Dương Nghị Vân là địch, người vi phạm trục xuất gia tộc. Cơ Phát thanh âm vang vọng toàn bộ cơ gia tiểu thần cảnh. Đến tận đây về sau 10 vạn năm tới, 10 đại cổ thần cơ gia hoàn toàn đạm ra thần giới đứng đầu thế lực sân khấu, phong sơn thanh thu, lão tổ bị thương tự nhiên muốn phóng thế lực khác bỏ đá xuống giếng. Trên 9 tầng trời tường vân trong vòng, Dương Nghị Vân đối Mầu Thần nương nương nói. Nương nương tìm một chỗ đi xuống, ta yêu cầu chữa thương. Dương Nghị Vân cố nén trong cơ thể khí huyết quay cuồng nói. Chịu đựng, mang ngươi trực tiếp trở về. Mầu Thần nương nương vung tay lên cánh cửa không gian mở ra, cuốn lên Dương Nghị Vân cùng Cơ Tím Hà đi vào. Ước chừng tam tức thời gian, ngay sau đó liền trực tiếp xuất hiện ở vân môn thần cảnh. Đi chữa thương đi. Mầu Thần nương nương đem Dương Nghị Vân ném ở thứ 9 tầng đại điện trước. Lãnh đi thời điểm còn nói thêm, cái này cho ngươi, tiểu tử ngươi hòa hợp nói một tầng một trận chiến, cũng coi như là có điểm gan dạ sáng suốt, nhưng bổn cô nương vẫn là muốn nói một câu, về sau bị ngớ ngẩn, ở ngươi tu vi không có tu luyện đến thiên đạo năm trọng cũng hoặc là hợp đạo phía trước, đừng đi chạm vào hợp đạo cường giả thực lực ngươi chạm vào chi chính là tìm chết, về sau bực này sự đừng phiền ta. Nói xong ném xuống một cái đan dược bình cấp Dương Nghị Vân sau, cũng không quay đầu lại rời đi. Đa tạ nương nương Dương Nghị Vân đối với Mầu Thần nương nương biến mất nơi hành lễ, hắn rõ ràng lúc này đây vị này đại lão không xuất hiện nói, hắn chưa chừng thật đúng là bị cơ gia lão tổ cấp giết. Đương nhiên hắn cũng có thể trốn vào Càn Khôn Hồ, nhưng làm như vậy sẽ bại lộ Càn Khôn Hồ, với hắn mà nói càng nguy hiểm, mấu chốt còn cứu không được sư tỷ.
Này một tiếng nói lời cảm tạ thiệt tình thực lòng. Tạ liền miễn, về sau thiếu phiền ta liền hảo, bổn cô nương xem như đã nhìn ra, tiểu tử ngươi chính là cái gây họa tinh. Chân trời truyền đến mầu thần nương nương dư âm. Tiểu sư đệ nàng, Cơ Tím Hà cũng đi theo hành lễ, liền hỏi Dương Nghị Vân mầu thần nương nương, nàng chưa thấy qua nàng. Khụ khụ, trước đỡ ta tiến đại điện chữa thương, nàng là mầu thần nương nương, về sau cho ngươi nói. Hai người nói chuyện chung tiến vào Càn Khôn thần điện thứ 9 tầng đại điện, Dương Nghị Vân bắt đầu chữa thương khôi phục. Thời gian ở tu luyện chung là bay nhanh sói mòn. Khoảng cách chúng thần vực mở ra thời gian, không đủ 500 năm. Hơn 400 năm sau, Dương Nghị Vân mới mở hai mắt, thương thế hoàn toàn khôi phục. Mà hắn tu vi cũng tinh tiến một ít, đạt tới thiên đạo quy tắc tam trọng đại viên mãn, bước tiếp theo đó là thiên đạo 4 trọng, cũng sắp tới. Tu vi tinh tiến cũng cùng Cơ Gia lão tổ một trận chiến có quan hệ, cường giả quyết đấu bản thân chính là một loại đại mài giũa, trọng điểm là có thể không chống đỡ. Chống được tất nhiên có điều hoạch, cùng cường giả quyết đấu có thể hiểu được đối phương đại đạo chi uy, ở áp bách hạ tăng lên tự thân. Trọng điểm là rất nhiều người ở cường giả trong tay chịu đựng không nổi, đều bị chém giết. Hắn xem như may mắn. Theo lý thuyết hắn thương thế không nhanh như vậy khôi phục, tu vi cũng sẽ không tinh tiến. Ít nhiều mầu thần nương nương đưa tặng thần đan, cũng không biết là cái gì chữa thương thần đan, dù sao dùng luyện hóa lúc sau, hắn thương thế tất cả đều khôi phục, tu vi cũng có tăng lên. Đối mầu thần nương nương vị này đại lão, Dương Nghị Vân là càng thêm nhìn không thấu, thực lực của nàng có hay không khôi phục đến đỉnh không biết, chỉ biết vị này nương nương đại lão có thể nhất chiêu nghiền áp Cơ Gia lão tổ, như vậy thực lực của nàng liền tính là không có khôi phục đỉnh, ở hợp đạo cấp bậc chung cũng tất nhiên là cao giai cấp bậc. Ngay từ đầu Dương Nghị Vân đều là đối mầu thần nương nương tồn tại che che giấu giấu, không cho người biết nàng tồn tại, đương nhiên đây cũng là nàng ý tứ, nhưng trải qua Cơ Gia hành trình sau, xem như phá công. Đánh giá toàn bộ thần giới đều đã biết hắn sau lưng đứng cho rằng chí cường giả đại lão. Lại nói tiếp cũng là chuyện tốt, chỉ là thần giới các thế lực lớn đối hắn nhận thức muốn một lần nữa đánh giá, sẽ không dễ dàng trêu chọc. Người tỉnh, tiểu sư tỷ Cơ Tím Hà nói chuyện đến. Dương Nghị Vân quay đầu nhìn lại, tiểu sư tỷ liền ở đại điện một góc. Sư tỷ ngươi vẫn luôn ở đại điện, Dương Nghị Vân có chút cảm động. Ân Cơ Tím Hà gật đầu, Dương Nghị Vân khôi phục thương thế nàng bồi ở đại điện hơn 400 năm. Dương mẫu nhân trong mắt tiểu sư tỷ ôn nhu, thật là có chút không thói quen. Bất quá lại cũng nhiều ít minh bạch một ít tiểu nữ nhi tính tình. Kinh này một chuyện, hai người chi gian cuối cùng kia một tầng giấy cửa sổ xem như đâm thủng. Mà hắn cũng ý thức được, tại nội tâm chỗ sâu trong, đối tiểu sư tỷ là không bỏ xuống được. Tương ứng tiểu sư tỷ trong lòng cũng vẫn luôn có hắn. Hai người ở bên nhau xem như thuận lý thành chương việc. Kế tiếp đại điện trung thực tự nhiên đã xảy ra một ít không thể giải thích việc. Suốt 10 ngày lúc sau hai người mới đi ra đại điện. Sau đó Dương Nghị Vân đưa tin đi ra ngoài, triệu hoán lão nhân trở về. Chuẩn bị cấp tiểu sư tỷ một cái danh phận. Muốn đại xử lý. Nhưng Cơ Tím Hà lại cự tuyệt, dùng nàng nói, đều là thần linh, phàm tục chi lực đã không cần thiết, quan trọng tâm, nàng đã được đến, cuộc đời này đã đủ rồi. Lão nhân cùng sư nương còn bên ngoài tìm kiếm hai vị sư nương rơi xuống, cũng đừng quấy rầy, đại sư huynh cùng nhị sư huynh cũng đều bên ngoài tu luyện, không cần triệu hoán. Dương Nghị Vân tôn trọng nàng lựa chọn, không có gióng trống khua chiêng, bất quá nên làm vẫn là phải làm. Hắn mang theo tiểu sư tỷ cùng Ngọc Lả lướt đi gặp những người khác, ở cha mẹ chứng kiến hạ hoàn thành một cái nghi thức, từ nay về sau xem như Dương gia người. Cũng ở Vân Môn thần cảnh tuyên bố Cơ Tím Hà cùng Ngọc Lả lướt thân phận. Đương nhiên là có một cái rất lớn tượng trưng là toàn bộ Vân Môn thần cảnh mọi người chung nhận thức. Bên kia là ở Vân Môn thần cảnh có một tòa thôn gọi là Dương gia thôn, mọi người đều biết có thể ở lại ở trong thôn đều là thần tôn đại nhân người nhà. Bên trong nữ nhân là cái gì thân phận tự nhiên không cần danh ngôn. Thậm chí là những người khác cũng đều là có thân phận bối cảnh người, tỉ như Dương Nghị Vân mấy cái hài tử từ. Dù sao sau này Vân Môn thần cảnh không còn có người sẽ bởi vì tiên giới phi thăng mà đến Vân Môn nhân tu vì thấp mà đi khua môi múa mép. Dương gia thôn mỗi người địa vị tôn sùng. Sẽ không ở chịu ủy khuất đó là. Thời gian thực mau tới rồi chúng thần vực mở ra thời gian. Điểm này Huyền cùng từ nói thành phản hồi. Dương Nghị Vân ở Càn Khôn thần điện thứ 9 tầng tiếp kiến rồi Huyền cùng. Sở hữu Vân Môn thiên đạo cảnh giới người, hôm nay đều hội tụ ở Càn Khôn thần điện thứ 9 tầng,
hôm nay đó là chuẩn bị xuất phát đi trước chúng thần vực nhật tử. Dương Nghị Vân muốn mang đi một ít người đi chúng thần vực rèn luyện. Đương nhiên không thể là toàn bộ, tổng muốn lưu lại một ít người tới giữ nhà. Thần tôn, đại đạo điện các thế lực lớn đã chuẩn bị thỏa đáng, ngay trong ngày tiến vào chúng thần vực, ta vân môn thần cảnh lần này cũng ở trong đó, hay không đồng hành. Huyền cùng hội báo, vốn dĩ dựa theo nguyên kế hoạch, căn cứ sư phụ lời nói, thỏ ra truyền đến tin tức, đi trước chúng thần vực làm hắn đi người hoàng nói tìm Phục Hy, tự nhiên có thể đi vào chúng thần vực. Nhưng hiện tại hắn làm vân môn thần cảnh tiến vào đại đạo điện lúc sau, tương đương đứng ở thần giới đứng đầu thế lực hàng ngũ, tự nhiên không cần đi dã chiêu số đi tìm Phục Hy người hoàng. Bởi vì đại đạo điện mới là chủ lưu, khống chế tiến vào chúng thần vực sự. Mặt khác thấp hơn đại đạo điện các thế lực lớn, xem như đệ nhị giai tầng. Bất quá Dương Nghị Vân nghĩ nghĩ lúc sau, vẫn là nói, người hoàng đảo vẫn là đi một chuyến, nếu có khả năng mang theo người hoàng đảo người hết thảy đi trước. Tiến vào chúng thần vực địa điểm nhưng có minh xác. Có, liền ở nói thành trong vòng, lịch đại đại đạo điện thành lập trực tiếp tiến vào chúng thần vực cánh cửa không gian, một khi chúng thần vực mở ra thời gian đạt tới, liền có thể trực tiếp thông qua không gian môn hộ tiến vào chúng thần vực. Huyền cùng trả lời. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, như thế, ngươi thả đi về trước chuẩn bị, ta đi một chuyến người hoàng đảo, lúc sau ở nói thành hội hợp. Đối với đi trước chúng thần vực, hắn là tràn ngập chờ mong. Rốt cuộc thỏ ra mang theo Tiểu Phượng Hoàng cùng Điêu Nhi chúng nó tiến vào chúng thần vực, hắn rất tưởng niệm Tiểu Phượng Hoàng chúng nó. Huyền cùng rời đi sau, Dương Nghị Vân nhìn chung quanh đại điện. Giờ phút này đại điện chung, 17 danh thiên đạo cấp bậc tất cả đều đến đông đủ. Có thần Mộc lão tổ cùng Hồng Liên vợ chồng hai người, còn có Thạch Giám đảm đương, xem như năm đó ở Vĩnh Hằng thần giới nói cung một mạch. Tiếp theo có Hùng Du Thiên, Hùng Hoan cha con. Nhị cung chủ cùng tam cung chủ thiên hạc cùng với Thoán Thiên Hầu. Còn nữa đó là năm đó Vĩnh Hằng thần giới Hoang Hải tứ đại bá chủ, Huyền Quy, Bắc Cá, Ngạo Nắng Ấm Ngạo Vân huynh đệ. Lúc sau là Medusa, Sa Hồ bà, Ngọc Lả Lướt, còn có Đoạn Thân mới vừa, Âm Dương Kim Cương vợ chồng, thêm lên đó là 17 danh thiên đạo cảnh đến quy tắc cường giả. Đương nhiên còn có thần bí Mầu Thần Nương Nương, nàng là sẽ không tham dự. Xem như Huyền cùng Mầu Thần Nương Nương nói. Vân môn thần cảnh hiện giờ cường giả đạt tới 19 người, không đúng, còn có Dương Nghị Vân chính mình nói chính là 20 chi thụ. Đến nỗi sư phụ bọn họ Dương Nghị Vân không tính ở bên trong, chiến đấu mạo hiểm cái gì, Dương Mỗ Nhân vẫn là tương đối ích kỷ, không hy vọng chí thân người đi mạo hiểm. Những người này chung, tu vi đạt tới thiên đạo quy tắc có, Huyền Cung, Thần Mộc Lão Tổ, Ngạo Tình Ngạo Vân huynh đệ thiên đạo quy tắc tam trọng. Hùng Du Thiên, Hùng Hoan, Huyền Quy. Bắc Cá, Medusa, thiên đạo quy tắc nhị trọng. Hồng Liên Phu Nhân, Sa Hồ bà, Thiên Hạc, Thoán Thiên Hầu, Thạch Giám đảm đương vì thiên đạo quy tắc một trọng. Ngọc Lả Lướt thiên đạo cảnh giới, trở về bế quan tu luyện lúc sau xem như bước vào thiên đạo trung kỳ đỉnh, đương nhiên mấy năm nay qua đi nguyên lai một ít càn khôn thần điện thế giới lão nhân cũng có bước vào thiên đạo, xem như trở thành vân môn trung gian lực lượng, tỉ như lão nhân chính là thiên đạo cảnh giới. Đến nỗi Đoạn Thân mới vừa cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng, xem như hiện giờ vân môn thần cảnh mạnh nhất tam tôn đại thần, đều là thiên đạo quy tắc năm trọng. Lần này Dương Nghị Vân muốn mang theo phần lớn số đi trước chúng thần vực. Nghĩ nghĩ, hắn nhìn về phía Ngọc Lả Lướt nói, Ngọc Lả Lướt lưu lại tọa trấn vân môn thần cảnh, những người khác theo ta đi chúng thần vực. Ta chờ tôn pháp chỉ. Đi rồi, hảo hảo xem ra. Ân, người cẩn thận. Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt cáo biệt. Ngọc Lả Lướt biết nàng tu vi yếu kém, Dương Nghị Vân không mang theo nàng cũng chưa nói cái gì, bởi vì nàng rõ ràng, ở Dương Nghị Vân trong lòng vân môn thần cảnh đồng dạng quan trọng, người nhà đều ở, thân nhân bằng hữu ở trong lòng hắn lớn hơn thiên, nhiên nàng lưu lại tọa trấn vân môn thần cảnh, lại làm sao không phải trọng trách. Không có bất luận cái gì câu oán hận. Ta sau khi đi, nếu là có việc, liền đi vô danh cốc tìm Mầu Thần Nương Nương. Dương Nghị Vân công đạo Ngọc Lả Lướt. Mầu Thần Nương Nương tự nhiên là sẽ không đi xem náo nhiệt, vẫn luôn ở vân môn thần cảnh một chỗ sơn cốc thanh tu, Dương Nghị Vân đặt tên vì vô danh cốc. Hắn không dám bảo đảm, này đi chúng thần vực bao lâu có thể hồi, cũng không dám bảo đảm hắn mang theo vân môn thần cảnh đại bộ phận lực lượng rời khỏi sau, 33 thiên điện có thể hay không làm khó dễ. Cho nên Mầu Thần Nương Nương lưu tại vân môn thần cảnh hắn ngược lại càng yên tâm. Ta biết được. Ta đây đi rồi. Ân hết thảy cẩn thận. Hai người cáo biệt,
Dương Nghị Vân mang theo 17 danh cường giả ra Vân Môn Thần Cảnh, thẳng đến người Hoàng Đảo. Cuối cùng này một năm hắn đều lưu tại Vân Môn Thần Cảnh, cùng những người khác cấp cáo biệt đều cáo biệt xong rồi. Đối với đệ tử cùng hài tử từ từ dặn dò công đạo cũng đều công đạo, trực tiếp rời đi Vân Môn Thần Cảnh. Ở hắn rời khỏi sau, Vân Môn Thần Cảnh nào đó vô danh sơn cốc, Mầu Thần nương nương ánh mắt nhìn phía chân trời lẩm bẩm, chúng thần vực cũng không phải là cái gì thiện mà a, hy vọng tiểu tử ngươi có thể tồn tại trở về. Dương Nghị Vân tự nhiên không biết thần tài nương ở chú ý hắn. Lúc này hắn mang theo 17 danh cường giả tiến vào không gian môn hộ, đã xuất hiện ở người hoàng trên đường không. Rồi sau đó cất cao giọng nói, vãn bối Dương Nghị Vân tiến đến bái kiến Phục Hy Thần Hoàng. Đối với Phục Hy Thần Hoàng, hắn vẫn là có cảm kích, lúc trước hắn đi vào thần giới thời điểm, bị 33 thiên điện người đuổi giết, chính là Phục Hy Thần Hoàng phái ra thủ hạ không gian thần vương lâu hắn, hơn nữa mượn cho hắn bát quái đồ bảo mệnh, tuy rằng sau lại hắn đem bát quái đồ trả lại cho Phục Hy Thần Hoàng, chính là này phân ân tình là muốn ghi khắc. Hơn nữa sau lại hắn hiểu biết, Phục Hy Thần Hoàng này một thế hệ người, xem như giới trăng ở cổ thần tộc lúc sau, nhưng rồi lại ở cận đại phi thăng nhất tộc phía trước phi thăng giả thần tộc, xem như trung cổ thần tộc đi. Mà Phục Hy Thần Hoàng đó là trung cổ thời đại thần tộc lãnh tụ đại biểu. Như thế mới xưng người hoàng. Hơn nữa Càn Khôn Thần Tôn đối hắn từng có tu vi chỉ điểm tri ân, cho nên Phục Hy Thần Hoàng giúp hắn. Ở hơn nữa Phục Hy chi danh, ở địa cầu thực sự danh khí quá lớn, Dương Nghị Vân đối hắn có thiên nhiệt thân cận cảm. Hắn cũng từng hỏi qua Phục Hy có phải hay không đi qua địa cầu, hắn trả lời là có phi thân như đi vào cõi thần tiên. Nói cách khác, Phục Hy Thần Hoàng bản tôn không đi qua nhưng có phần thân như đi vào cõi thần tiên đi qua địa cầu, như thế thật đúng là xem như lão tổ. Đây cũng là hắn thân cận nguyên nhân. Căn cứ huyền cùng đối hắn lời nói, Phục Hy sở đại biểu người hoàng đảo thế lực, cũng là một phương đại bá chủ thế lực, không cần đại đạo điện bất luận cái gì một phương thế lực nhược. Khả nhân hoàng đảo không tham dự đại đạo điện hoặc là nói không sản với thần giới tranh phân, tự thành hệ thống. Thế lực cũng là không nhỏ, nhưng đều điệu thấp. Từ trước kỷ nguyên lúc sau, Phục Hy Thần Hoàng liền đại biểu cho phi thăng một tổ ở cùng thiên tộc 33 thiên điện đấu pháp phân cao thấp, thẳng đến hắn sau khi xuất hiện, cái này trách nhiệm liền rơi xuống trên người hắn, đây cũng là hắn số mệnh, ai làm hắn trở thành Càn Khôn Thần Tôn truyền nhân đâu. Bất quá người hoàng đảo như cũ vẫn là chiếu cố hắn. Cũng là phi thăng một tổ sở thừa nhận cận đại đại biểu thế lực. Ngược lại là Dương Nghị Vân tuy rằng là Càn Khôn Thần Tôn truyền nhân, nhưng lại cũng không có được đến phi thăng nhất tộc thế lực đầu nhập vào, đến nay phi thăng nhất tộc thế lực tất cả đều ở người hoàng đảo Phục Hy Thần Hoàng dưới tòa. Lại nói tiếp này cũng không thể quái nhân ra, rốt cuộc từ hắn Dương Nghị Vân vừa xuất hiện sau, đã bị thiên tộc 33 thiên điện trở thành sống bia ngắm, nếu ai cùng Dương Nghị Vân đến gần, ai liền phải thừa nhận 33 thiên điện áp lực. Thế cho nên Dương Nghị Vân cái này danh nghệ sĩ Càn Khôn Thần Tôn truyền nhân, phi thăng nhất tộc đại biểu, cũng chỉ có Càn Khôn Thần Điện thế giới này một cổ dòng chính thế lực tồn tại. Đối này, Dương Nghị Vân nhưng thật ra không sao cả, cũng xem đến xem, phi thăng nhất tộc thế lực khác quay chung quanh ở Phục Hy Thần Hoàng bên người thật là cái không tồi lựa chọn. Lần này chúng thần điện hành trình, dựa theo thỏ ra an bài, vốn là làm hắn đi theo người hoàng đảo thế lực cùng nhau tiến vào chúng thần vực. Nhưng Dương Nghị Vân lại là ở đại đạo điện khiêu chiến thành công, trực tiếp trở về nói thành, như thế là có thể danh chính ngôn thuận chính đại quang minh, trở thành phần đầu đại bộ đội tiến vào chúng thần vực. Có lẽ điểm này thỏ ra đều không có nghĩ đến đi. Mà người hoàng đảo thế lực, tiến vào chúng thần điện, có điểm nhập cư trái phép ý tứ, tuy rằng có thể đi vào chúng thần vực, nhưng lại rốt cuộc không phải đi đại môn, có thể là có mặt khác thượng không được mặt bàn con đường. Như thế dưới tình huống. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ nếu, chính mình có quyền lên tiếng, liền mang theo người hoàng đảo người cùng nhau thoải mái hào phóng vào đi thôi. Làm người không thể vong bản không phải. Hắn đứng ở người hoàng đảo ngoại phương thức cầu kiến, to lớn vang dội thanh âm vang vọng phía chân trời truyền ra đi. Ngay sau đó, liền có đáp lại. Một người lão giả lắc mình từ đảo nội xuất hiện, tới rồi Dương Nghị Vân trước mặt nói, lão hủ người hoàng tọa hạ thiên su gặp qua thần tôn. Dương Nghị Vân nhìn lão giả nhưng thật ra đã sớm từ huyền cùng trong miệng biết được, người hoàng Phục Hy dưới tòa có 7 đại tôn giả, phân biệt lấy bắt đầu thất tinh vì đạo hào, được xưng người hoàng tọa hạ thất tinh tôn giả, các đều là nhất đẳng nhất cường giả. Hôm nay xem như gặp được. Người tới tự xưng thiên su, Dương Nghị Vân chính là biết, hắn chính là thất tinh đứng đầu, hiển nhiên tu vi cùng địa vị hẳn là người hoàng tọa hạ đệ nhất người. Bọn họ 7 người phân biệt là,
Thiên Xu tôn giả, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang bảy đại tôn giả. Dương Nghị Vân trong mắt Thiên Xu tôn giả hơi thở toàn vô, hiển nhiên là nội liếm tới rồi cho đến, nếu không đi nói chắc căn bản là nhìn không ra tới, hắn tu vi đạt tới kiểu gì cảnh giới. Hắn đương nhiên sẽ không đi nói chắc nhân ra, đây là thực không lễ phép. Nhưng nghĩ đến, người hoàng tọa hạ thất tinh tôn giả tất nhiên là đạt tới ít nhất thiên đạo quy tắc cấp bậc. Thiên Xu tôn giả không cần khách khí, ta trước đây ý đồ đến, muốn gặp người hoàng, không biết người hoàng nhưng ở. Dương Nghị Vân trực tiếp mở miệng đảo cũng không vô nghĩa. Số trời tôn giả trả lời, người hoàng đại nhân không ở đảo nội, bất quá người hoàng sớm có chuyện để lại cho thần tôn. Nga, không biết là nói cái gì. Đối với Phục Hy thần hoàng không ở người hoàng đảo điểm này, Dương Nghị Vân đảo cũng không kỳ quái. Phục Hy người hoàng là hợp đạo cường giả, hành sự thần long thấy đầu không thấy đuôi, không ở người hoàng đảo đảo cũng bình thường. Bất quá không nghĩ tới Phục Hy cho hắn đã sớm để lại lời nói. Tựa hồ đã sớm biết hắn muốn tới, nhưng thật ra thực chờ mong hắn có nói cái gì để lại cho chính mình. Chỉ nghe Thiên Xu nói, người hoàng đại nhân nói, chuyến này chúng thần vực thần tôn nhưng tự hành an bài, không cần để ý người hoàng đảo, các loại cơ duyên, nhưng xem thiên ý đó là. Dương Nghị Vân nghe minh bạch, Phục Hy ý tứ này là, hắn không nghĩ làm người hoàng đảo nhân xâm cùng đến đại đạo trong điện đi, hoặc là cũng có thể nói, không muốn cùng thần giới các đại đứng đầu thế lực chi gian có cái gì tranh cãi đi. Bọn họ người hoàng đảo người sẽ độc lập hành động. Như thế dưới tình huống, Dương Nghị Vân đảo cũng không bắt buộc, gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền ở chúng thần vực thấy đi. Đa tạ thần tôn thông cảm, Thiên Xu nói lời cảm tạ một tiếng. Kế tiếp Dương Nghị Vân mang theo người trực tiếp tiến vào nói thành tiến vào đại đạo điện. Đi vào đại điện sau, lại là phát hiện cái toàn bộ đại đạo điện đã có 200-300 hào chi tồn tại. Dựng lên đều là thiên đạo quy tắc cường giả. Đương nhiên thiên đạo quy tắc một vài trọng chiếm đa số. Nhưng cũng không thiếu thiên đạo 4 trọng 5 trọng. Hôm nay đại đạo điện có thể nói hội tụ toàn bộ thần giới các gia đứng đầu cường giả, nhìn qua đều cao tầng dốc toàn bộ lực lượng bộ dáng. Bất quá duy độc lại là thiếu Cơ gia người. Ngay cả tọa trấn đại đạo điện Cơ Nguyên Linh huynh đệ đều không thấy bóng người. Dương Nghị Vân hỏi Huyền Cùng mới biết được, Cơ gia tuyên bố phong sơn. Hắn cười cười không để ý. Thực hiển nhiên Cơ gia lão tổ bị Mầu Thần nương nương cấp bị thương nặng, mấy ngàn danh Cơ gia đệ tử bị hắn chém giết sau, Cơ gia nguyên khí đại thương, yêu cầu tu dưỡng bảo tồn thực lực. Rốt cuộc tiến vào chúng thần vực nguy hiểm không cần nói cũng biết, Cơ gia cách làm xem như chính xác. Đối này hắn cái này người khởi sướng, không hề cảm giác. Vốn dĩ hắn bởi vì tiểu sư tỷ quan hệ, từ lúc bắt đầu liền đối Cơ gia có hảo cảm. Đáng tiếc Cơ người nhà cư nhiên đánh hắn tiểu thế giới chủ ý, đánh sai bản tính rồi. Lần trước không xử lý bọn họ Cơ gia đã là tiểu sư tỷ cầu tình. Thêm vào, thế lực khác lại đều đến đông đủ. Tỷ như đối thủ một mất một còn 33 thiên điện. Không đủ 33 thiên điện lần trước bị hắn chém giết một người thiên đạo quy tắc 4 trọng Hắc Huyên lúc sau, không nghĩ tới lần này đi đầu như cũ là một người thiên đạo quy tắc 4 trọng. Nguyên bản cho rằng 33 thiên điện không có gì cường giả. Không nghĩ tới cư nhiên còn có 4 trọng cường giả, nhưng thật ra làm hắn lau mắt mà nhìn. Đối này Dương Nghị Vân biết chính mình vẫn là coi thường 33 thiên điện, thậm chí là mặt khác thế lực lớn. Lại tỉ như quỷ thần giới cư nhiên xuất hiện một người thiên đạo 5 trọng, mặt khác thiên đạo cũng đều tu vi không thấp 4 trọng 3 trọng đều có, thêm lên 10-20 hào. Còn có Cửu Lê tộc, lại là Cửu Lê tộc thiếu chủ Cửu Lê Huyền Dương dẫn dắt, tiểu tử này là thiên đạo 5 trọng, bên người nhiều là 4 trọng tùy tồn. Thậm chí còn có 2 gã thiên đạo quy tắc 5 trọng tồn tại. Sở hữu thế lực trung Cửu Lê tộc hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất, mặc kệ là cường giả nhân số vẫn là thực lực. Dương Nghị Vân tiến vào đại đạo điện thời điểm, là có thể đủ cảm nhận được Cửu Lê Huyền Dương bất thiện ánh mắt. Hắn đáp lại là một cái xem thường. Thế lực khác đầu mục đều là xuất hiện thiên đạo 5 trọng mang đội tình huống. Dương Nghị Vân nhìn những người này, thật sự là trong lòng ngưng trọng vài phần. Hắn biết chính mình vẫn là coi khinh này đó thần giới đứng đầu thế lực. Hôm nay xuất hiện ở đại đạo điện này đó cường giả, hắn biết tuyệt đối không phải là sở hữu thế lực toàn bộ. Như vậy bọn họ từng người hang ổ đến tột cùng còn có hay không càng cường đại hơn tồn tại đâu. Dương Nghị Vân nghĩ đến là có. Tỷ như Cơ gia có lão tổ đó là hợp đạo. Như vậy thế lực khác trung tỏa trấn cũng tất nhiên có hợp đạo, liền xem có vài tên có bao nhiêu cường. Dù sao hắn biết phải cẩn thận này đó thế lực.
Bên ngoài thượng đắc tội liền có 33 thiên điện cùng quỷ thần giới, hiện tại còn muốn hơn nữa một cái cửu lê tộc. Này tam gia nếu là liên hợp lại, thật đúng là khó đối phó. Vốn dĩ hắn tới phía trước cảm thấy, lần này mang lên vân môn thần cảnh cơ hồ sở hữu cường giả, tất cả đều là thiên đạo quy tắc cấp bậc, cũng đã rất mạnh. Ai biết tiến vào đại đạo điện vừa thấy, một đôi so sau, phát hiện vân môn thần cảnh thế lực chỉ có thể xem như trung tầng mà thôi. Cái này làm cho hắn trong lòng nhiều ít có chút buồn bực. Cũng may hắn đội ngũ chung có tam đại kim cương tồn tại, ở đứng đầu cường giả thượng cũng không có lạc hậu. Theo hắn mang theo vân môn thần cảnh một chúng cường giả tiến vào, tức khắc rất nhiều nói ánh mắt liền dừng ở trên người hắn. Có rất nhiều thế lực cũng không nghĩ tới Dương Nghị Vân dẫn dắt vân môn thần cảnh cư nhiên sẽ có nhiều như vậy thiên đạo quy tắc cường giả tồn tại, đồng dạng kinh ngạc vô cùng. Có kiêng kỵ, có căm hận. Tỷ như 33 điện đầu mục chính là một trong số đó. Bởi vì 33 thiên điện người thấy được Dương Nghị Vân phía sau tam đại thiên đạo năm trọng cường giả cư nhiên là bọn họ 33 thiên điện thiên thánh điện tam đại kim cương, đoạn thân mới vừa cùng âm dương vợ chồng ba người. Năm đó ba người phụng đế tôn chi mệnh tiến đến chu sát Dương Nghị Vân, ai biết đều là một đi không trở lại, còn tưởng rằng bị Dương Nghị Vân cấp chém giết, dù sao thời gian dài như vậy đều mất đi tin tức, ai biết hôm nay này vừa thấy mặt, tức khắc sáng tỏ, tam đại kim cương là đầu nhập vào tới rồi Dương Nghị Vân dưới tòa A. Âm dương kim cương, đoạn kim cương ba vị, các ngươi đầu phục Dương Nghị Vân, 33 thiên điện đầu mục mở to hai mắt nhìn hỏi, vẻ mặt không thể tin tưởng. Đoạn thân mới vừa cùng âm dương kim cương vợ chồng, nhưng này cũng là xấu hổ không thôi, nhưng lại không có biện pháp A, sinh tử đều khống chế ở Dương Nghị Vân trong tay, lúc trước thần phục, bọn họ đã sớm biến mất ở trên đời. Ta chờ cũng là thân bất do kỷ, mà nay đúng vậy chủ nhân là Dương Nghị Vân, lão Diệp đã lâu không thấy. Đoạn thân mới vừa xem như đại biểu ba người trả lời. Nói xong lúc sau đoạn thân mới vừa ở Dương Nghị Vân nhỏ giọng giải thích một câu nói, chủ nhân này kêu Diệp Hàn Băng, chính là thiên thánh điện người, bất quá lại là không vào trụ thiên thánh điện, một lòng cầu đạo, bên ngoài du lịch, tuy là thiên đạo quy tắc bốn trọng tu vi, nhưng lại là tu Hàn Băng nói, hơn nữa tạo nghệ thâm hậu, hắn nếu là Hàn Băng thần công vừa ra, đó là thuộc hạ không dám dễ dàng đụng chạm, không thể coi thường. Dương Nghị Vân nghe xong đoạn thân mới vừa giải thích gật gật đầu, xem như đã biết. Thuận miệng hỏi, 33 thiên điện bên ngoài du lịch tu đạo cường giả rất nhiều sao? Đạo cũng không tính nhiều, khá vậy không ít, càng có hơn 30 người bên ngoài, bọn họ đều một lòng cầu đạo, lần này xem ra bị đế tôn vô thượng triệu hoán đã trở lại. Đoạn thân mới vừa giải thích. Liền ở ngay lúc này Diệp Hàn Băng đến đoạn thân mới vừa nói chuyện sau, như suy tư gì, lại cũng đã minh bạch đoạn thân mới vừa lời nói, đoạn thân mới vừa điểm ra một tiếng chủ nhân, đủ để thuyết minh vấn đề. Thực hiển nhiên ba người xưng hô Dương Nghị Vân là chủ, đó là sinh tử khống chế ở Dương Nghị Vân trong tay, như thế lòng dạ với Dương Nghị Vân đảo cũng không kỳ quái. Như thế, sau này ta chờ đó là địch nhân, ba vị kim cương tự giải quyết cho tốt đi. Diệp Hàn Băng nói một câu sau, liền xoay người sang chỗ khác không cần phải nhiều lời nữa. Trong sân không khí lại cũng ở ngay lúc này trở nên cổ quái lên. Đương nhiên cổ quái chính là, 33 thiên điện tam đại kim cương cư nhiên trở thành Dương Nghị Vân dưới tòa. Cũng làm 33 thiên điện nhân tâm vô cùng cách ứng. Đến nỗi đoạn thân mới vừa ba người lại là trừ bỏ xấu hổ ở ngoài, đảo cũng không có gì, nói đến cùng ba người đều là thiên đạo quy tắc năm trọng tồn tại, cũng không cần để ý những người khác cái nhìn. Thần tôn người đến đông đủ, chúng ta mở ra không gian thông đạo tiến vào chúng thần vực đi. Huyền cùng tuy rằng là đại đạo điện điện chủ, nhưng lại là Dương Nghị Vân sai khiến, tự nhiên muốn hỏi Dương Nghị Vân ý kiến. Ngươi là đại đạo điện điện chủ bực này sự ngươi làm chủ liền hảo, không cần phải xen vào ta. Dương Nghị Vân nói. Huyền cùng gật đầu, ngay sau đó nhìn chung quanh đại điện mọi người nói, chư vị nếu người đều đến đông đủ, vậy mở ra không gian môn hộ tiến vào chúng thần vực đi, có gì dị nghị không? Đại điện chung không ai phản đối. Như thế Huyền cùng trong tay xuất hiện tượng trưng cho đại đạo điện điện chủ thân phận thần bài, trực tiếp ở đại đạo điện thúc giục thần bài. Oanh! Một tiếng nổ vang. Tức khắc Huyền cùng trong tay thần bài bay về phía đại điện chi đỉnh. Ngay sau đó mọi người trên không, mây mù quay cuồng thần quang hiện ra. Một cái thần quang lốc xoáy xuất hiện. Không gian môn hộ đã mở ra. Dương Nghị Vân trong mắt cái này không gian môn hộ lại là tầm thường bất đồng, có cổ xưa khắc văn tồn tại, hơn nữa phi thường phức tạp, hơi thở thượng cũng vô cùng ổn định.
Trong lòng nghĩ bực này không gian môn hộ đích xác không phải sức của một người có thể kiến tạo ra tới, không hổ là đại đạo điện, này đại không gian môn hộ không hề nghi ngờ chính là đại đạo điện sớm nhất một đám thần giới cường giả chế tạo ra. Này cũng thuyết minh, đại đạo điện tầm quan trọng cùng ích lợi. Mặt khác không nói, chỉ cần cái này không gian môn hộ hình thành là có thể làm đại đạo điện khắp nơi thế lực tỉnh đi không ít chuyện cùng thời gian. Nếu là thế lực khác muốn tiến vào chúng thần vực, liền tính là chúng thần vực môn hộ mở ra, cũng không dễ dàng như vậy đi vào. Mà từ đại đạo trong điện cái này đã sớm thành lập hảo trực tiếp thông hướng chúng thần vực không gian môn hộ lại là có thể trực tiếp tiến vào, trực tiếp xuất hiện ở chúng thần vực chung, tỉnh không ít chuyện. Môn hộ mở rộng ra, lại là Cửu Lê tộc người ở Cửu Lê Huyền Dương dẫn dắt hạ trực tiếp một phi mà đi dẫn đầu tiến vào môn hộ, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Ngay sau đó 33 thiên điện, tứ đại ngoại đạo thế lực lục tục tiến vào. Cuối cùng giữa sân dư lại Vân Môn thần cảnh. Dương Nghị Vân mở miệng nói, đi thôi. Đại gia lần lượt bước vào không gian môn hộ chung. Không bao lâu Dương Nghị Vân mở hai mắt, xuất hiện ở một chỗ truyền tống tế đàn thượng. Mà hắn vừa mở mắt đi phát hiện thế lực khác đều không thấy tung tích, bên người chỉ có Vân Môn thần cảnh người. Nhưng là trong tầm mắt lại là một cái thổ hoàng sắc thế giới, vô biên vô hạn bộ dáng, không chung nhìn như là hoàng hôn giống nhau, không có đại ngày liệt dương tồn tại. Đương Huyền cùng cuối cùng một cái sau khi xuất hiện, Dương Nghị Vân mới mở miệng hỏi, cho đại gia nói chúng thần vực đi. Huyền cùng trở thành đại đạo điện điện chủ lúc sau, về chúng thần vực sự, liền tính là hắn không công đạo. Tin tưởng cũng sẽ đi làm bài tập. Quả nhiên Huyền cùng ứng tiếng nói, hồi bẩm thần tôn, chúng thần vực cũng xưng là chúng thần hoàng hôn, chính là khai thiên thời đại các tổ thần linh đại chiến cổ chiến trường, cũng có thể nói chúng thần mộ địa. Nghe đồn suốt một cái thời đại thần giới thần linh đều chết ở nơi này, mà trong đó hợp đạo cường giả, thậm chí là trong truyền thuyết hỗn nguyên thánh đạo thánh nhân đều ngã xuống tại đây. Vạn tộc chi thần linh đại chiến trường, bọn họ ngã xuống lúc sau máu tinh khí nguyên thần từ từ không tiêu tan. Hoàn toàn dung nhập nơi này sơn xuyên con sông, thậm chí là trong không khí. Cũng là bởi vì này làm nơi này một thảo một mộc sinh linh vạn vật đều đã xảy ra dị biến, biến không giống người thường, tẩu thú loài chim bay dị hóa lúc sau thành tựu không gì sánh kịp có thể so với thần thú giống nhau chiến lực, liền tính là tầm thường thần dược cũng đều hóa thành vô thượng chí bảo. Ở chỗ này khắp nơi đều có chí bảo, nhưng tương ứng nơi trốn đều là hiểm địa, cho dù là hợp đạo cường giả tiến vào nơi này đều có ngã xuống khả năng. Mà nơi này đáng sợ nhất chính là dị biến Tu La, chân chính đại khủng bố. Tu La, Dương Nghị Vân nhìn không được đánh gãy Huyền Cùng. Huyền Cùng gật đầu nói, đúng vậy thần tôn, thuộc hạ lật xem đại đạo điện cất chứa điển tịch, về chúng thần vực khai thiên thời đại chúng thần ngã xuống nguyên nhân, tuy rằng ghi lại rất ít, nhưng lại minh xác ghi lại là, cùng Tu La nhất tộc đại chiến, Tu mà Tu La nhất tộc đều không phải là thần giới nhất tộc, ghi lại chung nói là đến từ tam giới ở ngoài chủng tộc. Đến từ U Minh cường đại nhất nhất tàn bạo huyết hóa thân, hắc ám tử vong sợ hãi từ từ hóa thân đó là Tu La ghi lại, không biết cái gì nguyên nhân Tu La nhất tộc xâm nhập thần giới, bùng nổ chưa từng có đại chiến, lấy một cái thời đại chúng thần sinh mệnh vì đại giới đại chiến mới kết thúc xâm nhập thần giới Tu La tộc. Chiến trường đó là chúng thần vực chung, nhân Tu La tộc là huyết hóa thân, cho dù là hủy diệt Tu La thể, nhưng máu xâm nhập bất luận cái gì địa phương, đều đem phát sinh một bên, hóa thành đại khủng bố, như thế dưới tình huống. Có đại thánh người lấy sinh mệnh vì đại giới, hoàn toàn phong ấn chiến trường, như thế mới hình thành chúng thần vực. Từ nay về sau nơi này liền thành thần giới đại cấm địa, hơn nữa không có thiên đạo cảnh giới tu vi, tiến vào này căn bản ngăn cản không được nơi này Tu La huyết khí, không đảm đương nổi nhân Tu La huyết mà huyết hóa ma hóa sinh linh, cho nên mới có quy củ yêu cầu thiên đạo cảnh giới thực lực mới có thể tiến vào. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, một ít thiên phú dị bẩm sinh linh liền tính là tu vi thấp hơn thiên đạo cảnh giới cũng là có thể tiến vào. Tóm lại nơi này tràn ngập đại khủng bố, cũng tràn ngập đại cơ duyên, thánh nhân ngã xuống tinh huyết cũng là thay đổi nơi này một ít thiên địa linh bảo, làm khởi hóa thành thánh đạo bảo vật, biết được đều là đại tạo hóa. Cơ duyên không kém, ở chỗ này có thể nói là tu vi tăng lên nhanh nhất, bình cảnh cũng là có rất lớn cơ hội đột phá, rốt cuộc ra thiên tài địa bảo ở ngoài. Nơi này tự nhiên không thiếu một ít kỳ dị phúc địa, thậm chí là chí cao thần pháp thần thông, thậm chí là thánh nhân chi vật từ từ. Chúng thần vực nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại, chúng ta này đó thế lực tiến vào sau, mặt ngoài đều phải nhất trí đối ngoại, cộng đồng tiến bộ, nhưng trên thực tế, mọi người đều là từng người hành sự, thậm chí là còn muốn phòng bị chặn giết, đến từ người một nhà cướp đoạt giết chóc. Mặt khác căn cứ thuộc hạ hiểu biết,
Các thế lực lớn chung những cái đó lão quái vật cũng tiến vào chúng thần vực, hợp đạo cấp cường giả, chúng thần vực mở ra thời gian quá dài quá dài, những cái đó lão quái vật tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, cho nên chúng ta phải cẩn thận, bất quá cũng không cần quá mức lo lắng, chung quy hợp đạo cường giả muốn thể diện, hơn nữa chúng ta không đi chúng thần vực chỗ sâu trong, hẳn là không có việc gì, những cái đó lão quái vật trở về chúng thần vực chỗ sâu trong đi. Chờ Huyền cùng nói xong, Dương Nghị Vân lại là sắc mặt ngưng trọng lên. Hắn không nghĩ tới các gia thế lực hợp đạo cũng sẽ tiến vào, này với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt a. Kẻ thù quá nhiều, không thể không phòng. Hiện giờ hắn đối thượng hợp đạo cấp bậc còn là không nắm chắc. Đối Dương Nghị Vân tới nói, mặt khác mấy thế lực lớn thả trước không đề cập tới, 33 thiên điện, quỷ thần nói cùng cửu lê tộc tam đại thế lực, tuyệt đối muốn phòng bị. Này tam gia chính là đều có thủ oán, nếu này tam gia hợp đạo tiến vào chúng thần vực, đối hắn làm khó dễ. Đến lúc đó nhưng chính là đại phiền toái. Ở chúng thần vực chung nhưng không có gì quy củ đáng nói. Đại đạo điện quy củ, tuy rằng có không được nội chiến điều ước, nhưng hắn biết cũng liền nghe một chút mà thôi, không thể thật sự liền thua. Còn có nơi này tồn tại Tu La nhất tộc. Dựa theo Huyền cùng nói, đó là đại khủng bố. Ở chỗ này thật đúng là phải cẩn thận nhiều hơn nữa mới là. Một đám người nghe xong cũng đều là sắc mặt ngưng trọng. Dương Nghị Vân mở miệng nói, đại gia cũng đều nghe được, ở chỗ này nguy hiểm trình độ ta liền không ở lắm lời, liền một câu, từng người đã bảo mệnh là chủ, tuy rằng làm đại gia tiến vào chúng thần vực là muốn cho các ngươi tăng lên thực lực, có điều đột phá, nhưng tiền đề là muốn tồn tại, đã chết đã có thể cái gì hy vọng cũng chưa, mặt khác tiểu tâm 33 thiên điện, quỷ thần giới cùng cửu lê tộc, này tam gia đều cùng ta có thủ oán. Ta chờ tuân mệnh, thỉnh thần tôn yên tâm. Hơn nữa Huyền cùng 18 danh thiên đạo quy tắc cùng kêu lên trả lời. Hảo, Huyền cùng nói một chút đi, chúng ta kế tiếp hẳn là đi cái kia phương hướng. Dương Nghị Vân hỏi Huyền cùng. Tiến vào chúng thần vực tự nhiên này đây đạt được thiên tài địa bảo là chủ, tăng lên thực lực là chủ, tin tưởng Huyền cùng làm công khóa. Huyền cùng trả lời, thần tôn toàn bộ chúng thần vực thế giới, có đông tây nam bắc trung năm đại khối địa phương, tứ phương nơi chúng ta có thể đi. Nhưng trung ương nơi căn cứ điển tịch ghi lại chính là thánh nhân sát Tu La Vương địa phương, đại khủng bố nơi, trung ương nơi chúng ta không cần đi liền hảo. Kế tiếp có thể đi vẫn là từ phía bắc bắt đầu đi, tương đối tới nói phía bắc nơi lịch đại chúng thần vực mở ra thời điểm thần giới các thế lực lớn đều là từ phía bắc bắt đầu, cũng chính là chúng ta hiện tại nơi phương hướng, đi phía trước đi đó là máu lâm, bên trong có được không ít thiên tài địa bảo, đương nhiên cũng ít không được nguy hiểm. Chúng thần vực nội thiên tài địa bảo lý luận thượng đối thiên đạo cảnh giới đều là có trợ giúp, đánh giá thế lực khác cũng đi trước máu rừng rậm. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, vậy đi máu rừng rậm đi, đại gia hành động, vừa đi vừa nói chuyện, vô cùng đều tiểu tâm vì thượng. Nhảy xuống tế đàn mọi người về phía trước đi đến. Dương Nghị Vân vừa đi một bên hỏi Huyền đồng đạo, chúng thần vực phương Bắc là máu rừng rậm, kia địa phương khác đâu? Huyền cùng trầm ngâm nói, phía Bắc là huyết thú núi non. Trên cơ bản tất cả đều là bị Tu La máu cảm nhiễm dị biến chi thú, chút nào sẽ không so thần thú kém, càng thêm hung hãn, tràn ngập oán khí cùng lệ khí tồn tại, chỉ có giết chóc, cụ thể là vì bộ dáng gì tồn tại, chỉ có đụng phải mới biết được, dù sao đại đạo điện nhớ thương chung ghi lại chính là vô cùng nguy hiểm, xưng là huyết thú. Phía đông chính là quỷ mị chiến hồn cảnh, theo ghi lại nơi nào mê chướng che trời, bên trong dù đáng chính là Tu La chi hồn cùng chúng thần chiến hồn, càng thêm đáng sợ, không có thật thể. Hàng năm du đáng ở trong đó, giết không chết đánh không tiêu tan, một khi bị quấn lên liền rất khó thoát thân, mê chướng chính là giết chóc oán khí biến thành, đang ở trong đó ấn tượng tâm trí, xâm nhập nguyên thần, bên trong dựng dục ra tới Tu La chiến hồn cũng hoặc là chúng thần chiến hồn đều là không có linh tính cùng ý thức. Như quỷ mị giống nhau hàng năm ở trong sương mù. Phía tây là biển máu, Tu La máu cùng chúng thần máu ngã xuống lúc sau hội tụ ở cùng nhau hình thành biển máu, sát khí tận trời. Biển máu trong vòng dựng dục có một loại hoàn toàn mới sinh linh, cắn nuốt tinh huyết hồn phách, phi thường đáng sợ, hãm sâu trong đó nếu là bị biển máu thần linh quấn lên, 89 phần 10 chính là ngã xuống kết cục. Phía nam xưng là huyết quật, nghe nói Tu La huyết rơi dụng ở phía nam đại địa, ăn mòn đại địa, cuối cùng xuất hiện cục đá, máu ăn mòn cục đá, cung cấp với rèn luyện thật lớn núi non, lúc sau hình thành vô số lớn nhỏ không đồng nhất hang đá động, cũng kêu huyết quật, có một ít dị thú cư trú trong đó. Đến nỗi trung ương nơi, nhưng thật ra không có nhiều ít ghi lại, nhưng cũng tuyệt đối là chúng thần vực lớn nhất khủng bố nơi, bởi vì thánh nhân cùng Tu La Vương chết trận ở nơi nào. Huyền cùng nói xong,
dừng một chút bổ sung nói, mỗi một chỗ có đại nguy hiểm, tương ứng liền có đại cơ duyên, nơi này thần huyết cùng tu la huyết, đồng dạng dựng dưỡng ra vô số kỳ lạ thiên tài địa bảo. Nói chuyện bên trong tầm mắt nhìn lại, chân trời có ẩn ẩn có hồng quang xuất hiện. Dương Nghị Vân phóng nhãn nhìn lại là thấy được mấy ngàn mét ở ngoài, xuất hiện một cái hoành tơ hồng, nhìn không tới biên chiều dài, nhưng là cẩn thận đánh giá thời điểm, lại là phát hiện đó là một mảnh rừng rậm. Hẳn là chính là huyền cùng theo như lời phương Bắc máu lâm. Càng là tới gần phía trước hồng quang liền càng thêm đại lượng, đỏ thắm vô cùng, thật đúng là huyết quang tận trời. Vài phút đại gia tới rồi máu lâm bên cạnh, hết thảy thoạt nhìn thật đúng là như máu dịch nhiễm hồng. Một thảo một mộc, núi đá bùn đất đều như máu dịch sắc, nhìn quỷ dị xâm người. Dương Nghị Vân trong lòng thầm than, thật đúng là thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Nơi này hết thảy hiển nhiên đều là biến dị tồn tại. Trước mắt máu lâm cho hắn cảm giác giống như là một đầu mở miệng hung thú, tùy thời đám người đi vào cắn nuốt. Bọn họ hơn nữa hắn tổng cộng 19 người. Hơn nữa đều là thiên đạo quy tắc tồn tại cường giả, mỗi một cái thiên đạo quy tắc, đặt ở thần giới đều có thể đảm đương nổi một tiếng cường giả. Chính là đối mặt mênh mông vô bờ máu lâm, lại là cảm giác thật sự thực nhỏ bé thực mỏng manh. Còn không có đi vào, liền cảm nhận được vô biên áp lực. Mỗi người đều sắc mặt ngưng trọng. Lần này không cần Dương Nghị Vân nhắc nhở, mọi người đều căng chặt thần kinh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Oanh! Đúng lúc này, máu trong rừng vang lên một tiếng nổ vang, Dương Nghị Vân nhìn lại tựa hồ ở vài trăm thước ở ngoài một đạo huyết quang phóng lên cao, thực lóa mắt. Lúc này huyền cùng nói, thần tôn chúng ta vào đi thôi, thoạt nhìn có dị bảo xuất thế, nghĩ đến là thế lực khác đụng phải, dựa theo đại đạo điện điển tịch ghi lại, mỗi một lần chúng thần vực mở ra sau, tất nhiên cũng sẽ có rất nhiều dị bảo xuất thế. Chúng thần vực dù sao cũng là khai thiên thời đại chúng thần cùng tu la tộc chiến trường. Cái kia thời đại là một cái rộng lớn mạnh mẽ vô cùng huy hoàng thần linh thời đại, cho dù là hợp đạo thánh đạo đều bay đầy trời thời đại, bọn họ ngã xuống, tùy thân chí bảo tự nhiên cũng đều rơi xuống chúng thần vực, là bảo vật liền có linh tính, tổng sẽ không cam tâm vĩnh viễn chôn giấu ở chỗ này, cho nên chúng thần vực mỗi một lần mở ra thời điểm, đều có dị bảo tự chủ xuất thế, đây cũng là đại cơ duyên. Đi, vào xem, vẫn là câu nói kia tiểu tâm vì thượng, trừ bỏ hoàn cảnh mang đến nguy hiểm ở ngoài. Đại gia nhớ lấy tiểu tâm các thế lực lớn người. Dương Nghị Vân công đạo một tiếng, dẫn đầu bước vào máu lâm. Giết người đoạt bảo sự, ở bất luận cái gì thế giới, đều sẽ phát sinh. Đại gia tiến vào chúng thần vực sau, chưa chừng thế lực khác sẽ hạ ám chiêu, đặc biệt là đối địch tam đại thế lực, Dương Nghị Vân trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Thiên đạo cấp bậc ở chỗ này đều sẽ có tùy thời ngã xuống khả năng, hắn không thể không luôn mãi công đạo đại gia. Hắn bên người tích lũy điểm này của cải nhưng không dễ dàng, ngã xuống một cái với hắn mà nói đều là thật lớn tổn thất. Có lẽ nói huyết sắc hoàn cảnh nguyên nhân, do đó ảnh hưởng thị giác cùng trong lòng biến hóa, Dương Nghị Vân tiến vào máu lâm sau, liền cảm giác được chỗ đều huyết khí tận trời, nồng đậm vô cùng. Trong lòng thực không thoải mái, thậm chí có chút nóng nảy. Này thuyết minh không phải ảo giác, mà là nơi này hoàn cảnh thật sự có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh biến hóa. Hắn hít sâu một ngụm. Vận chuyển công pháp, lúc này mới đem trong lòng nóng nảy xua tan, phun ra một ngụm chọc khí, đối mọi người nói, đều bảo thủ hảo tâm thần, nơi này hoàn cảnh có thể ảnh hưởng đạo tâm biến hóa, làm người biến nóng nảy bất an. Mọi người gật đầu trả lời, trên thực tế đều là cao thủ, đều có thể cảm nhận được nơi này hoàn cảnh biến hóa. Bất quá trong đó có mấy người nhìn qua chút nào không đã chịu ảnh hưởng. Tỷ như Đoạn Thân mới vừa cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng. Bọn họ ba người xem như mọi người trung tu vi tối cao, không đã chịu ảnh hưởng đảo cũng bình thường. Còn có chính là Huyền Cùng, hắn là đã sớm nghiên cứu quá chúng thần vực, bù lại quá nơi này hoàn cảnh biến hóa, sớm có chuẩn bị đảo cũng không có việc gì. Làm Dương Nghị Vân kinh ngạc chính là cuối cùng một cái, hùng nữ Hùng Hoan, nàng không có bất luận cái gì biến hóa, ngược lại cảm giác nàng tiến vào nơi này sau có sợi hưng phấn cảm. Dương Nghị Vân ngẫm lại đảo cũng sáng tỏ. Bởi vì Hùng Hoan là tu huyết mạch chi đạo, nàng lực lượng đến từ huyết mạch, không giống những người khác, có nguyên thần pháp lực, ngược lại sẽ ảnh hưởng rất lớn. Dương Nghị Vân cười cười nói, Hùng Hoan lại đây. Nga, tốt. Hùng Hoan cũng như năm đó, vẫn là như vậy đơn thuần, đối Dương mẫu nhân có ỷ lại cảm. Tuy rằng từ đi theo Dương Nghị Vân đi tới thần giới lúc sau, liền rất thiếu ở nhìn thấy Dương Nghị Vân, nhưng cũng không ảnh hưởng Dương Nghị Vân ở trong lòng nàng địa vị. Nhưng nói trở về,
thời gian dài không thấy được Dương Nghị Vân hoặc là nói Dương mẫu nhân không đi xem qua nàng, làm nàng trong lòng vẫn là có điểm mất mát. Thẳng đến lần này chúng thần vực hành trình, nàng mới gặp được Dương Nghị Vân, nhưng lại cùng những người khác giống nhau, cũng không có nhiều thân cận. Giờ phút này Dương Nghị Vân đơn độc kêu nàng thời điểm, Hùng Niềm vui vui sướng, vội vàng tới rồi Dương Nghị Vân bên người. Đơn thuần Hùng Niềm vui nghĩ Vân đại ca không quên nàng. Dương Nghị Vân nhìn như cũng có được vô cùng ngạo nhân dáng người Hùng Hoan, vẫn là nhìn không được trong lòng có như vậy một tia rung động, bất quá nghĩ đến Hùng Hoan sau khi cuồng hóa đáng sợ biến thân, hắn trong đầu về điểm này rung động liền biến mất không còn một mảnh. Đương nhiên hắn cũng minh bạch Hùng Hoan kỳ thật vẫn là cùng năm đó giống nhau tiểu hài tử tâm trí, nàng nội tâm đơn thuần sạch sẽ, Dương mẫu nhân cũng sẽ không đi đối nàng nghĩ nhiều cái gì. Chỉ là có cái suy đoán, Hùng Hoan huyết mạch chi lực có lẽ ở máu lâm sẽ có ưu thế, thậm chí ở chỗ này nàng chịu khả năng sẽ nghênh đón một hồi tạo hóa. Đúng sự thật như thế nói, hắn sẽ giúp nàng. Tiền đề là muốn hiểu biết một chút nàng có phải hay không có cái này cảm giác. Ngươi ở chỗ này sao có cái gì cảm giác? Dương Nghị Vân hỏi Hùng Hoan. Hùng Hoan nghĩ nghĩ nói, không thể nói tới, chính là cảm giác máu lưu động nhanh không ít. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, ám đạo quả nhiên như thế. Liền cười cười nói, đi theo ta bên người, ta chi giác, có lẽ ngươi lại ở chỗ này có cơ duyên, tùy thời cảm thụ ngươi từ huyết mạch chi lực biến hóa, có tình huống liền nói cho ta. Ân, tốt ta nghe Vân đại ca. Hùng Hoan vui vẻ lên. Vân đại ca quan tâm nàng, hắn không quên chính mình. Vân đại ca cái này xưng hô vẫn là năm đó xưng hô, Dương Nghị Vân dưới tòa yêu thần chung, cũng chỉ có Hùng Hoan có cái này đặc thù thủ vinh. Một bên Hùng Du Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười, mang theo đắc ý chi sắc nhìn thoáng qua thần mộc lão tổ, này hai người ở vĩnh hằng thần giới thời điểm, chính là đối đầu, đi theo Dương Nghị Vân lúc sau, như cũ lẫn nhau có phân cao thấp chi tâm. Nhìn nữ nhi Hùng Hoan cùng Dương Nghị Vân chi gian thân mật nói chuyện, Hùng Du Thiên tâm trung cao hứng a, nhìn xem thần tôn đại nhân đối nữ nhi của ta thật tốt, ta lão Hùng địa vị ở thần tôn dưới tòa chính là muốn so các ngươi cao. Hừ, thần mộc lão tổ đối Hùng Du Thiên hừ lạnh một tiếng. Bất quá trong lòng cũng thật là hâm mộ Hùng Du Thiên, có một cái có thể được thần tôn yêu ái nữ nhi. Mặt khác đại yêu thần tự nhiên cũng đều có hâm mộ tâm tư, đáng tiếc a, bọn họ không nữ nhi. Nếu không, là có thể đưa đến thần tôn bên người đi. Bất quá đại gia cũng thấy nhiều không trách, Dương Nghị Vân đối Hùng Hoan thái độ, năm đó ở vĩnh hằng thần giới thời điểm chính là như thế. Hâm mộ không tới. Dương Nghị Vân tự nhiên không biết một chúng đại yêu trong lòng tưởng cái gì, giờ phút này hắn vừa đi một bên cùng Hùng Hoan nói chuyện, dò hỏi nàng ở máu lâm cảm thụ. Cái này địa phương tiến vào lúc sau, hắn liền phát hiện ngăn cách thần thức, căn bản nói chắc không được, chỉ có thể dùng mắt thường đi xem trong tầm mắt hoàn cảnh. Mà Hùng Hoan ở chỗ này lại là có chút cảm giác, Dương Nghị Vân biết sẽ trở thành đại gia trợ lực, tự nhiên phải đối nàng hảo điểm, hỏi nhiều hỏi. Vân đại ca ta cảm giác phía trước có nguy hiểm. Không đi bao lâu, Hùng Hoan liền dừng lại, nhìn chằm chằm phía trước một cây đại thụ nói. Đinh, bảo trì cảnh giới. Dương Nghị Vân không chút do dự kêu đình đội ngũ, hắn tin tưởng Hùng Hoan cảm giác sẽ không sai. Nơi này là máu lâm, Hùng Hoan là tu huyết mạch. Nàng chi giác hoặc là nói thiên phú hẳn là so mọi người đều mãnh liệt. Ngay sau đó hỏi, người cảm nhận được cái gì? Phía trước thụ có nguy hiểm, Hùng Hoan nói. Dương Nghị Vân nghe xong đối bên người Huyền Cùng ý bảo qua đi nhìn xem. Huyền Cùng gật đầu đối với 100 mét ở ngoài đại thụ đánh ra một đạo thần lực qua đi. Ngay sau đó quả nhiên xác minh Hùng Hoan lời nói không sai. Oanh! Một tiếng nặng nề lúc sau. 100 mét ở ngoài như dạng xòe ô giống nhau đại thụ đột nhiên run rẩy lên, lại là có từng giọt huyết phú từ lá cây thượng nổ tung, 30 mét trong vòng trên mặt đất bùn đất phát ra từ từ thanh âm, ngay sau đó một đám hố to xuất hiện. Lúc này đại gia cũng là hít hà một hơi, đều thấy được này cây trên cây nhỏ giọt xuống dưới huyết phú máng xối mà lúc sau mang theo vô cùng cường đại ăn mòn tính, nho nhỏ giọt mưa giống nhau huyết phú thủy có thể trên mặt đất ăn mòn ra một cái 3 mét hố to. Phía trước 30 mét trong vòng đại địa đều đình trệ 3 mét. Tiến vào phía trước đại gia chính là đều xem xét quá, máu lâm bùn đất vô cùng cứng rắn, phi thường đặc thù, cho dù là bọn họ mấy ngày này nói quy tắc cường giả, cũng rất khó đem nơi này đại địa bùn đất đánh ra một cái hố hoặc là một cái khe tới. Nhưng hiện tại xuất hiện một gốc cây quỷ dị huyết thụ, nhỏ giọt giọt mưa, khiến cho đại địa ngạnh sinh sinh trầm xuống 3 mét, hình thành hố to. Có thể tưởng tượng tới.
nếu là này đó máu loãng tích nhỏ giọt ở bọn họ trên người, sẽ có bao nhiêu đáng sợ, liền tính là thần lực ngăn cản, bất tử cũng đến thứ nhất sáng chế. Lúc này mọi người xem hướng Hùng Hoan ánh mắt đều bất đồng. Đội ngũ chung có nhiều như vậy một cái có thể cảm giác máu lâm không biết nguy hiểm hùng nữ ở, là đại gia chi phúc a. Trách không được thần tôn muốn đem Hùng Hoan giao cho bên người, mà đối Hùng Hoan hiểu biết người, cũng mới nhớ tới, Hùng Hoan là tu huyết mạch chi đạo, có lẽ ở máu lâm có thể phát huy ra thiên phú tới, làm đại gia tránh cho rất lớn nguy hiểm. Ở chỗ này tất cả mọi người không dùng được thần thức, tương đương chính là người mù, cũng may hiện tại có Hùng Hoan ở, thật đúng là một cái đại trợ lực. Đại gia ngẫm lại vẫn là thần tôn Dương Nghị Vân anh minh. Sớm liền đem Hùng Hoan hô qua đi, mượn dùng nàng huyết mạch thiên phú. Làm không tồi, kế tiếp đại gia ở chỗ này liền giữ ngươi, nếu là cảm nhận được nguy hiểm liền tránh đi, ngươi tới chỉ mang đội. Dương Nghị Vân khen Hùng Hoan, cũng làm nàng dẫn đường. Tốt Vân đại ca, Hùng Hoan rất cao tâm, rốt cuộc có thể giúp được Vân đại ca. Đích xác nàng dựa vào huyết mạch chi lực, ở chỗ này có thể phát huy ra những người khác không có nhạy bén, có thể cảm nhận được nguy hiểm tồn tại. Kế tiếp từ Hùng Hoan dẫn đường, quả nhiên tránh đi nhiều chỗ hoàn cảnh thượng hiểm địa. Bọn họ mục tiêu như cũ là hướng về phía trước nhìn đến kia một đạo tận trời huyết quang nơi mà đi, dựa theo huyền cùng cách nói, là cái gì dị bảo xuất thế. Dương Nghị Vân nghĩ đến qua đi nhìn xem cũng là tốt, có dị bảo xuất thế, có duyên giả đến chi sao. Vạn nhất nếu là đối địch thế lực đâu. Kia hắn liền không ngại cắm một tay. Dương mẫu nhân ở đối đãi địch nhân phương diện vẫn là thực phúc hắc. Đoàn người ở Hùng Hoan dẫn dắt hạ thực mau liền đến mục đích địa. Cách liền nghe được tiếng đánh nhau. Dương Nghị Vân vừa thấy tức khắc vui vẻ. Cư nhiên thật đúng là đối địch thế lực, chính là 33 thiên điện người. Đến nỗi bảo vật, còn chưa tới, chỉ là có thể nhìn đến huyết quang chói mắt sáng lên, thấy không rõ là cái gì. Cũng không biết là cái gì bảo vật. Dương Nghị Vân nói thầm. Huyền cùng thò qua tới nói, thần tôn chúng ta muốn hay không qua đi. Tạm thời không cần, liền ở một bên xem diễn lại nói, bất quá nếu đối phương là 33 thiên điện người, vậy không cần khách khí, nếu là có cơ hội có thể trích quả đào, liền không cần khách khí. Dương Nghị Vân ý bảo mọi người lưu tại chỗ nhìn, có thể tìm được cơ hội liền xông lên đi đoạt lấy bảo. Dù sao 33 thiên điện là đối địch thế lực, không có bất luận cái gì ngượng ngùng, ngược lại có thể xả giận. Nếu là đổi thành thế lực khác, khả năng hắn còn muốn suy xét một chút muốn hay không đắc tội vấn đề, 33 thiên điện đó là không chút do dự đoạt. Đều là không thể hóa giải chết thù. Còn có làm đại gia lưu ý, bên kia huyết quang trong vòng rốt cuộc là cái gì bảo vật, hiện tại thoạt nhìn còn không có hoàn toàn xuất thế, cũng không cần mù quáng ra tay, vạn nhất là cái gì hố đã có thể không hảo. Dương Nghị Vân lại dặn dò một câu. Hảo, ta phân phó đi xuống. Huyền cùng lĩnh mệnh cùng truyền Dương Nghị Vân nói. Giờ phút này giữa sân, khoảng cách bọn họ hơn 200 mễ nơi, 33 thiên điện người sở đánh nhau đối tượng, Dương Nghị Vân rốt cuộc thấy rõ ràng, lại không phải người, mà là từng cây thụ nhân. Xem ngoại hình cùng người có chút tương tự, thùng nước thô tráng, 3 mét rất cao, toàn thân huyết sắc, có xúc tua, đỉnh đầu cùng hệ rễ đều là từng điều huyết đằng, huy động chi gian lại cũng là huyết quang đại tác phẩm. Cách thật xa Dương Nghị Vân bọn người có thể cảm nhận được cường đại huyết khí. Nếu nhưng từ huyết khí thượng phán đoán, huyết thụ nhân thực lực đều đạt tới thiên đạo quy tắc cấp bậc, dựng lên vừa xuất hiện chính là hơn 20 cây. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng cũng là âm thầm líu lưỡi. Ám đạo, máu lâm quả nhiên không giống bình thường a. Tùy tiện ra tới một đám thụ yêu là có thể cùng thần linh thiên đạo quy tắc so sánh với, nhìn qua cùng 33 thiên điện những người đó đánh túi bụi. Khí thế thượng cư nhiên còn áp chế 33 thiên điện người. Nếu không phải 33 thiên điện dẫn đầu Diệp Hàn Băng tu vi cao, hơn nữa Hàn Băng chi lực cường đại, tựa hồ đối huyết thụ nhân có khắc chế, sợ là 33 thiên điện người đều phải bại trận. Đương nhiên nói đến cùng, này đó huyết thụ nhân là biến dị sinh vật, không có thần linh linh tính, là dị hóa yêu vật, phản ứng các phương diện tự nhiên là nhược điểm, tuy rằng cũng cường thế, nhưng chung quy so không được 33 thiên điện này đó thần linh. Hắn là trong lòng thật sự thực ngạc nhiên, thật sự là thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Đối chúng thần vực nhận thức lại thượng một cái bậc thang, nơi này hết thảy sợ là đều đã tự xưng hệ thống. Nói là kêu chúng thần vực, chính là lại là một phương phi thường khổng lồ cùng củng cố vô cùng thế giới, vạn vật sinh linh thậm chí là thiên địa quy tắc lực lượng này đó đều thành cùng thần giới hoàn toàn bất đồng hệ thống. Như vậy thế giới đối bọn họ tới nói chính là hoàn toàn mới thế giới.
Đối này, hắn ở kinh ngạc đồng thời, vẫn là có như vậy một chút ẩn ẩn chờ mong. Càng là thế giới chưa biết, liền càng là tràn ngập thật lớn cơ duyên, đây là hắn một đường đi tới tâm đắc thể hội. Trong lòng nghĩ, nói không chừng hắn hợp đạo chi cảnh mục đích muốn ở chỗ này hoàn thành. Hắn chờ mong còn có một nguyên nhân là, thỏ gia cũng ở chúng thần vực chung, phải biết rằng thỏ gia chính là đem Điêu Nhi cùng Tiểu Phượng Hoàng chúng nó một đại thần thú dị thú đều mang vào được chúng thần vực chung, còn có Thu Nhi cũng ở chỗ này đều đi theo thỏ gia tới rồi chúng thần vực. Tính thời gian thỏ ra bọn họ đã tiến vào chúng thần vực mấy vạn năm lâu, Dương Nghị Vân là thật đại chờ mong cùng bọn họ ở chỗ này gặp mặt. Mặt khác lần trước đi ra ngoài tìm bọn nhỏ cùng sư huynh bọn họ, trong đó hắn còn muốn tìm võ thần cùng cung chủ sư nương, còn có Lam Tâm Tiên Vương, còn có kết bái đại ca Lục Nhĩ Mi Hầu, Hoa Sen Đen từ từ những người này. Tuy rằng bởi vì bị thương nguyên nhân không có thời gian tìm, chính là cũng căn bản liền không có bất luận cái gì tin tức, lão nhân cũng đi ra ngoài tìm kiếm. Đến nay cũng chưa tin tức, cái này làm cho hắn trong lòng có suy đoán, có thể hay không các nàng liền ở chúng thần vực chung. Bởi vì Dương Nghị Vân cũng phái ra vân môn thần cảnh đệ tử đi đi tìm, chính là không có bất luận cái gì tin tức, thần giới tuy đại, nhưng có thể hoạt động địa phương tỉ như nói một ít trọng điểm địa phương, đều không có, vậy chỉ có thể thuyết minh, không hề thần giới, rất có khả năng là đi như chúng thần vực bực này thần cảnh bên trong. Chưa chừng còn liền ở chỗ này. Chúng thần vực chính là thần giới lớn nhất thần vực, tràn ngập nguy hiểm tràn ngập cơ duyên thần cảnh thế giới. Đương nhiên chúng thần vực lại nói tiếp mỗi một lần mở ra đều là có thời gian, nhưng thế gian không có tuyệt đối việc, tiến vào chúng thần vực tự nhiên sẽ có mặt khác thông đạo hoặc là biện pháp, tỉ như thỏ ra chính là trong đó một cái, sớm tại hắn đi vĩnh hằng thần giới thời điểm, thỏ ra liền mang theo Tiểu Phượng Hoàng bọn họ đi chúng thần vực, này thuyết minh thỏ ra nắm giữ tiến vào chúng thần vực bí mật. Thỏ ra có thể tiến chúng thần vực. Chưa chừng những người khác cũng có thể. Hiện tại Dương Nghị Vân chính là có điểm mong đợi. Đương nhiên hắn cũng có lo lắng chính là Huyền Cùng nói qua, thần giới đứng đầu thế lực hợp đạo có lẽ cũng tiến vào chúng thần vực, những cái đó chính thật sự lão quái vật, đều không có cùng bọn họ đồng hành, nếu bọn họ thật sự tiến vào nói, tự nhiên cũng là khống chế tiến vào chúng thần vực mặt khác bí pháp thông đạo. Hắn thật đúng là lo lắng ở chúng thần vực gặp phải đối địch thế lực hợp đạo cường giả. Đến lúc đó thật đúng là vấn đề khó khăn không nhỏ. Từ ở cơ gia cùng cơ gia lão tổ một trận chiến lúc sau, hắn liền biết lấy chính mình hiện tại thực lực tu vi đối thượng hợp đạo cường giả, đó là một chút nắm chắc đều không có. Cho nên nói hắn mặt ngoài phong khinh vân đạm, kỳ thật nội tâm là tràn ngập lo lắng, nghĩ cần thiết muốn vào mau tăng lên thực lực mới được, ít nhất phải có thể nghênh chiến hợp đạo một tầng thực lực, phải có tự bảo vệ mình chi lực mới được. Bên người mang theo một chúng thiên đạo quy tắc thủ hạ. Đây là hắn sở hữu của cải, nhưng không hy vọng tổn thất chẳng sợ một người. Trong lòng nghĩ mấy vấn đề này thời điểm, Huyền Cùng đi mà quay lại, thần tôn tất cả đều công đạo đi xuống, mọi người đều tùy thời mà động, sẽ không có vấn đề. Ân Dương Nghị Vân gật đầu ngay sau đó nhìn nơi xa 33 thiên điện người cùng những cái đó huyết thụ nhân chém giết, liền hỏi Huyền Đồng đạo, này máu lâm nhưng không riêng có những cái đó huyết thụ nhân đi. Nhưng còn có mặt khác biến dị sinh linh tồn tại. Huyền Cùng mở miệng nói, thần tôn ta nhớ rõ đại đạo điện điển tịch chung về máu lâm ghi lại sinh vật, này đó huyết thụ nhân kêu, tu la thụ yêu, là tu la máu cảm nhiễm dị hóa hóa thành hình người, không có linh trí, chỉ có hung hãn giết chóc, nếu như bị nhánh cây đụng tới cắn nuốt tinh huyết thần hồn, phi thường quái dị. Nhưng tu la thụ không phải máu lâm duy nhất sinh linh, còn có rất nhiều, có thể nói như thế, nơi này là vạn vật đồng hóa dị biến thế giới, bất luận cái gì quỷ dị sinh linh đều là có khả năng tồn tại. Tu la thụ nhân, xem như tương đối điển hình tồn tại, đúng rồi, tu la thụ tâm chính là bảo vật, có thể từ giữa lấy ra đến khí chi lực. Khí chi lực, Dương Nghị Vân một trận kinh ngạc. Về khí lực lượng cách nói, hắn cũng là biết không lâu, vẫn là ở ngày đó cùng Ngọc Lả Lướt tìm được đại sư huynh thời điểm, ở Long Quy đồng tử dưới sự trợ giúp, mở ra Long Quy nhất tộc tế đàn phong ấn, được đến Hắc Ám Quy Tắc Phù sau, từ Hắc Ám Quy Tắc Phù chung biết được khí chi lực cái này cách nói. Nói cách khác, giống nhau thiên đạo, hoặc là nói tu vi không đến thiên đạo quy tắc năm trọng là sẽ không biết khí chi lực, nhưng Huyền ở trung nhiên biết, nhưng thật ra làm hắn kinh ngạc. Khí là quy tắc chi nhất, là hết thảy lực lượng khởi nguyên. Quy tắc viên mãn lúc sau, hoặc là nói đem quy tắc chi lực tu luyện hiểu được đến cho đến chính là khí chi lực lượng, xem như thần giới mạnh nhất lực lượng. Hắn tuy rằng năm đại quy tắc hiểu được viên mãn, nhưng là tu vi còn không có năm đại quy tắc đồng bộ. Không có tu luyện đến thiên đạo quy tắc năm trọng đại viên mãn nông nỗi,
bởi vậy cũng không có đem trong cơ thể thần lực chuyển hóa thành khí. Mà tiến vào hợp đạo một cái tiền đề điều kiện đó là, trong cơ thể thần lực hóa khí, đó là tu vi bước vào hợp đạo bước đầu tiêu chuẩn. Bởi vậy có thể thấy được khí chi lực chân quý. Không nghĩ tới Huyền ở trung niên nói tu la thụ nhân thụ trong lòng có thể tinh luyện ra khí chi lực, này đã có thể không giống hưởng ứng. Trong tay hắn có một quả hắc ám quy tắc phù, thúc dục lúc sau có vô tận hắc ám lực cắn nuốt, này bản chất chính là hắc ám quy tắc phù nội có khí chi lực nguyên nhân. Như thế nhưng thật ra có thể tranh thượng một tranh. Chỉ nghe Huyền cùng nói, đúng vậy, là đại đạo điện điển tịch ghi lại, trước kia ta cũng không biết này đó, nếu không phải trở thành đại đạo điện điện chủ, ta cũng nhìn không tới những cái đó điển tịch ghi lại. Ít nhiều thần tôn, về tu la thụ nhân thụ tâm trong vòng nhưng lấy ra khí chi lực chính là điển tịch ghi lại, nhưng cũng không phải mỗi một gốc cây đều có, lịch đại đại đạo điện thành viên tiến vào chúng thần vực sau, có thể hoặc là ra tới, liền sẽ đem chúng thần vực chung nhìn thấy nghe thấy ghi lại xuống dưới, lấy cung kẻ tới sau tham khảo. Về tu la thụ nhân ghi lại chính là như thế, dù sao cũng không phải mỗi một gốc cây tu la thụ nhân trong cơ thể đều có khí chi lực, lại còn có muốn thông qua tinh luyện mới có thể biết được, nhưng cũng khó có thể trách. Tu la thụ tâm bản thân chính là luyện đan chi dược, không đề cập tới lấy khí chi lực, cũng có thể dùng để luyện đan, thụ tâm chính là tu la người quen một thân khí huyết tinh hoa nơi, luyện chế tôi thể loại thần đan nãi thượng thừa chi vật, thứ này mang đi ra ngoài ở nói thành giao dịch đại hội thượng. Một viên thụ tâm giá trị thượng vạn thượng phẩm thần thạch, rất là không tồi. Dương Nghị Vân nghe Huyền cùng nói xong, đôi mắt cũng sáng lên, ngẫm lại sau nói cho đại gia, chờ một lát nghe ta mệnh lệnh hành sự, nếu có khả năng chu sát tu la thụ nhân, thu hoạch thụ tâm. Dựa theo Huyền cùng nói này đó tu la người quen đã có thể bảo bối a. Bọn họ tới chúng thần vực chính là tầm bảo, bản chất tới nói muốn đột phá tu vi tăng lên thực lực, trừ bỏ dựa tự thân tu luyện nỗ lực ở ngoài. Mượn dùng thiên tài địa bảo tăng lên tu vi ắt không thể thiếu. Cho nên nói, Dương Nghị Vân quan niệm chính là thấy bảo liền thu. Hắn có cả gia đình muốn nuôi sống, toàn bộ vân môn thần cảnh hơn 40 vạn người, hắn tiếp thu lúc sau một lần nữa làm càn khôn thần điện xuất hiện ở thần giới thế lực tầm nhìn, đáy thượng kỳ thật rất mỏng, căn bản không có biện pháp cùng những cái đó nhãn hiệu lâu đời thần giới thế lực so sánh với. Những cái đó cổ xưa truyền thừa thế lực sở dĩ đáy hậu, đơn giản chính là quanh năm suốt tháng tu luyện tài nguyên tích lũy. Mà tu luyện tài nguyên đó là thiên tài địa bảo tích lũy. Cho nên nói Dương mẫu nhân tới rồi chúng thần vực sau, không thiếu được phải đi trước kia đường sư tử, cướp đoạt thiên tài địa bảo, hơn nữa là nhạn quá rút mau cái loại này. Cấp bên người thủ hạ công đạo đi xuống, từ giờ trở đi liền cho bọn hắn giáo huấn loại này quan niệm. Tích tiểu thành đại, tích lũy lên lúc sau, tự nhiên chính là của cải. Nói nữa, hắn cũng là luyện đan sư không phải. Siêu tập tu la thụ tâm lúc sau, có thể cho đại gia luyện chế thần đan sao? Dương Nghị Vân một bên cùng Huyền cùng nói chuyện, nhưng đôi mắt lại trước sau chăm chú vào kia huyết quang phía trên, hắn biết này đó tu la thụ yêu bảo hộ cùng 33 thiên điện người dành mới là chân chính bảo vật. Phía trước huyết quang phóng lên cao, đó là dị bảo xuất thế thiên địa dị tượng. Nhưng phàm là có thể hình thành thiên địa dị tượng bảo vật, tuyệt đối là không giống bình thường bảo vật. Hắn trong lòng thực chờ mong. Đáng tiếc ở 33 thiên điện người cùng tu la thụ yêu người không xa địa phương, như cũ là huyết quang chói mắt tình huống, đường kính đều có mười mấy mét, căn bản thấy không rõ kia huyết quang trong vòng chính là cái dạng gì bảo vật. Hắn nhìn thoáng qua bên người Hùng niềm vui chung vừa động hỏi, Hoan Hoan khả năng cảm nhận được kia huyết quang trong vòng là vật gì. Kỳ thật hắn cũng không báo cái gì hy vọng, rốt cuộc Hùng Hoan ở chỗ này có chỉ là cảm ứng, chưa chắc chính là vạn năng. Ta cảm giác tựa hồ cũng là một gốc cây thụ, nhưng là đều có quả vị hơi thở, mặt khác cảm thụ không đến. Hùng Hoan lại là buột miệng thốt ra. Dương Nghị Vân trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới Hùng Hoan còn có thể thật cảm nhận được. Thụ cùng quả vị, Hùng Hoan cô nương nhưng có bao nhiêu đại nắm chắc, lúc này Huyền cùng sau khi nghe được hỏi. Hẳn là không sai được, ta có thể cảm giác tuy rằng mơ hồ, nhưng có thể xác định là thụ, trên cây có quả. Lần này Hùng Hoan ngữ khí kiên định vài phần. Chẳng lẽ là, tu la quả, Huyền cùng ngữ khí có chút kích động. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, như thế nào tu la quả? Huyền cùng mở miệng nói, thần tôn ở đại đạo điện điển tịch chung đối máu lâm bảo vật chung tối cao ghi lại đó là tu la quả, tu la tộc tu la cũng là phân cấp bậc, cấp thấp tu la xưng là tu la người, trung cấp xưng là tu la chiến sĩ, cao giai xưng là tu la đại tướng, ở thượng còn lại là tu la đại soái, rồi sau đó là tu la vương.
Tu La tộc cùng chúng ta thần linh bất đồng, bọn họ thấp nhất cơ bản Tu La người đều có thể so với chúng ta thần giới thiên thần, một người Tu La chiến sĩ đều có thể sánh vai thần vương thần đế, lấy này loại suy càng là thượng càng cao. Mà điển tịch chung từng có ghi lại nói, chúng thần vực máu lâm chết trận trăm vạn Tu La người cùng Tu La chiến sĩ, thần tộc trăm vạn thần linh, như thế máu chảy thành sông, hình thành yêu dị máu lâm, trăm vạn Tu La cùng trăm vạn thần tộc máu hội tụ dựng dục ra Tu La thần thụ. Tu La thần thụ trăm vạn năm nở hoa kết quả mới thành thục, dựng lên Tu La thần thụ cũng không phải cố định ở đầy đất, là có thể hoạt động, tầm thường dưới tình huống căn bản không thấy được sẽ không ra tới, chỉ có ở Tu La quả thành thục thời điểm, mới có thể xuất hiện. Tu La thần thụ kết quả chín chi thụ, xưng Tu La quả, một viên Tu La quả dùng nhưng làm thiên đạo cảnh giới sơ cấp, bước vào thiên đạo quy tắc giai đoạn, có phá bình cảnh chi công hiệu vô cùng a. Cho dù là thiên đạo quy tắc dùng cũng muốn tăng trưởng một cái tiểu cảnh giới, thần tôn nếu là hùng hoan cô nương cảm giác không sai, huyết quang trong vòng 8-9 phần 10 sợ là Tu La thần thụ, chúng ta vận khí không kém, vừa tới liền có thể gặp phải Tu La quả, đây chính là tạo hóa. Huyền cùng vô cùng kích động nói. Sợ là không dễ dàng a, ta đều cảm giác nói ở chúng ta đối diện liền có tam bát cùng chúng ta giống nhau ảnh cất giấu đâu. Hùng hoan ánh mắt nhìn về phía nơi xa nói. Đối này Dương Nghị Vân Đảo cũng không ngoài ý muốn, bọn họ có thể tùy thời mà động, tự nhiên thế lực khác cũng không ngu ngốc. Không sao, ngươi nhìn chằm chằm khẩn huyết quang trong vòng biến hóa, kia huyết quang đánh giá nếu là bảo vật xuất thế phòng ngự chi lực, hoặc là nói là Tu La quả thành thục phía trước tự mình bảo hộ. Một khi Tu La quả, chân chính thành thục một viên, so sánh với sẽ tan đi, ngươi nhưng nhìn chằm chằm khẩn, đến lúc đó chúng ta trước tiên tiến lên sửa gấp La quả. Dương Nghị Vân hai tròng mắt tỏa ánh sáng dặn dò Hùng Hoan, dựa theo Huyền Cùng cùng Hùng Hoan lời nói, hắn cho rằng huyết quang trong vòng tất nhiên chính là Tu La thần thụ, có thể đối thiên đạo cấp bậc hữu hiệu Tu La quả, hắn cần thiết tranh đoạt. Dương Nghị Vân thực may mắn, ở nói thành đại đạo điện hành trình. Tranh đoạt tới rồi làm vân môn thần cảnh ở đại đạo điện một vị trí nhỏ, hơn nữa trở thành đại đạo điện điện chủ ghế. Nếu không nói Huyền Cùng cũng căn bản nhìn không tới đại đạo điện điển tịch, cũng liền không biết chúng thần vực chung sự tình. Hiện tại thoạt nhìn, không riêng gì bọn họ một cổ thế lực chuẩn bị tùy thời mà động, mặt khác ít nhất có ba cổ thế lực cũng ẩn núp ở bốn phía chuẩn bị cướp đoạt Tu La quả. Ít nhất Hùng Hoan cảm giác tới rồi có tam bát người tồn tại. Nói cách khác, hiện trường hơn nữa bọn họ. Tùy thời mà động có bốn sóng thế lực. Mà giữa sân 33 thiên điện người ở cùng Tu La thụ yêu chém giết, chờ trích quả đào nhưng có bốn cổ thế lực. Này còn chỉ là đã biết. Hôm nay tiến vào chúng thần vực chính là có suốt 15 gia thế lực, nếu xem như người hoàng đảo nói, ước chừng 16 gia, ai biết còn có hay không mặt khác. Bảo vật xuất thế, chính là chân chính lang nhiều thịt thiếu cục diện. Dương Nghị Vân ngoài miệng tuy rằng chưa nói ra tới, nhưng tâm lý biết. Lần này chuẩn bị cướp đoạt Tu La quả, sợ sẽ là một hồi cực kỳ thảm thiết chiến đấu. Không nghĩ tới tiến vào chúng thần vực trận đầu chiến đấu liền sẽ là như thế cực đoan. Cái này hình ảnh Dương Nghị Vân đều ở trong óc đã tưởng tượng tới rồi. Hắn trải qua cùng loại như vậy đoạt bảo đại chiến thực sự không ít, đảo cũng có chút kinh nghiệm. Trong đầu nhanh chóng vận chuyển, hắn nếu muốn một cái biện pháp, làm chính mình thế lực làm được ích lợi lớn nhất, tổn thất nhỏ nhất vì đại giới mới được. Ở chỗ này đừng nhìn các gia đều là thiên đạo quy tắc cấp bậc cường giả, tùy tiện một nhà thế lực ra tới, ít nhất đều là mười mấy hơn 20 người, nhưng chân chính có chém giết thời điểm, mọi người đều là không sai biệt nhiều thế lực dưới tình huống, cho dù là thiên đạo quy tắc cường giả ngã xuống cũng thực mau. Bực này dưới tình huống, hắn là không thể không cẩn thận. Vân môn thần cảnh của cải nhưng không thể so những cái đó nhãn hiệu lâu đời thế lực, chịu không nổi lăn lộn. Hắn hảo muốn bảo tồn thực lực. Tương lai chờ cùng 33 thiên điện quyết ý thắng bại đâu. Khổng lồ 33 thiên điện, tồn tại thời gian lâu lắm, cao thủ vô số, liền tính là bị hắn giết rất nhiều thiên đạo cấp bậc, nhưng kia đều là bãi ở bên ngoài người. Huyền Cùng đều nói qua, 33 thiên điện còn có rất nhiều cường giả lưu lạc bên ngoài du lịch. Lần này mang đội Diệp Hàn Băng chính là một trong số đó, cũng là điển hình ví dụ. Cho nên hắn không nghĩ biện pháp tận lực bảo tồn chính mình thế lực. Cũng không thể ở khai cục liền tổn thất nhân thủ. Vân đại ca huyết quang ảm đạm. Đúng lúc này Hùng Hoan nói chuyện. Dương Nghị Vân nhìn lại quả nhiên huyết quang không có vừa rồi sáng, chiếu xạ phạm vi rút nhỏ một vòng, còn ở lấy mắt thường thấy được tốc độ co rút lại, này thuyết minh Tu La quả sắp thành thục. Tới không vội nghĩ ra một cái hoàn mỹ biện pháp, nghĩ Dương Nghị Vân xoay người đối phía sau mọi người nói, đợi chút huyết quang tan đi,
đó là Tu La Quả thành thục hết sức, âm thầm tùy thời mà động nhưng không riêng gì chúng ta, mà Tu La Quả có 9 viên nhiều, cho nên chúng ta vẫn là có cơ hội. Nhưng là, bảo vật tuy rằng quan trọng, nhưng đại gia an toàn theo ý ta tới càng trọng, cũng cho nên đợi lát nữa cướp đoạt Tu La Quả, an toàn đệ nhất, mặt khác vì an toàn khởi kiến, ở hỗn loạn cục diện hạ, đại gia ba người một tổ phân công hành sự, cũng hoặc là từng người vì chiến, một khi đắc thủ, nhanh chóng lui lại, vạn chớ có ham chiến, bên người người phụ trợ hỗ trợ, ngàn vạn không cần lòng tham, nếu có thể đắc thủ một viên nửa viên đó là tốt nhất bất quá, nhưng nếu sự không thể vì, quyết đoán từ bỏ. Tiểu tâm thế lực khác người trong lúc hỗn loạn hạ độc thủ, nhưng đều minh bạch sao? Ta chờ minh bạch, thỉnh chủ nhân yên tâm. Những người này chung hơn phân nửa là hắn từ Vĩnh Hằng thần giới mang đến, có chút thói quen kêu hắn chủ nhân, có chút còn lại là kêu thần tôn, bất quá Dương Nghị Vân đối này đó nhưng thật ra không thèm để ý, tùy ý chi liền hảo. Đại gia như thế nào thoải mái như thế nào tới liền hảo. Vân đại ca huyết quang không đủ nửa thước hùng hoan vẫn luôn ở chú ý. Dương Nghị Vân vừa thấy đến lúc đó thấy, bực này trước đó xuống tay vì cường. Hành động! Dương Nghị Vân ra lệnh một tiếng. Ngay sau đó hắn bên người mười mấy danh thiên đạo quy tắc cấp bậc cường giả, vèo 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 hóa thành từng đạo thần quang nhằm phía hơn trăm mễ ở ngoài Tu La Quả nơi mà đi. Giờ phút này giữa sân 33 thiên điện người cùng Tu La Thụ Yêu chính là chiến đấu tiến vào gai cấn, hai bên đánh túi bụi. Đúng lúc này Dương Nghị Vân mang theo thủ hạ vọt lại đây. Vô sỉ! Trước hết nhìn đến chính là Diệp Hàn Băng, đương hắn nhìn đến số lẻ Dương Nghị Vân sau, tức khắc liền minh bạch là tới trích quả đào. Mắng một tiếng vô sỉ, đôi tay lưỡng đạo hàn khí chạm vào đại đi ra ngoài, tức khắc đem hai cây Tu La Thụ Yêu cấp đóng băng lên, xoay người giành trước một bước trực tiếp tiến vào Tu La Thần Thụ nơi ở. Răng rắc! Bị Diệp Hàn Băng đóng băng trụ hai cây Tu La Thụ Yêu, bên ngoài thân Hàn Băng răng rắc sát vỡ ra, căn bản là đóng băng không được hai tức thời gian. Đồng thời Dương Nghị Vân bay vọt mà đến, nhưng lúc này hai cây thụ yêu huyết quang đại tác phẩm, từng điều nhánh cây đối với Dương Nghị Vân trừ lại đây. Hừ! Dương Nghị Vân một tiếng hừ lạnh, trực tiếp thúc giục bảy màu long lân mà ra. Phốc 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 phốc! Từng tiếng nặng nề vang lên, bảy màu long lân chớp động như tàn ảnh, bẻ gãy nghiền nát chặt đứt đối với hắn quất đánh mà đến huyết cây mây. Giống giống giống! Lại là Tu La thụ yêu ăn đau phát ra gầm nhẹ thanh. Này đó Tu La thụ yêu nhưng không có gì tâm trí, bọn họ hiển nhiên là bảo hộ Tu La thần thụ hoặc là nói bảo hộ Tu La quả, một khi có người tới gần tất nhiên chính là vô khác nhau công kích. Diệp Hàn Băng trung quy đang ở giữa sân, nhìn đến Dương Nghị Vân mang theo người cuốn vào mà đến, nảy sinh ác độc dưới đóng băng hai cây Tu La thụ yêu, vừa vặn Dương Nghị Vân tiến tràng, đem thù hận chuyển tiếp tới rồi Dương Nghị Vân trên người. Nhưng Dương mẫu nhân bảy màu long lân vừa ra, này đó thụ yêu có thể kháng cự không được hắn. Ngay lập tức chi gian chặt đứt huyết đằng, nhảy mà qua, trực tiếp vọt vào trung tâm mảnh đất. Cũng liền ở hắn tiến vào Tu La thần thụ nơi ở thời điểm, mặt khác mấy cái phương hướng, cùng thời gian có ba đạo nhân ảnh cũng vọt tiến vào. Hắn trong nháy mắt liền nhận ra tới, có quỷ thần giới trung sát, cửu lê tộc thiếu chủ cửu lê huyền dương, còn có một người thân xuyên thần nông thị hầu hạ, không phải ngày đó ở đại đạo điện gặp qua thần nông thị đại biểu, mà là một người thiên đạo năm trọng cường giả. Quả nhiên này đó đều không phải tỉnh đèn dầu a. Đều chờ bóp thời gian ở Tu La quả thành thục một khắc động thủ. Giờ phút này phía sau nơi hắn vân môn thần cảnh người cùng 33 thiên điện người đều cuốn vào Tu La thần thụ trong chiến đấu. Đương nhiên bọn họ tương đối là lại chuẩn bị, xông qua tới thoát thân thực mau, hắn đến lúc đó không lo lắng. Hắn xông vào Tu La thần thụ phát ra huyết quang trong vòng sau, cuối cùng huyết quang chiếu rọi biến mất. Trong tầm mắt thấy được một gốc cây cao nguyệt hơn 30 mễ, đường kính có nửa thước cổ thụ, thấy được mặt trên quả nhiên có 9 viên đỏ như máu thần quả, lấp lánh sáng lên, hơn nữa tản ra từng đợt thấm tâm nhập phổi quả mùi hương. Nhưng cùng thời gian, Tu La thần thụ bốn phía xuất hiện, hắn, 33 thiên điện Diệp Hàn Băng, cửu lê tộc thiếu chủ, quỷ thần điện trung sát cùng với thần nông thị cường giả, năm đại cường giả phân bộ ở Tu La thần thụ bốn phía. Dương Nghị Vân vốn dĩ muốn xông lên đi trích Tu La quả. Nhưng lại nhìn đến những người khác đều đứng không nhúc nhích, hắn cảm giác sự có kỳ quặc, liền cũng ngừng lại. Năm người quay chung quanh Tu La thần thụ mà đứng, một cái đánh giá một cái. Trường hợp ngược lại có chút quỷ dị. Dương Nghị Vân không biết bọn họ vì cái gì Tu La quả ở trước mắt lại muốn dừng lại, đảo cũng không nóng nảy, tất nhiên có cái gì nguy hiểm tồn tại, nếu không cái thứ nhất vọt vào tới Diệp Hàn Băng đã sớm động thủ.
đến lúc đó muốn nhìn này những lão gia hỏa có cái gì kiêng kỵ. Huyết quang tan đi, thực rõ ràng tu la quả thành thục, nhưng những người này vào tới tu la thần thụ trước sau, lại là cũng chưa sốt ruột động thủ cướp đoạt tu la quả, ngược lại đều ngừng lại. Không thể không nói không hợp với lẽ thường, rất là quỷ dị. Này những lão gia hỏa có thể ở trước tiên vọt vào tới, nhưng lại cũng chưa động thủ, chắc là nhìn ra cái gì. Giờ phút này bọn họ 5 người lẫn nhau đánh giá. Có Tam gia cùng Dương Nghị Vân đối địch. 33 thiên điện, quỷ thần giới, cửu lê tộc. Dư lại một nhà thần nông thị, Dương Nghị Vân không đánh quá giao tế, năm đó ở đại đạo điện so đấu cũng không có cùng thần nông thị người ra tay, lại nói tiếp không có thù hận. Đương nhiên hôm nay thần nông thị đại biểu lại không phải đại đạo điện người nọ, chính là một người thiên đạo quy tắc năm trọng tồn tại. Giữa sân người chỉ có 33 thiên điện Diệp Hàn Băng cùng quỷ thần giới chung rất là thiên đạo quy tắc 4 trọng, mặt khác hai cái 5 trọng, đương nhiên Dương Mỗ Nhân chính mình là tam trọng, thoạt nhìn là tu vi cảnh giới yếu nhất một cái. Nhưng ở đây mấy người ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm, nhưng đều là tràn ngập cảnh giác, không ai đem hắn coi như là một cái thiên đạo quy tắc tam trọng đối đãi. Không có biện pháp, Dương Mỗ Nhân năm đó ở đại đạo điện nháy mắt hạ gục thiên đạo 4 trọng sự, nhưng đều là truyền tới các thế lực lớn, tưởng không chú ý hắn đều khó. Ba đạo sát ý vần quanh trong người. Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt, quả nhiên tam gia đối địch thế lực sẽ làm khó dễ với hắn. Không đủ hắn cũng không cái gọi là. Căng chết bọn họ cũng chính là thiên đạo 5 trọng, dựng lên trong đó hai cái vẫn là 4 trọng, chỉ có cửu lê tộc thiếu chủ cửu lê huyền dương chính là thiên đạo 5 trọng tu vi. Nói thật hắn thật đúng là không bỏ ở trong mắt. Nếu thần nông thị cường giả không ra tay, chỉ bằng bọn họ ba cái, thật đúng là ở trong tay hắn nhảy không đứng dậy. Mắt thấy huyết quang phát ra tu la quả liền ở trước mắt, năm người các chiếm cứ một cái phương vị, quay chung quanh ở tu la thần thụ 4 phía, một đám lại là ở đề phòng. Dương Nghị Vân thấy bọn họ cũng không động thủ, liền đem ánh mắt chuyển rời đến tu la thần thụ thượng nhìn lại. Đánh giá một vòng. Hắn cũng không phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Nhưng càng là như thế, liền càng là khả nghi. Có thể làm này mấy cái lão gia hỏa có điều kiêng kỵ, tất nhiên không giống bình thường. Dù sao các ngươi không nóng nảy, ta cũng không nóng nảy. Tu la thần thụ thượng 9 viên tu la quả, hắn cũng không tham, có thể được 1-2 viên đã đủ rồi. Chờ đó là, liền ở cái này là, hắn phía sau một đạo thần quang mà đến. Đúng là huyền cùng. Dương Nghị Vân vội vàng nhắc nhở nói, huyền cùng trước đừng qua đi. Huyền cùng cũng vội vàng dừng lại, tới rồi Dương Nghị Vân bên người, thần tôn như thế nào bất động. Ngươi không thấy được kia mấy người cũng chưa động sao, ta hỏi ngươi đại đạo điện điển tịch chung nhưng ghi lại tu la thần thụ có cái gì nguy hiểm. Dương Nghị Vân hỏi huyền cùng. Huyền cùng lắc đầu nói, không có, ta biết đến liền những cái đó. Hiện tại xem ra, chúng ta vẫn là đáy mỏng. Dù sao cũng là lần đầu tiên tiến đến chúng thần vực, rất nhiều đồ vật cũng không biết, mà thế lực khác tới chúng thần vực tuyệt đối không ngừng một lần, tất nhiên biết một ít không có ghi lại bí ẩn, chớ sốt ruột nhìn kỹ hãng nói, bọn họ bất động, chúng ta cũng bất động. Dương Nghị Vân dặn dò nói. Nói chuyện chi gian vân môn thần cảnh những người khác cũng đều lần lượt tiến vào tới rồi tu la thần thụ phạm vi, đứng ở Dương Nghị Vân phía sau. Đồng thời thế lực khác người cũng lần lượt mà đến. Đương nhiên 33 thiên điện người tổn thất một ít. Này còn ở vân môn thần cảnh những người này cùng thế lực khác người vọt vào tu la thụ yêu công vòng sau, bất đắc dĩ đại gia tuyệt đối liên thủ đối kháng tu la thụ yêu, lại là đem thụ yêu đều chém giết sạch sẽ. Bất quá nơi này cũng có chảm thụ yêu đến thụ tâm trong lòng tồn tại. Rốt cuộc mọi người đều biết tu la thụ yêu thụ tâm nhưng cũng là thứ tốt. Thần tôn chúng ta người không tổn thất, chỉ có thoán thiên hầu bị điểm thương không ảnh hưởng toàn cục. Đạt được 4 viên thụ yêu chi tâm. Thần Mộc lão tổ lại đây hồi báo. Thực hảo, làm đại gia đề cao cảnh giác chờ, tu la thần thụ nơi này sợ là có cái gì chúng ta không biết nguy hiểm, xem mặt khác mấy nhà thế lực làm sao bây giờ, chúng ta tùy thời mà động đó là. Dương Nghị Vân dặn dò. Không một hồi mà năm thế lực lớn người đều tụ tập ở tu la thần thụ chung quanh. Dương Nghị Vân hỏi Hùng Hoan nói, Hoan Hoan có từng cảm nhận được cái gì sao? Hùng Hoan từ lại đây liền nhìn chằm chằm tu la thần thụ, nghe được Dương Nghị Vân hỏi chuyện sau, suy tư nói, này cây tu la thần thụ cho ta rất nguy hiểm hơi thở, mặt khác cảm thụ không đến. Dương Nghị Vân gật gật đầu, cái này sáng tỏ, mặt khác mấy nhà người bất động nguyên nhân, có lẽ đã sớm biết nguy hiểm nhất chính là tu la thần thụ. Quả nhiên là có vấn đề.
trách không được không ai cái thứ nhất xông lên đi. Hiện tại cục diện, sợ là mọi người đều đang đợi, chờ ai làm chim đầu đàn, hắn cơ hồ đều có thể đoán được, nếu ai làm chim đầu đàn, tất nhiên sẽ thừa nhận tu la thần thụ công kích, hơn nữa là hấp dẫn hỏa lực cái loại này. Nguy hiểm nhất đó là tu la thần thụ. Nhìn trên cây treo 9 viên huyết sắc tu la quả, Dương Nghị Vân trong lòng thầm than, thật đúng là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại vẽ hình người. Muốn đạt được tu la quả tất nhiên muốn trả giá nhất định đại giới. Mấu chốt là bọn họ không biết, đến tột cùng này cây tu la thần thụ có cái dạng nào khủng bố chờ bọn họ. Mặt khác mấy nhà thế lực hiển nhiên là biết đến, nhưng là thoạt nhìn sẽ không nói cho hắn. Liên tính là Hùng Hoan cũng chỉ có thể cảm giác đến tu la thần thụ có đại nguy hiểm, nhưng lại cảm giác không đến đến tột cùng sẽ có cái dạng nào nguy hiểm tồn tại. Không có biện pháp chỉ có thể chờ. Dù sao những người khác không nóng nảy, hắn cũng không nóng nảy. Cũng nói cho thủ hạ người, tất cả đều đừng nhúc nhích, chờ xem lại nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Như cũ không có người động. Giữa sân lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh chung. Năm gia thế lực người thêm lên hơn trăm chi đếm, nhưng lại là không có người ta nói lời nói, càng không có người hành động. Đại gia khoảng cách tu la thần thụ 30 mét ở ngoài, từng người vẫn duy trì mấy chục mét khoảng cách. Rốt cuộc có người mở miệng. Chư vị đạo huynh, ta xem đại gia phân công hợp tác một phen đi, thời gian chậm trễ nữa đi xuống, chờ tu la quả chính mình biến mất, đại gia chính là giỏ che múc nước công dã tràng, để lại cho chúng ta thời gian chỉ có nửa canh giờ. Không biết chư vị ý hạ như thế nào. Mở miệng lại là thần nông thị vị nào thiên đạo năm trọng cường giả. Hắn ánh mắt nhất nhất đảo qua ở đây bốn gia dẫn đầu người. Ha ha, ta đến lúc đó không sao cả, liền sợ có người không muốn. Lại là quỷ thần giới trung sát mang theo trào phúng chi ý nói chuyện, ánh mắt cố ý vô tình nhìn về phía Dương Nghị Vân. Ta cũng là tán đồng, rốt cuộc thời gian đã qua, tu la quả tự động biến mất, đại gia ai cũng không chỗ tốt. Cũng không biết có chút người có nguyện ý hay không. Cửu Lê tộc thiếu Cửu Lê Huyền Dương cũng mở miệng. Ta 33 thiên điện cũng không thành vấn đề, nhưng có một số người, ta nhưng không tín nhiệm. Diệp Hàn Băng nói chuyện trực tiếp ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt xem ra này tam gia, theo sau nhìn về phía thần nông thị cường giả nói, còn không biết huynh như thế nào xưng hô. Tại hạ thần nông Càng Minh, Dương thần tôn có lễ. Thần nông thị cường giả thần nông Càng Minh nhưng thật ra đối Dương Nghị Vân thực khách khí, tự nhiên cũng hiểu biết một ít Dương Nghị Vân chi tiết. Hắn xem như nhìn ra tới, giữa sân tam gia cũng trong lòng sốt ruột, nhưng đối Dương Nghị Vân là không yên tâm, đối địch quan hệ hạ, mặt khác Dương Nghị Vân cũng sẽ không tin mặc cho bọn hắn tam gia. Đây cũng là hắn thần nông Càng Minh mở miệng nguyên nhân, tổng không thể ở như vậy rằng co đi xuống, đến lúc đó tu la quả thành thục sau thời gian vừa đến, nếu là không hái. Biến trở về tự động dung nhập tu la thần thụ chung trở thành chất dinh dưỡng, như thế ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Thần nông thị cùng Dương Nghị Vân nhà không có gì mâu thuẫn, cái này người hòa giải chỉ có thể hắn tới làm, đây cũng là mấy người chi gian ăn ý, thân là thiên đạo quy tắc cấp bậc cường giả, điểm này thế cục vẫn là có thể thấy rõ. Chỉ có hợp tác mới là vương đạo. Tiếp được liền xem Dương Nghị Vân cái gì thái độ. Dương Nghị Vân nghe hiểu thần nông Càng Minh là có ý tứ gì. Tuy rằng tạm thời còn không biết hắn kiêng kỵ cụ thể, nhưng lại là nghe ra tới, tu la quả là có thời gian hạn chế, vượt qua thời gian liền sẽ tự chủ bị tu la thần thụ hấp thu rớt. Như thế đại gia ai cũng không chiếm được. Cho nên muốn hợp tác mới được. Nhưng là hợp tác đi, năm thế lực lớn, hắn vân môn thần cảnh lại là cùng mặt khác tam gia có ân oán, chỉ có thần nông thị xem như không ân oán, còn có thể bảo trì trung lập. Như vậy tưởng tượng, Dương Nghị Vân liền muốn hỏi một chút rõ ràng mới được. Như thế nào có thể tạm thời hợp tác, hắn cũng là tưởng được đến tu la quả. Nhưng nếu là không được, đại gia một phách hai tán, ta phải không đến các ngươi ai cũng đừng nghĩ. Còn thỉnh đạo huynh nói rõ, nếu là có thể, ta tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Dương Nghị Vân nhìn đối phương nói. Thần nông Càng Minh vừa nghe Dương Nghị Vân nói chuyện liền biết trò chơi, tức khắc sắc mặt vui vẻ giải thích nói, là như thế này, này tu la quả thành thục có thời gian hạn chế. Từ thành thục sau bắt đầu liền một canh giờ thời gian, chúng ta hiện tại thời gian còn lại cũng liền một nửa cái canh giờ, nếu là ở nửa canh giờ trong vòng không thu lấy tu la quả, như vậy tu la quả sẽ bị tu la thần thụ tự chủ hấp thu rớt. Cho nên chúng ta muốn ở nửa canh giờ trong vòng nghĩ cách thu tu la quả, nhưng có cái tiền đề là, này tu la thần thụ không phải là nhỏ, một khi ra tay liền sẽ công kích,
tu la thần thụ bản chất là cùng ngoại giới những cái đó tu la thụ yêu hoặc là kêu thụ nhân là nhất thể. Những cái đó thụ yêu đều chỉ có thể xem như tu la thần thụ tách ra tới đồ tử đồ tôn mà thôi, những cái đó thụ yêu đều có thể so với thiên đạo quy tắc cấp bậc, tu la thần thụ nguy hiểm liền có thể nghĩ, muốn tới gần khó khăn cực đại, bất quá, tu la thần nói lợi hại nhất không phải những cái đó huyết thụ chi đằng, chỉ cần là huyết đằng nói chúng ta vẫn là có thể ứng đối. Tu la thần thụ nguy hiểm nhất chính là, có thể phóng xuất ra thụ hồn tới, bất quá tu la thần thụ thụ hồn chính là có tu la, ma tính, thực sự khó đối phó. Yêu cầu chúng ta bên trong một phương đi kiềm chế, những người khác ứng phó huyết đằng dành tu la quả mới được. Chờ thần nông càng nói rõ xong, Dương Nghị Vân chỉ là gật gật đầu, không tỏ thái độ. Dương thần tôn nhưng có ý kiến gì? Thần nông càng minh nhịn không được hỏi ra tới. Bổn tọa đều nói xong, người không nói lời nào có ý tứ gì? Thời gian một phút một giây ở sói mòn, thần nông càng minh trong lòng sốt ruột a. Đương nhiên mặt khác ba vị cũng sốt ruột. Chỉ là ngại với cùng Dương Nghị Vân chi gian có ân oán khó mà nói ra tới. Dương Nghị Vân muốn chính là cái này hiệu quả, làm cho bọn họ trong lòng sốt ruột mới hảo nói điều kiện. Hơi hơi một chút, vẫn là này mấy cái ra hỏa, cuối cùng ánh mắt đặt ở thần nông Càng Minh trên người chậm rãi mở miệng nói, trên cơ bản ta là không thành vấn đề. Thần nông Càng Minh nghe Dương Nghị Vân sau âm kéo lão trường, ngược lại nhíu mày, hắn trong lòng nghĩ, tiểu tử này quả nhiên xảo trá. Vừa rồi hắn nhìn như nói dành tu la quả biện pháp, chính là mấu chốt nhất trung tâm, ích lợi lại là không có nói. Giờ phút này xem ra Dương Nghị Vân đầu óc phi thường rõ ràng, muốn lừa gạt hắn sợ là không dễ dàng, trên mặt còn lại là làm bộ cao hứng bộ dáng, mở miệng nói, nếu Dương thần tôn đồng ý vậy không còn gì tốt hơn. Thần nông Càng Minh nói chưa nói xong, đã bị Dương Nghị Vân đánh gãy, đạo huynh a, ta nhưng chưa nói xong đâu, có một cái nhất trung tâm vấn đề, cái này muốn nói rõ ràng. Dương Nghị Vân thanh âm kéo trường nheo lại đôi mắt nói, chúng ta hiện tại chính là có 5 thế lực lớn, tu la quả tổng cộng 9 viên ngài còn thỉnh đạo huynh báo cho như thế nào phân. Còn có, ta với bọn họ tam gia đều có ân oán, như thế nào có thể bảo đảm công bằng vấn đề, này đó nói rõ ràng chúng ta mới có thể hợp tác không phải sao. Càng Minh huynh hà tất cùng hắn vô nghĩa, hắn nếu không làm, chúng ta 4 gia liên thủ đó là, hắn không yên tâm chúng ta còn không yên tâm hắn đâu. Giờ phút này nói chuyện chính là Cửu Lê tộc thiếu chủ Cửu Lê Huyền Dương. Dương Nghị Vân há có thể không biết Cửu Lê Huyền Dương là sắp tới đem hắn hoặc là nói thử hắn. Ha ha cười nói, ta nếu tới, há có thể tay không mà hồi. Nếu là hôm nay ta phải không đến tu la quá, những người khác cũng mơ tưởng. Ngươi, chư vị thời gian không nhiều lắm, đều đừng cãi cọ, nếu là bỏ lỡ thời gian, mọi người đều không chiếm được. Thần nông Càng Minh đánh gãy tranh chấp. Theo sau nhìn về phía Dương Nghị Vân nói, Dương thần tôn lời nói thật là, đích xác ích lợi phân bồi muốn nói rõ ràng, làm được công bằng mới là. Hắn nói xong vẫn là 4 phía, dừng một chút tiếp tục nói, chư vị không bằng như vậy đi, ai nếu là đi kiềm chế tu la thụ hồn, vậy đến 3 viên tu la quả, như thế dư lại 6 viên, 4 gia phân, 2 nhà các 1 viên, mặt khác 2 nhà các 2 viên, bất quá lại muốn đi kiềm chế huyết đằng công kích. Mà đến 1 viên 2 nhà cũng đừng chê ít. Có thể không cần đi kiềm chế huyết đằng chủ lực, phụ trách thu tu la quả. Đến nỗi lẫn nhau chi gian tín nhiệm vấn đề, đại gia phát hạ đại đạo huyết thể đi, như thế chư vị cảm nhận được đến hành. Nghe xong thần nông Càng Minh nói, Dương Nghị Vân ngẫm lại nhưng thật ra có thể, tương đương là ai xuất lực nhiều, ai có thể lực cường đại ai lên mặt đầu, có 2 nhà các đến 1 viên, phụ trách thu tu la quả, tuy rằng thiếu, nhưng lại là trên cơ bản nhất không có nguy hiểm, đến nỗi tín nhiệm vấn đề, đại đạo huyết thể. Đó là tốt nhất bất quá, ai cũng không tin ai, nhưng đại đạo huyết thể dưới, không có người dám không tuân thủ, nếu không liền sẽ tao trời phạt, này cũng không phải là đùa giỡn. Kế tiếp liền xem ai đi, xung phong, ai không muốn đi mạo hiểm vấn đề. Hảo, ta đồng ý, Dương Nghị Vân tỏ thái độ. Chúng ta cũng không ý kiến. Mặt khác tam gia cũng đồng ý. Một khi đã như vậy, kia chư vị ai nguyện ý đi xung phong, kiềm chế tu la thụ hồn đâu. Đến 3 viên tu la quả, thần nông Càng Minh vấn đề. Ta lựa chọn thu tu la quả đi, ta 33 thiên điện phía trước tổn thất nhân thủ. Diệp Hàn Băng cái thứ nhất nói chính mình lựa chọn. Diệp Hàn Băng lựa chọn đảo cũng bình thường, đích xác ở phía trước là bọn họ 33 thiên điện người cùng bên ngoài tu la thụ nhân chiến đấu, tổn thất vài danh thiên đạo, chỉnh thể thế lực đã bị hao tổn, không dám ở tổn thất nhân thủ, lúc này mới vừa đến chúng thần vực mà thôi, mặt sau còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm chờ.
có thể một viên hắn Diệp Hàn Băng cũng biết đủ, rốt cuộc xem như xuất lực nhẹ nhàng nhất sống. Ta quỷ thần giới cũng lựa chọn thu nhiệm vụ đi trung sát đại biểu quỷ thần giới tỏ thái độ, hắn lựa chọn thoạt nhìn cũng tựa hồ không có gì vấn đề, bởi vì hắn cũng là thiên đạo quy tắc bốn trọng tu vi, bực này sự muốn dựa thực lực. Hảo, dư lại liền hai lựa chọn. Hoặc là lựa chọn kiềm chế tu la thần thụ huyết đăng, đạt được hai viên tu la quả, hoặc là liền lựa chọn đi kiềm chế tu la thụ hồn, đạt được đầu to ba viên tu la quả. Dương thần tôn ngươi lựa chọn đâu? Thần nông càng minh hỏi. Dương Nghị Vân tự nhiên cũng sẽ không đi đương coi tiền như rác, hắn vừa rồi nghĩ tới lấy thực lực của hắn ổn thỏa một chút đi kiềm chế huyết đăng hẳn là vấn đề không lớn, lại nói kiềm chế huyết đăng có hai nhà đâu. Đến hai viên tu la quả, cũng là hắn trong lòng suy nghĩ. Tự nhiên sẽ không đi lựa chọn kiềm chế thụ hồn, tuy rằng có thể được đầu to, rất nguy hiểm hệ số lại là rất cao. Vừa muốn nói lựa chọn kiềm chế huyết đăng thời điểm, trong tai lại vang lên hùng hoan truyền âm, tức khắc làm hắn sửng sốt, rồi sau đó Dương Nghị Vân nhìn thần nông Càng Minh mở miệng nói ta lựa chọn đi kiềm chế thụ hồn. Thần tôn tam tư, Huyền Cùng nghe tức khắc nóng nảy, tuy rằng đi kiềm chế thụ hồn có thể có ba viên tu la quả, chính là ai đều biết tu la thần thụ thụ hồn tuyệt đối là đại nguy hiểm. Nếu không ngay từ đầu này mấy nhà sẽ không động thủ. Dương Nghị Vân một mở miệng liền dọa Huyền Cùng cú sốc. Nếu là lựa chọn đi kiềm chế thụ hồn, đến lúc đó tất nhiên sẽ tổn thất rất lớn, Càn Khôn Thần Điện một lần nữa xuất hiện ở thần giới sân khấu thượng, thật vất vả tích góp như vậy điểm của cải. Nếu là Dương Nghị Vân lựa chọn đi kiềm chế thụ hồn, đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tuyệt đối sẽ tổn thất bên người mấy ngày này nói quy tắc đại yêu, này cũng không phải là sáng suốt lựa chọn a. Mà cùng Dương Nghị Vân đối địch tam gia nghe được Dương Nghị Vân lời này, tức khắc trong lòng đều nhạc nở hoa. Tiểu tử này không biết trời cao đất rộng a, ha ha, tâm sự kết cục đại giới rất lớn. Ở đây mấy nhà thế lực chung, liền Dương Nghị Vân là lần đầu tiên tiến vào chúng thần vực, còn không biết chúng thần vực chung đáng sợ. Xa không nói, liền nói tu la thần thụ thụ hồn, bọn họ những người này nhưng đều là ở thượng một lần chúng thần vực mở ra thời điểm đã tới cũng kiến thức quá. Thiên đạo quy tắc năm trọng tồn tại, đều ở tu la thụ hồn thượng ngã xuống tam tôn. Dương Nghị Vân cái này lựa chọn, chính là bọn họ phi thường hy vọng nhìn đến. Vốn dĩ lần này tính toán xung phong hẳn là thần nông thị hoặc là cửu lê tộc, này hai nhà thế lực cường đại, cũng từng có kinh nghiệm, Dương Nghị Vân lựa chọn ở bọn họ xem ra cũng chỉ có thể là đi cùng một nhà khác kiềm chế tu la thần thụ huyết đằng, ai biết tiểu tử này cư nhiên đi lựa chọn kiềm chế thụ hồn, thật đúng là đại đại hảo a. Lúc này ngay cả thần nông Càng Minh đều là sửng sốt nói, Dương thần tôn này cũng không phải là nói giỡn, người nếu muốn hảo mới là. Thần nông Càng Minh vẫn là nhắc nhở một câu. Càng Minh đạo huynh, nếu nhân ra Dương thần tôn như thế lựa chọn chúng ta đây nên tôn trọng mới là, thời gian cũng không nhiều lắm, dư lại kiềm chế huyết đằng nhiệm vụ cũng chỉ có thể là ngươi thần nông thì cùng cửu lê tộc, như thế đại gia phát hạ đại đạo huyết thể sau bắt đầu đi, chậm một chút nữa nhưng cái gì cũng chưa. Quỷ thần giới trung sát vội vàng thúc giục. Hắn chính là nhất hy vọng nhìn đến Dương Nghị Vân làm ra cái này lựa chọn người. Đúng vậy, chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Cửu Lê Huyền Dương cũng phụ họa lên, hắn đối với Dương Nghị Vân chính là hận nhất người. Lần trước ở cơ gia đoạt đi rồi hắn thích cơ tím hà, thật sự là trong lòng hận chết Dương Nghị Vân. Ước gì Dương Nghị Vân lựa chọn đi kiềm chế thụ hồn. Dương Nghị Vân đem mấy người thần sắc đều xem ở trong mắt, lại há có thể không biết bọn họ trong lòng suy nghĩ. Nói thật làm ra quyết định hắn trong lòng cũng là không đế, chính là nhìn đến Hùng Hoan kiên định ánh mắt, hắn lựa chọn tin Hùng Hoan. Liền bởi vì Hùng Hoan vừa rồi cho hắn truyền âm một câu. Nhìn về phía Huyền Đồng Đạo, yên tâm trong lòng ta tự do quyết đoán, sẽ không có việc gì. Rồi sau đó nhìn thần nông Càng Minh nói, Càng Minh đạo huynh ta nghĩ kỹ rồi, liền đi kiềm chế thụ hồn, chúng ta bắt đầu đi. Hắn đối thần nông Càng Minh có một ít hảo cảm. Có thể cảm nhận được thần nông Càng Minh là ở vì hắn lo lắng. Nhưng hắn nếu làm ra quyết định, tự nhiên sẽ vô cùng kiên định, sẽ không sửa đổi. Kia, nếu như thế, chúng ta năm người thể đi thần nông Càng Minh có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Dương Nghị Vân thực lực thật sự cường đại tới rồi vô địch nông nỗi, như thế có tự tin. Hắn cũng là hảo tâm nhắc nhở một câu, nếu hắn không sửa đổi, vậy không có gì hảo thuyết, thời gian cũng không cho phép bọn họ lại kéo xuống đi. Kế tiếp năm quá độ hạ đại đạo huyết thề. Như thế đến lúc đó đạt được tu la quả, liền sẽ không có người phản bội, không có băn khoăn. Lời thề hoàn thành, chuẩn bị động thủ. Huyền ngang nhau người cũng đã chuẩn bị tốt sinh tử một trận chiến.
Kỳ thật bọn họ cũng không rõ Dương Nghị Vân vì cái gì một hai phải lựa chọn đi kiềm chế thụ hồn. Này trong đó nguy hiểm không cần nói cũng biết. Nhưng là Dương Nghị Vân nếu làm ra quyết định, cho dù là núi đao biển lửa, bọn họ cũng là muốn đuổi kịp. Bất quá đúng lúc này, Dương Nghị Vân lại là nói ra một câu. Hùng Hoan, Lão Đoạn, Âm Dương Kim Cương tuy ta đi kiềm chế tu la thụ hồn có thể, những người khác nghe theo Huyền Đồng điệu độ, bên ngoài tiếp ứng, cũng đừng làm cho hắn chui chỗ trống. Thần tôn không thể a, tu la thụ hồn nguy hiểm ngài so sánh với cũng có thể đoán được, làm chúng ta toàn bộ thượng đi huyền cùng đại kinh thất sắc, Dương Nghị Vân cái này mệnh lệnh hắn là có điểm không thể tiếp thu. Mặt khác bốn gia thế lực đi đầu người đều là xuất chúng toàn bộ xuất kích, Dương Nghị Vân tuy rằng điểm tam đại kim cương đem, nhưng ở hắn xem ra cũng là phi thường mạo hiểm. Phi thăng nhất tộc thật vất vả ra đời tân thần tôn vô thượng, hắn nhưng không hy vọng Dương Nghị Vân có việc. Ha ha, yên tâm đi. Ta biết ngươi lo lắng, nhưng là ta tự do mưu hoa, an tâm ở bên cạnh nhìn, chúng ta đi lên sau, ngươi cho ta nhìn chằm chằm khẩn kia mấy nhà người, kỳ thật nhiệm vụ của ngươi cũng không nhẹ, liền như vậy làm đi. Dương Nghị Vân không cho Huyền Cùng mở miệng cơ hội, trực tiếp dùng tới mệnh lệnh ngữ khí. Là thuộc hạ tuân mệnh, thấy Dương Nghị Vân tâm ý đã quyết, Huyền Cùng tự nhiên không dám nói cái gì nữa, chỉ có thể lĩnh mệnh. Mà Dương Nghị Vân còn lại là mang theo Đoạn Thân mới vừa cùng Âm Dương Kim Cương hơn nữa một cái Hùng Hoan hướng về Tu La Thần Hồn mà đi. Dựa theo thần nông càng minh cách nói, tới gần thần thụ 10 mét phạm vi, Tu La Thần Thụ liền sẽ công kích. Năm thế lực lớn đạt thành nhất trí, cùng nhau hành động. Trừ bỏ Dương Nghị Vân mang ít người ở ngoài, thế lực khác đều là khuynh tấn toàn lực. Đương nhiên Dương Nghị Vân thủ hạ có tam đại thiên đạo quy tắc năm trọng cường giả, đây cũng là đại ưu thế. Bất quá tu la thụ hồn chính là có thể xử lý năm trọng, này đó bọn họ cũng đều biết, ở thụ hồn trước mặt cũng không chiếm ưu thế. Kỳ thật mặt khác mấy nhà người cũng đều muốn biết, Dương Nghị Vân đến tột cùng có là tự tin, cư nhiên dám đi độc tài kiềm chế thụ hồn nhiệm vụ. Chẳng lẽ liền dựa tam đại thiên đạo quy tắc năm trọng cường giả? Như thế vẫn là không đủ. Liền có nắm chắc, kỳ thật Dương Nghị Vân chính mình đều không xác định. Bởi vì phía trước Hùng Hoan truyền âm là... Vân đại ca ta cảm giác được, tu la thần thụ trong vòng đích xác có thụ hồn, hơn nữa ta. Ta có loại muốn ăn rất thụ hồn xúc động, thụ hồn tựa hồ cũng cảm giác tới rồi ta tồn tại, nó giống như có đất a sợ ta. Cho nên Dương Nghị Vân làm ra quyết định. Lúc này hướng về tu la thần thụ đi đến thời điểm, Dương Nghị Vân vẫn là truyền âm lại xác định nói, Hoan Hoan ngươi quả thực có chi giác tu la thụ hồn sợ hãi ngươi. Vân đại ca là thật sự, ta cũng cảm giác ta có thể áp chế tu la thụ hồn. Hùng Hoan đã trả lời Dương Nghị Vân rất nhiều lần này thực xác định. Hảo, chờ một lát liền xem ngươi Dương Nghị Vân truyền âm nói. Nguyên nhân chính là vì có Hùng Hoan lời này tồn tại, Dương Nghị Vân mới vô dụng làm Huyền Cùng bọn hắn gia nhập tiến vào, dựa theo Hùng Hoan ý tứ, kỳ thật nàng một cái liền đủ đối phó tu la thụ hồn, nhưng Dương Nghị Vân chung quy không yên tâm, làm tam đại kim cương cùng lại đây, để ngừa vạn nhất. Lúc này cửu lê tộc người cùng thần nông thị người. Dẫn đầu đối tu la thần hồn phát động công kích, dựa theo kế hoạch bọn họ hai đại thế lực phụ trách kiềm chế tu la thần hồn huyết đăng. Đến lúc đó bước thứ hai, thụ hồn sẽ ra tới, chính là Dương Nghị Vân lên sân khấu ra tay thời điểm, đệ tam, còn lại là trước hai quan kiềm chế thành công sau, 33 thiên điện cùng quỷ thần giới người liên thủ giành tu la quả. Cuối cùng đại gia đắc thủ phân bảo kết thúc. Kế hoạch thực hảo, chính là chân chính động thủ thời điểm. Dương Nghị Vân xem như kiến thức tới rồi chúng thần vực thế giới biến dị vạn vật sinh linh đáng sợ chỗ. Thật sự là làm hắn trong lòng vô cùng chấn động. Ầm ầm ầm, từng tiếng nặng nề nổ vang. Dương Nghị Vân nhìn lại, tu la thần thụ thượng từng điều huyết đằng giống như chỉ số không rõ xúc tu bùng nổ mà ra. Cửu lê tộc cùng thần nông thị người, bước vào tu la thần thụ 10 mét trong vòng sau, khởi xướng công kích. Nhưng lại là không nghĩ tới. Tu la thần thụ phản ứng so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn mau. Hai bên ở trong nháy mắt liền giao thủ. Thần quang cùng huyết quang bùng nổ, chiếu sáng lên phía chân trời. Đều là thiên đạo quy tắc cấp bậc cường giả, hai đại thế lực thêm lên hơn 40 người tốt. Trong đó càng có rất nhiều thiên đạo năm trọng tồn tại. Này đó cường giả bùng nổ dưới, uy lực tự nhiên cũng là không giống bình thường. Chính là Dương Nghị Vân tại hạ một khắc lại là đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Hắn thấy được vô số huyết đằng như mũi tên nhọn như sắc bén roi dài từ tu la thần số bùng nổ mà ra, thậm chí là làm bốn phía không gian đều rung chuyển lên.
đủ để thuyết minh, này đó huyết đằng có được kiểu gì bạo phát lực. Có loại loạn mũi tên tề phát ảo giác. A a a. Liền như vậy một cái đối mặt, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lại là có ba người đồng thời trúng chiêu. Thần nông nhất tộc một người, cửu lê tộc hai gã, đều là thiên đạo quy tắc một trọng tu vi thực lực. Trong nháy mắt bị huyết đằng đâm xuyên qua thân thể, ở kêu thảm thiết chung ba người thân thể lấy mắt thường thấy được tốc độ bắt đầu khô héo. Giống như là một người bắt đầu nhanh chóng già cả hình ảnh. Làn da khô quắt hấp thụ, tóc hóa thành màu trắng. Như thế già cả, hô hấp chi gian liền thành thây khô, mất đi hết thảy sinh cơ. Dương Nghị Vân ở trong lòng hít hà một hơi. Quỷ dị, da đầu tê dại. Hắn biết ba gã thiên đạo quy tắc một trọng bị tu la thần thụ huyết đằng hút thành thây khô, tinh huyết pháp lực nguyên thần tất cả đều thành tu la thần thụ chất dinh dưỡng. Dương Nghị Vân không phải chưa thấy qua một người hóa thành thây khô trường hợp, cần phải biết này mẹ nó chính là thiên đạo quy tắc cấp bậc cường giả A. Cho dù là thiên đạo quy tắc một trọng, kia cũng là thiên đạo quy tắc. Toàn bộ thế giới thần linh trăm triệu trăm triệu trăm triệu vô số kể, nhưng tu vi có thể đạt tới thiên đạo cấp bậc cũng là lông phượng sừng lân. Thiên đạo cảnh bước vào thiên đạo quy tắc trình tự, lại là thật lớn thiên trảm hồng câu. Nhưng mà ba gã thiên đạo quy tắc một trọng cường giả, liền như vậy một chút bị huyết đằng hút thành thây khô. Như thế nào có thể làm hắn trong lòng không khiếp sợ? Hiện tại hắn mới hiểu được, vì cái gì ngay từ đầu Diệp Hàn Băng bọn họ mấy cái không nóng nảy động thủ, đều biểu hiện ra kiêng kỵ. Nguyên lai tu la thần thụ, làm trò là một gốc cây ma thụ. Này còn chỉ là tu la thần thụ bộc phát ra tới huyết đằng mà thôi. Còn không phải đáng sợ nhất cường đại nhất. Làm mọi người kiêng kỵ chính là tu la thần thụ thụ hồn. Cũng sẽ là hắn cùng Hùng Hoan mấy cái muốn đối mặt đại khủng bố. Không có trải qua quá, cho nên trong lòng không sợ. Hiện tại thấy được một màn này sau, Dương Nghị Vân trong lòng là thực sự có bắn tỉa sợ. Không tự chủ được nhìn về phía Hùng Hoan, nhịn không được nói, Hoan Hoan thực sự có nắm chắc. Hùng Hoan cũng bị trước mắt một màn kinh đến, nghe được Dương Nghị Vân hỏi chuyện, nàng ngày mai Dương Nghị Vân lo lắng cái gì, lại là như cũ điểm điểm nói, có nắm chắc. Hảo, đánh cuộc một phen, phú quý hiểm trung cầu, bất quá các ngươi đều cho ta nhớ kỹ, sự không thể vì không cần cưỡng cầu, các ngươi an toàn với ta mà nói, thắng qua tu la quả gấp trăm lần vạn lần, nhưng đều biết sao. Dương Nghị Vân đối Hùng Hoan cùng Đoạn Thân mới vừa cùng với Âm Dương Kim Cương vợ chồng dặn dò. Minh bạch. Thỉnh thần tôn yên tâm, Đoạn Thân mới vừa ba người cũng ngưng trọng theo tiếng, lo lắng lại là ấm áp, Dương Nghị Vân quan tâm, làm cho bọn họ trong lòng cảm nhận được đích xác bọn họ ở Dương Nghị Vân trong lòng lượng gió là vượt qua tu la quả, tuy rằng ba người đều là bị Dương Nghị Vân lấy thủ đoạn thu phục, nhưng hiện tại xem ra có lẽ thay đổi cái chủ nhân cũng không kém. Vân đại ca yên tâm Hoan Nhi minh bạch, Hùng Hoan gật đầu nói chuyện, nàng sẽ là lần này chủ lực. Tổn thất ba gã thiên đạo quy tắc một trọng thủ hạ. Mặc kệ là Cửu Lê Huyền Dương cũng hoặc là Thần Nông Càng Minh đều là đôi mắt hồng hồng. Hai người tức khắc giống to, bạo phát. Yêu thụ chết. Cửu Lê Huyền Dương nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay lại là xuất hiện một viên kim sắc phiên cầu. Dương Nghị Vân thấy rõ, chín lộ Huyền Dương trong tay kim sắc phiên cầu thượng che kín một đám lỗ nhỏ. Hắn đột nhiên vang lên trước kia cùng nhị sư huynh nói chuyện phiếm thời điểm, nhị sư huynh nói qua. Kiếm đạo chi khí chung có một loại pháp khí so với thần kiếm càng cường đại hơn, có thể cất chứa muôn vàn kiếm khí với trong đó, xưng là kiếm hoàn. Kiếm hoàn nhưng nạp vào thần hạch dưỡng kiếm khí, làm kiếm khí uy lực tăng gấp bội, càng thêm có linh tính. Tuy rằng không biết Cửu Lê Huyền Dương trong tay có phải hay không nhị sư huynh nói qua kiếm hoàn, nhưng Dương Nghị Vân biết liền tính không phải, cũng tuyệt đối là cùng loại chí bảo thần khí, khả năng uy lực không nhỏ. Quả nhiên ở trong lòng hắn nghĩ như vậy thời điểm, chỉ thấy Cửu Lê Huyền Dương thúc dục trong tay kim sắc phiên cầu. Ngay sau đó, Cửu Lê Huyền Dương trong tay kim sắc phiên cầu kim sắc lộng lẫy bùng nổ, huyền phù dựng lên. Lại là một cái lỗ nhỏ chung từng đạo lộng lẫy thả lại chói mắt kim quang chi khí bùng nổ mà ra. Không đúng, chuẩn xác mà nói là kim sắc khắc văn. Ước chừng có 108 nói bùng nổ mà ra, giờ phút này lại là như kim sắc thái dương giống nhau chói mắt. Cùng thời gian, Dương Nghị Vân cảm giác đến chính là không gì sánh kịp kim khí. Đối, chính là khí, hơn nữa là kim chi khí, đây là quy tắc chi lực nhất nguyên thủy trạng thái, mang theo thuộc tính, kim loại tính, khí chi lực. Cảm giác đến cùng trong tay hắn hắc ám quy tắc phù phát ra hắc ám chi lực cùng đẳng cấp khác hơi thở lực lượng. Nhưng lại càng thêm sắc bén,
có được so với kiếm khí càng thêm sắc bén vạn lần hơi thở. Phốc phốc phốc, Cửu Lê Huyền Dương thúc dục dưới, từng đạo kim sắc khắc văn chi lực giống như có linh tính kim sắc con rắn nhỏ giống nhau, mang theo sắc bén vô cùng chi thế, chém về phía Tu La thần thụ huyết đằng. Chỉ nghe được từng tiếng phốc phốc nặng nề tiếng vang lên. Sở qua ra, lại là huyết đằng bị tấc tấc chặt đứt, không nhiều không ít 108 huyết đằng, như thế một kích bị Cửu Lê Huyền Dương này một kích phá hủy hơn phân nửa. Dương Nghị Vân mí mắt nhảy tới nhảy, lại là đem Cửu Lê Huyền Dương cấp ghi tạc trong lòng, hoặc là nói là đem trong tay hắn kim sắc kiếm hoàn ghi tạc trong lòng, không biết tên, Dương Nghị Vân tạm thời đã kêu kiếm hoàn, nhưng hắn biết tuyệt đối không phải phàm vật. Cùng thời gian thần nông càng minh cũng bạo phát. Ầm vang oanh, kịch liệt tiếng động rung trời. Dương Nghị Vân vừa mới lực chú ý đặt ở Cửu Lê Huyền Dương trên người, lại là không đi chú ý thần nông càng minh, nghe được thân ảnh sau hắn quay đầu nhìn lại, trực tiếp thần nông càng minh bốn phía toát ra chính là từng đạo hồng nhạt sương mù, ngược lại là giống ở rơi cái gì bột phấn thuốc bột giống nhau. Nhưng chính là thần nông càng minh này đó hồng nhạt sương mù xuất hiện, Tu La thần nói thượng một nửa kia huyết đằng bị phá hủy. Hắn trong lòng khiếp sợ. Những người này nhìn đến trong tay đều có không tầm thường át chủ bài, không phải đại pháp khí, chính là bàn tay to đoạn. Tất cả đều không phải tỉnh du đến đèn A. Ong ong ong, veo veo veo. Liền như vậy nháy mắt công phu, Tu La thần thụ thượng bùng nổ mà ra vô số huyết đằng bị giết, nhưng ong ong thanh rung động dưới, Tu La thần nói huyết quang vạn trượng bùng nổ, lại một lần có từng điều huyết đằng dài quá ra tới. Đồng thời ở thân cây trong vòng huyết quang ngọn nguồn, mơ hồ xuất hiện một người hình. Đại gia liên thủ áp chế, đệ nhị sóng huyết đằng lực lượng sẽ không quá cường đại. Lúc này thần nông càng minh giống lớn một tiếng, tức khắc mặc kệ là Cửu Lê tộc vẫn là thần nông thị người lần thứ hai đồng thời ra tay, phóng xuất ra từng người quy tắc khí chẳng áp chế ở Tu La thần thụ mới vừa mọc ra từ huyết đằng thượng, lần này thật là có chút áp chế huyết đằng sinh trường. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nghe được thần nông càng minh đối hắn hô to, Dương thần tôn nên các ngươi ra tay, thân cây huyết quang trong vòng bóng người chính là Tu La thụ hồn, mau mau ra tay công kích, đừng làm đi ra, một khi ra tới, hắn trực tiếp nuốt Tu La quả, không chỉ có hắn sẽ tự thân uy lực tăng nhiều, chúng ta sợ là cũng sẽ có đại phiền toái. Dương Nghị Vân kỳ thật cũng đoán được thân cây huyết quang trong vòng bóng người chính là Tu La thụ hồn, nghe được thần nông càng minh kêu gọi, hắn vội vàng đối Hùng Hoan cùng Đoạn Thân mới vừa ba người nói, chúng ta tiến lên, Hoan Hoan xem ngươi. Tốt Vân đại ca. Hùng Hoan dứt lời toàn thân cũng là huyết mạch vận chuyển dưới huyết quang phát ra, vèo một chút trực tiếp nghĩ Tu La thần thụ thân cây chỗ phóng đi. Ai? Dương Nghị Vân lời nói còn chưa nói xong, Hùng Hoan vèo một chút liền trực tiếp vọt vào chủ thân cây huyết quang trong vòng, thẳng đến thụ hồn mà đi. Ngọa tào đừng thất thần mau qua đi chi viện A. Dương Nghị Vân đối với Đoạn Thân mới vừa ba người hô to một tiếng, vội vàng cũng vọt đi lên. Mà liền ở hắn cùng Đoạn Thân mới vừa ba người vừa đến Tu La thần thụ 3 mét phạm vi thời điểm, dị biến nổi lên. Giống. Một tiếng trầm thấp dày nặng gào giống vang lên. Dương Nghị Vân trong lòng lại là căng thẳng. Hắn nghe được ra tới đây là Hùng Hoan thanh âm, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại là nhìn đến huyết quang có Hùng Hoan cuồng hóa lúc sau một cái hình dáng. Cùng thời gian Tu La thần thụ huyết quang đại tác phẩm, trong nháy mắt vô cùng chói mắt. Hùng Hoan. Dương Nghị Vân hô to một tiếng. Nháy mắt huyết quang tan đi. Hoàn toàn biến mất không thấy. Mà đồng thời biến mất còn có Hùng Hoan. Tu La thần thụ phía trước thân cây thượng xuất hiện thụ hồn thân ảnh cũng một hồi biến mất. Sao lại thế này? Dương Nghị Vân trong lòng đại kinh thất sắc, vào tới Tu La thần thụ trước, lại là phát hiện, cái gì đều không có. Thực hiển nhiên Hùng Hoan một chút vọt vào Tu La thần thụ trong vòng đi. Dương Nghị Vân biết giống bực này thần thụ tất nhiên chủ thân cây trong vòng có trời đất khác. Nhưng hắn hiện tại là thực lo lắng Hùng Hoan an nguy. Cùng lúc đó, liền ở Hùng Hoan biến mất nháy mắt, thần nông càng minh cùng Cửu Lê Huyền Dương bọn họ áp chế huyết đằng cư nhiên uy lực yếu bớt đi xuống. Cái này làm cho thần nông càng minh trong lòng đại hỉ, vội vàng đối với Diệp Hàn Băng bọn họ quát, lúc này không động thủ, càng đãi khi nào. Người sau phản ứng lại đây, đồng thời phi thăng dựng lên. Thẳng lấy Tu La quả. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Dương Nghị Vân bên kia ra tay tất nhiên sẽ như thế thuận lợi. Vừa ra tay, thụ hồn đều không thấy không nói, đệ nhị sóng mọc ra từ huyết đằng cũng là uể oải, dù sao thần nông càng minh bọn họ áp chế thời điểm, có thể rõ ràng cảm nhận được huyết đằng uy lực đã ở yếu bớt. Không nói thần nông càng minh bọn họ trong lòng đại hỉ,
dưới gốc cây Dương Nghị Vân lại là trong lòng tao thấu. Bởi vì Hùng Hoan không thấy tung tích, mà hắn lại là ở chủ trên thân cây tìm không thấy bất luận cái gì có thể tiến vào trong đó manh mối. Cùng thiên tài địa bảo so sánh với, ở trong lòng hắn, cho dù có lại nhiều tu la quả, cũng so ra kém Hùng Hoan một cái mệnh. Cho tạo oanh kích. Dương Nghị Vân đối với đoạn thân mới vừa ba người hô to, ý bảo oanh kích tu la thần thụ thân cây. Vẫn luôn đều đi theo Dương Nghị Vân phía sau đoạn thân mới vừa cùng âm Dương Kim Cương vợ chồng chính mắt thấy Hùng Hoan vọt vào huyết quang lúc sau biến mất không thấy, cũng biết Dương Nghị Vân trong lòng thực coi trọng kia đầu hùng nữ, nghe được hắn hạ lệnh, vội vàng đối với tu la thần thụ oanh kích. Như thế cũng là hy vọng có thể đem Hùng Hoan tìm trở về. Mọi người đều biết Hùng Hoan là bị tu la thần thụ cấp cắn nuốt. Ầm ầm ầm. Tam đại thiên đạo quy tắc năm trọng cường giả oanh kích tu la thần thụ uy lực tự nhiên là không giống bình thường. Dung trời công kích tiếng vang lên. Nhìn qua cành lá tốt tươi tu la thần thụ đều bắt đầu đong đưa. Dương Nghị Vân ở bên cạnh không ra tay, bởi vì hắn biết đoạn thân mới vừa ba người ra tay công kích cũng đủ, nếu lão đoạn ba người công kích đều không hiệu quả, hơn nữa hắn cũng không làm nên chuyện gì. Lúc này hắn nhắm mắt lúc sau, tự nhiên cảm nhận được tu la thần thụ biến hóa. Hy vọng có thể biết được cái gì manh mối, đem Hùng Hoan cấp tìm trở về. Ầm ầm ầm, liên tiếp không ngừng công kích dừng ở tu la thần thụ thượng, nhưng lại là gần chỉ là làm tu la thần thụ đong đưa một chút. Trừ cái này ra cũng không có bất luận cái gì dị thường xuất hiện. Dương thần tôn, lúc này, thần nông càng minh thanh âm vang lên. Dương Nghị Vân mở to mắt, trên mặt hắn thực trầm trọng, không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy thần nông Càng Minh, Cửu Lê Huyền Dương, Diệp Hàn Băng, Trung Sát bốn người đi tới. Thực hiển nhiên bọn họ đã kết thúc, thành công đạt được tu la quả. Nhưng này phân công lao là Hùng Hoan a. Dương Nghị Vân tuy rằng không biết phía trước Hùng Hoan dùng cái gì biện pháp, nhưng lại có thể khẳng định, thần nông Càng Minh bọn họ có thể thuận lợi kết thúc, theo đối là phía trước Hùng Hoan vọt vào huyết quang trong vòng với tu la thần thụ thụ hồn đã xảy ra cái gì. Thần nông Càng Minh vừa rồi cũng thấy được Dương Nghị Vân bên người cái kia nữ tử vọt vào huyết quang chung một màn, hiện tại hắn phản ứng lại đây, tất nhiên là Dương Nghị Vân tên kia thủ hạ nữ tử làm cái gì, thế cho nên tu la thần thụ thụ hồn biến mất, mà bọn họ chống đỡ huyết đằng áp lực tan đi. Hoặc là hoàn toàn có thể nói, đương Dương Nghị Vân thủ hạ tên kia nữ tử vọt vào huyết quang lúc sau, sở hữu như huyết đằng uy lực liền biến mất. Như thế lần này đại gia hợp tác, thành công đạt được 9 viên tu la quả. Nhưng là thoạt nhìn, Dương Nghị Vân bên người nữ tử biến mất. Đánh sâu vào huyết quang biến mất, ý nghĩa bị tu la thụ hồn cấp cắn nuốt rớt. Bất quá hắn cũng có kỳ quái, bởi vì dựa theo dĩ vãng tu la thần thụ thụ hồn liền tính là cắn nuốt rớt một người thiên đạo quy tắc năm trọng cũng không nói chơi, cũng không sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu, nhưng lần này cắn nuốt Dương Nghị Vân thủ hạ nữ tử sau, cư nhiên làm huyết đằng uy lực đều biến mất. Này không hợp lý. Thần nông Càng Minh không nghĩ ra. Nhưng nếu kết thúc, liền phải thực hiện hứa hẹn. Đại gia phân tu la quả hoàn thành đại đạo huyết thề. Dừng lại đi. Dương Nghị Vân đối với đoạn thân mới vừa ba người trầm thấp nói, hắn biết không tác dụng, ba người công kích cường độ hắn rõ ràng, nhưng lại là không có đối tu la thần thụ sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng, chủ trên thân cây liền tính là một chút dấu vết đều không có lưu lại. Chúng thần vực trung tu la thần thụ hoặc là nói mặt khác sinh linh sinh vật đều tràn ngập quỷ dị cường đại. Bọn họ công kích không có tác dụng cũng ở trong dự liệu. Nhìn đến thần nông Càng Minh mấy người đi tới, Dương Nghị Vân kêu ngừng. Cây Dương Tôn, tổn thất dưới tòa cường giả, ta cảm thấy xin lỗi. Thần nông Càng Minh tỏ vẻ thăm hỏi. Kỳ thật mọi người đều minh bạch, Dương Nghị Vân bên người cái kia nữ tử sợ là xong rồi. Tu la thần thụ chi danh, ở chúng thần vực cũng là treo lên hào. Đương nhiên trừ bỏ thần nông Càng Minh ở ngoài. Mặt khác ba người đã có thể có chút vui sướng khi người gặp họa, bọn họ là ước gì Dương Nghị Vân nhiều hơn tổn thất thủ hạ cường giả, tốt nhất quải rớt Dương Nghị Vân. Nhìn ra được tới, Dương Nghị Vân sắc mặt âm trầm như nước, tâm tình phi thường không tốt, mặt khác ba người trong lòng rất là cao hứng. Chỉ có thần nông Càng Minh như suy tư gì, xoay người đối với Diệp Hán Bân cùng Trung Sát nói, nhị vị đạo huynh đem Dương thần tôn kia một phần lấy ra tới đi. Có đại đạo huyết thề ở. Cho dù là Trung Sát cùng Diệp Hàn Băng ở không vui, cũng không dám sẽ bội ước, tâm không cam lòng thân không muốn lấy ra ba viên tu la quả đưa qua. Dương Nghị Vân vung tay lên thu hồi ba cái tu la quả, nội tâm càng thêm hụt hẫng. Rốt cuộc Hùng Hoan không thấy, hoặc là nói bị tu la thần thụ cấp cắn nuốt rớt.
cứ việc hắn đạt được lớn nhất một phần, nhưng tâm lý cao hứng không đứng dậy. Vốn dĩ Thần Nông Càng Minh còn tưởng cùng Dương Nghị Vân nói chuyện với nhau vài câu, nhưng thấy Dương Nghị Vân tâm tình không tốt, liền không cần phải nhiều lời nữa, ôm quyền đối Dương Nghị Vân nói, việc này kết thúc, kia tại hạ cáo từ. Bảo trọng. Dương Nghị Vân rốt cuộc hoàn hồn Nông Càng Minh một tiếng. Hắn đối Thần Nông Càng Minh ảnh hưởng không xấu. Cũng là có thể cảm nhận được Thần Nông Càng Minh vừa rồi đối với Hùng Hoan biến mất thiệt tình thăm hỏi. Đến nỗi mặt khác mấy cái như Diệp Hàn Băng, Trung Sát, Cửu Lê Huyền Dương, chính là trong ánh mắt chậm rãi vui sướng khi người gặp họa, tiếp đón đều lười đến cùng Dương Nghị Vân đánh, trực tiếp mang theo từng người môn nhân thủ hạ xoay người rời đi. Dương Nghị Vân nhìn theo ba người rời đi bóng dáng, trong ánh mắt sát ý chợt lóe mà qua, bọn họ ba cái không nên đối Hùng Hoan biến mất mà vui sướng khi người gặp họa, cái này làm cho Dương Nghị Vân đưa bọn họ ba người treo lên sổ đen. Thần Tôn hiện tại làm sao bây giờ? Đoạn Thân mới vừa hỏi. Dương Nghị Vân thở dài một tiếng nói, đi thôi Hùng Du Thiên hô qua đến đây đi. Hùng Hoan là Hùng Du Thiên nữ nhi, hiện giờ nhân gia nữ nhi biến mất, dù sao cũng phải nói một tiếng. Đối mặt Tu La Thần Thụ, bọn họ công kích chút nào không có tác dụng, Dương Nghị Vân trong lòng cũng là khó chịu vô cùng, hắn biết Hùng Hoan không có. Sớm biết rằng liền không ứng làm nàng xông lên đi a. Dương Nghị Vân nhìn Tu La Thần Thụ, hắn vòng được rồi một vòng lớn, cũng không có tìm ra cái gì manh mối. Cứ việc cho rằng Hùng Hoan có thể sống sót hy vọng rất nhỏ, nhưng hắn như cũng muốn tìm xem. Đối mặt một gốc cây tam đại thiên đạo quy tắc năm trọng cường giả công kích đều lưu không dưới một đạo vết thương quỷ dị chi thụ, hắn cũng luống cuống. Không một hồi mà Hùng Du Thiên đám người toàn bộ lại đây. Đối mặt Hùng Du Thiên thời điểm, Dương Nghị Vân không biết nên như thế nào mở miệng, nói Hùng Hoan biến mất, hay là nên nói ngã xuống. Hắn thực xấu hổ, cũng thực đau lòng. Nhưng Hùng Du Thiên lại là ra ngoài hắn đoán trước, cũng không có trong tưởng tượng như vậy biểu hiện ra cái gì thương tâm, ngược lại nói ra làm hắn trong lòng đại động một câu. Chủ nhân Hoan Nhi hơi thở còn ở, cũng chưa chết. Hùng Du Thiên nhìn Dương Nghị Vân mở miệng câu đầu tiên lời nói khiến cho Dương Nghị Vân trong lòng cú sốc, hắn cùng Hùng Hoan chi gian tự nhiên cũng có cảm ứng tồn tại là sinh mệnh chi thủy cảm ứng môi giới. Hắn ở Hùng Hoan biến mất ở huyết quang trong vòng trước tiên đi vào cảm ứng quá, hoàn toàn cảm ứng không đến chút nào hơi thở. Nhưng hiện tại Hùng Du Thiên lại nói Hùng Hoan hơi thở còn ở, cái này làm cho hắn nội tâm lại vui sướng lên, vội vàng hỏi, thật sự. Hùng Du Thiên nói, sẽ không sai, chúng ta là huyết mạch tương liên cha con, ta sở cảm nhận được chính là lão tử huyết mạch hơi thở. Dương Nghị Vân nghe được Hùng Du Thiên cái này giải thích, tức khắc bốc cháy lên hy vọng, ngẫm lại cũng là... Thế gian không có bất luận cái gì hơi thở cảm ứng có thể siêu việt huyết mạch. Hơn nữa Hùng Hoan cường đại nhất cũng là huyết mạch. Cho nên hắn tin tưởng Hùng Du Thiên nếu nói như vậy, vậy thuyết minh Hùng Hoan đích xác còn ở, hoặc là nói còn sống. Vội vàng truy vấn nói, nhưng có cái gì phát hiện? Liền ở Tu La Thần Thụ trong vòng, tuy rằng huyết mạch hơi thở thực mỏng manh, nhưng lại ở một chút cường hóa chung, chủ nhân không cần sốt ruột, chúng ta thả từ từ xem, nói không chừng là chuyện tốt. Hùng Du Thiên thực nhẹ nhàng ngược lại cười an ủi Dương Nghị Vân. Nghe xong Hùng Du Thiên nói chuyện, Dương Nghị Vân cũng cao hứng lên, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại thật đúng là như thế. Hắn hỏi Hùng Hoan vài lần, Hùng Hoan đều nói có nắm chắc đối phó Tu La Thụ Hồn, hiện tại xem ra nàng hẳn là thực sự có nắm chắc. Chẳng qua ngoài ý muốn chính là chui vào Tu La Thụ chung đi, điểm này khả năng Hùng Hoan chính mình cũng chưa nghĩ đến đi. Cũng may dựa theo Hùng Du Thiên nói, Hùng Hoan hơi thở đang ở dần dần tăng cường. Như thế Dương Nghị Vân suy đoán, có thể là Hùng Hoan thật sự bắt lấy Tu La Thụ Hồn, hoặc là nói hai người hẳn là tiến vào nào đó đánh giá trạng thái, Hùng Hoan còn lại là chiếm cứ thượng phong, đang ở đi bước một tan rã Tu La Thụ Hồn. Hiện tại chỉ có thể chờ. Trong lòng cầu nguyện Hùng Hoan không có việc gì. Ngẫm lại Hùng Hoan huyết mạch thiên phú, nghĩ lại Tu La Sâm Thụ nơi phát ra, bản thân chính là máu dựng dưỡng mà thành dị loại yêu thụ, nếu là Hùng Hoan huyết mạch càng cường đại hơn. Thật đúng là nói không chừng có thể có kinh hỉ xuất hiện. Thời gian ở một phút một giây chung qua đi. Dương Nghị Vân đám người liền quay chung quanh ở bốn phía chờ đợi. Hắn thường thường hỏi một chút Hùng Du Thiên tình huống như thế nào. Hùng Du Thiên trả lời đều là, tuy rằng thong thả nhưng lại Hùng Hoan huyết mạch hơi thở vẫn luôn ở tăng cường chung. Cái này Dương Nghị Vân liền an tâm rồi. Tiếp tục chờ đãi, nhưng này nhất đẳng chính là suốt 3 năm thời gian. Dương Nghị Vân cũng không nóng nảy, tiến vào chúng thần vực sau, cũng không có thời gian hạn chế,
chỉ có tiến vào thời điểm là có thời gian hạn chế, nếu là nghĩ ra đi, chỉ cần trở lại tới khi truyền tống không gian tế đàn liền có thể tùy thời đi ra ngoài. Chờ tiến vào sau, người chẳng sợ vĩnh viễn không ra đi, cũng là có thể. Dù sao hắn lần này tiến vào, chính là bôn bước vào hợp đạo cảnh giới tới, không vào thiên đạo hợp đạo trình tự, hắn biết chính mình sẽ không có cơ hội, chiến thắng 33 thiên điện kia tôn đế tôn vô thượng,